Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 105. Hai người phong môn cảnh cường giả, cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại là Diệp Sát Thần, nhìn một cái trang điểm, mới bừng tỉnh hiểu ra. Diệp Sát Thần trang điểm có thể bắt chước, nhưng thực lực tuyệt đối không thể nào bắt chước. Từ hôm nay, ngươi liền theo ta đi nội viện, bảo vệ một người Thánh Long gia tộc chủ mạch tiểu thư an nguy. Trong đó một người phong môn cường giả vừa nói xong, 500 người dùng ánh mắt hâm mộ, nhìn Diệp Thần. Diệp Thần có thể nói một bước lên trời, có thể tiếp xúc Thánh Long gia tộc chủ mạch người, phát triển tiền đồ tự nhiên không cần nhiều lời. Đa tạ đại nhân, chỉ bất quá tiểu nhân có người bạn, có thể hay không cùng đi. Diệp Thần cầm Trần Nguyên gọi ra, hai người phong môn cảnh gật đầu vậy đáp ứng. Hơn một người mà thôi, không có gì đáng ngại. Diệp Thần và Trần Nguyên hai người, trực tiếp bị Thánh Long gia tộc người mang đi. Dọc theo con đường này, Thánh Long gia tộc người nói rất nhiều thứ, trên căn bản đều là một ít chú ý sự hạng. Ví dụ như một ít địa phương có thể đi, một ít địa phương không thể đi, hết thảy các thứ này Diệp Thần cũng nhớ kỹ. Ước chừng đi 10 phút, rốt cuộc đi tới một nơi vườn riêng. Thánh Long gia tộc cường giả, trước hết để cho Diệp Thần và Trần Nguyên hai người ở bên ngoài chờ đợi. Mình một người đi thông báo một tiếng. Không tới một phút, Thánh Long gia tộc cường giả liền đi ra, bên người còn đi theo một cái cô gái xinh đẹp. Cô gái mặc cả người màu trắng quần hoa vỡ, một đôi đùi đẹp thon dài, thiếu chút nữa để cho Trần Nguyên ánh mắt cũng nhìn thẳng. Hắn cũng biết cô gái lai lịch, nhìn hai lần liền cúi đầu xuống không dám đi hơn xem. Vị tiểu thư này kêu Long Tình, sau này sẽ là các ngươi phải bảo vệ đối tượng. Người kia nói hoàn, cáo lui một tiếng liền rời đi. Long Tình thực lực không tệ, ở tinh khiếu cảnh tầng 3 trời, liên quan tới Diệp Thần thân phận, khẳng định đã giới thiệu qua. Nàng cũng không nói gì nhiều, gọi tới người làm cầm Diệp Thần hai người thu xếp ổn thỏa, xoay người liền rời đi. Thánh Long gia tộc dòng chính cực kỳ cao ngạo căn bản không cầm Diệp Thần bọn họ coi ra gì. Còn như Diệp Thần cũng vui vẻ tại như vậy, hắn vốn là muốn khiêm tốn điều tra. Đi tới chỗ ở sau đó, Trần Nguyên cao hứng không thôi, có thể trở thành dòng chính môn khách, đây tuyệt đối một bước lên trời. Hắn cũng biết, hết thảy các thứ này đều là bởi vì Diệp Thần, dự định thật tốt ôm chặt cây đại thụ này. Một ngày thời gian, chớp mắt bây giờ liền đi qua, Diệp Thần ngày này không có nhàn rỗi, căn bản cũng tìm Diệp Lạc Nhi, chỉ bất quá không thu hoạch được gì. Diệp Thần vậy âm thầm đi qua Thánh Long gia tộc cấm địa. Nhưng là vẫn không có cảm giác được Diệp Lạc Nhi hơi thở. Diệp Lạc Nhi giống như hoàn toàn nhân gian bốc hơi vậy. Chẳng lẽ Diệp Lạc Nhi đã xảy ra chuyện, cũng hoặc là không có ở đây Linh Võ Đại Lục. Bất quá mấy ngày nay, Diệp Thần trong đầu mơ hồ nhiều lần xuất hiện ngày đó ở Cửu U Quốc xuất hiện cảnh tượng. Đứt quãng nội dung, để cho hắn bắt được một ít tin tức. Nơi đó tựa hồ là Thánh Long gia tộc mở ra một nơi bí cảnh chi địa. Cực kỳ bí mật. Nơi đó không chỉ nhốt Diệp Lạc Nhi, còn nhốt một ít không rõ thân phận người. Hơn nữa, chung quanh chi địa, càng giống như là một nơi tử địa. Không có nửa điểm sức sống. Diệp Thần chỉ có thể cùng. Cho đến ngày thứ hai, Long Tình người làm truyền tới tin tức, nói để cho Diệp Thần chuẩn bị một chút. Ngày mai Long gia dòng chính có một cái lịch luyện, kỳ hạn một tuần tiến vào một nơi cấm địa bí cảnh. Trong này tống giam cũng là tội chết phạm nhân, hơn nữa là vĩnh cửu trấn áp. Vì lịch luyện dòng chính cũng không có trực tiếp xử tử, ngược lại cho dòng chính làm một loại lịch luyện nơi. Diệp Thần gật đầu nhận lời, bên trong lòng có chút hưng phấn, vô cùng có thể Diệp Lạc Nhi liền bị tống giam ở bên trong. Thánh Long gia tộc bên trong chung quanh có thể tống giam địa phương, hắn cũng âm thầm tìm qua. Cũng không có Diệp Lạc Nhi. Diệp Thần thật sớm đi tới vườn riêng bên trong, ngày hôm qua hắn đã để cho giỏi về giao thiệp Trần Nguyên hỏi dò một cô gái tin tức. Hắn cầm Diệp Lạc Nhi đại khái dáng vẻ thuật lại, cũng không có nói gì nhiều. Trần Nguyên còn lấy là Diệp Thần thích một người phụ nữ mà thôi, miệng đầy đáp ứng. Ngươi đi theo ta. Long Tình từ vườn riêng bên trong đi ra, nhàn nhạt nhìn một cái Diệp Thần, cao ngạo đi ở phía trước. Diệp Thần đi một mình ở phía sau. Đi theo Long Tình nhịp bước, hai người đi tới một nơi trong đại điện mặt. Tại đại điện đã có chút Thánh Long gia tộc công tử và tiểu thư chờ đợi. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt,
phát hiện tại chỗ ít nhất có 20 vị công tử và tiểu thư. Thực lực tầng thứ không đủ, căn bản đều ở đây tinh khiếu cảnh và tạo hóa cảnh. Ở bọn họ phía sau cũng đều đứng môn khách, không một ngoại lệ đều ở đây tinh khiếu bên trên. Thậm chí có mới vừa bước vào bịt cửa cường giả. Thánh Long gia tộc ra tay thật lớn. Chỉ bất quá từ hơi thở tới xem, là như vậy đan dược đôi chia tồn tại. Tại chỗ, duy chỉ có Diệp Thần một người tạo hóa cảnh. Long Tình, ngươi làm sao mang đến một cái tạo hóa cảnh môn khách? Đến lúc đó là nô tài bảo vệ chủ tử, vẫn là chủ tử bảo vệ nô tài. Làm Long Tình đi tới sau đó, một vị tiểu thư người mặc đắt tiền áo khoác, nhất thời châm chọc. Long Ngọc ngày thường vốn là cùng Long Tình không cùng, hiện tại thật vất vả bắt cơ hội, căn bản sẽ không bỏ qua. Diệp Thần nội tâm căn bản không để ý, dù sao chuyện không liên quan hắn, còn như Long Tình nhưng không có lên tiếng. Long Ngọc được thế không buông tha người, trực tiếp mở miệng nói, Long Tình, nếu ngươi mang tạo hóa cảnh môn khách, sợ rằng có chút thủ đoạn, không bằng và ta môn khách tỉ thí một chút. Nàng hôm nay quyết định chủ ý, muốn cho Long Tình bêu xấu. Ở một bên công tử tiểu thư, không có một người đi khuyên can, ngược lại xem náo nhiệt như nhau. Long Tình ngày thường cao ngạo, đối với người bất kỳ cũng lạnh nhạt, căn bản không có bạn bè gì. Ta xem tỷ đấu một chàng cũng tốt, dù sao khoảng cách thực tập mở, còn có một chút thời gian. Một người công tử phụ họa, hắn dư tiểu thư vậy đi theo kêu la, trong mắt tràn đầy hài hước thần sắc. Long Tình cả người sắc mặt khó khăn xem. Hiện ở nhiều người như vậy mở miệng, nàng nếu không đáp ứng, mặt nàng để ở nơi đâu? Diệp sát thần, người đi ra ngoài tỉ đấu một phen. Hiện tại loại chuyện này, nàng vậy không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể nhắm mắt, để cho Diệp thần đi. Nàng trước kia cũng có tinh khiếu đỉnh cấp môn khách, chỉ bất quá sau đó chết trận, cộng thêm lên Thánh Long gia tộc ở tấn công Vạn Kiếm Đế Cung, tạm thời bây giờ rút ra không ra người, lãng phí không ít người. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng, còn như Diệp thần chiến lực chân chính như thế nào, nàng vậy không biết. Đối với Diệp sát thần tên chữ, bọn họ những thứ này cậu ấm có thể không quan tâm. Nghe gặp Long Tình mà nói, Diệp thần bất đắc dĩ đứng ra. Đây là ở Long Ngọc sau lưng một người người đàn ông trung niên đi ra, hắn mang trên mặt đao sẹo, nhìn hình dáng, hung thần ác sát. Cao Hải, cẩn thận một chút, đừng một đấm cầm hắn đánh chết. Long Ngọc ở một bên mở miệng, lông mày cũng sắp phỉnh lên đến bầu trời. Tinh khiếu đỉnh cấp đối phó một cái tạo hóa cảnh tầng 4 trời, đây còn không phải là trong túi lấy vật. Long Ngọc căn bản không lo lắng mình thất bại, vốn chính là một chàng không có huyền niệm chiến đấu. Tiểu thư yên tâm, loại người này, ta một đầu ngón tay là có thể nghiền ép. Cao Hải vỗ ngực bảo đảm, nhìn Diệp thần ánh mắt, một món khinh thường. Long Tình đáp ứng khiêu chiến sau đó, trong nháy mắt liền hối hận, mặc dù nghe nói Diệp Thần có chút thực lực, có thể vượt cấp mà chiến, bất quá đối mặt tinh khiếu đỉnh cấp, làm sao có thể đánh thắng được. Người khác đang suy nghĩ Cao Hải dùng một ngón tay nghiền ép Diệp Thần vẫn là hai cây. Còn như Diệp Thần, thì đang suy nghĩ là một kiếm trong nháy mắt giết vẫn là hai kiếm. Trước mắt tinh khiếu đỉnh cấp, ở Diệp Thần trước mặt căn bản không tạo được bất kỳ uy hiếp. Diệp thần đứng ở nơi đó một hơi một tí, Cao Hải còn lấy là hắn bị giật mình. Ta trước hết để cho ngươi hai chiêu, đứng ở chỗ này không nhúc nhích, hai chiêu bên trong tuyệt không hoàn thủ. Cao Hải nhìn Diệp thần, một cặp trong mắt cực kỳ khinh thường, hắn căn bản không cầm Diệp thần coi ra gì. Một con kiến hôi mà thôi, không đáng giá được hắn nghiêm túc đối đãi. Ngươi xác định, Diệp thần hơi có vẻ giọng nghi vấn mở miệng. Nhìn Cao Hải giống như xem kẻ ngu vậy. Hắn muốn còn muốn cho Cao Hải chút mặt mũi, quanh co hai chiêu, sau đó sẽ đánh bại, nhưng là thấy Cao Hải vậy thiếu làm thịt hình dáng, Diệp thần thay đổi chủ ý. Đó là tự nhiên, đừng ma ma tức tức. Ở một bên Long Tình thất vọng, vốn là lấy là Diệp thần thực lực không tệ, mới sẽ mang tới, ai biết hèn yếu như vậy. Long Ngọc và chung quanh dòng tránh, nhất thời truyền ra một hồi tiếng chê cười. Cái này Diệp sát thần nhát gan như chuột, đặt tên ngược lại là thô bạo. Diệp sát thần cái danh hiệu này, ở bên ngoài không ít người biết, chỉ bất quá Thánh Long gia tộc dòng tránh, căn bản không quan tâm những thứ này. Được, vậy ta ra tay, ngươi cẩn thận điểm, tốt nhất chớ bị ta một chiêu trong nháy mắt giết.
Một câu nói, chung quanh dòng tránh, cũng không nhịn được nữa, toàn bộ đều cười ra tiếng tới. Một cái tạo hóa cảnh suy nghĩ trong nháy mắt xiết tinh khiếu đỉnh cấp, thật là buồn cười. Cuồng vọng tự lớn. Long Tình chỉ cảm thấy trên mặt mình đau rát đau, quá mất mặt. Nàng quyết định, chờ một chút sẽ để cho Diệp Thần cút đi, người như vậy, tại sao có thể trở thành nàng môn khách? Diệp Thần nhìn một cái Cao Hải, người sau căn bản không coi ra gì. Việc đã đến nước này, hắn vậy không nói thêm nữa, cầm ra tùy ý một thanh kiếm nắm trong tay. Diệp Thần trong thân thể bất hủ kiếm ý thúc dục phát ra ngoài, rơi vào trong mắt mọi người, lại là khinh thường cười một tiếng. Một kiếm này cho bọn hắn cảm giác, chân thực quá yếu. Long Tình rốt cuộc từ nơi nào tìm tới như vậy rác dưới tồn tại. Cao Hải híp mắt, muốn còn muốn không muốn thúc dục phòng ngự công pháp, thấy Diệp Thần ngưng tụ ra kiếm thế, cảm giác hoàn toàn không cần thiết. Nếu không rơi được cái ỷ mạnh hiếp yếu danh tiếng cũng không tốt. Diệp Thần tay dậy kiếm rơi, kiếm khí bỗng nhiên bây giờ xông về Cao Hải. Vốn là Cao Hải còn cảm giác không việc gì, chỉ là cảm nhận được một tia kiếm sắc bén mang, bên trong lòng có chút bối rối. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Diệp Thần một cái tạo hóa cảnh, nhất định là cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi, cưỡng ép chế trụ nội tâm vẻ hốt hoảng. Oanh! Kiếm quang cực nhanh, nháy mắt tức thì liền rơi vào Cao Hải trên mình. Như vậy mà một màn kế tiếp, trực tiếp để cho tất cả dòng tránh trợn tròn mắt. Chỉ gặp Cao Hải cả người thân thể bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung bên trong truyền tới một tiếng hét thảm, hung hãn té rơi trên mặt đất. Ở trên ngực của hắn mặt, có một đạo vết kiếm, vết thương chừng 3 phần sâu, Cao Hải chớp mắt biến thành một cái người máu, thậm chí liền hơi thở cũng bị mất. Một kiếm, tinh khiếu đỉnh cấp Cao Hải bỏ mình. Long Ngọc vốn đang mênh mông tự đắc, biểu tình trên mặt trong nháy mắt động lại, tựa như sống gặp quỷ vậy. Long Tình vậy sợ ngây người, cái này Diệp sát thần cho nàng mang tới ngạc nhiên mừng rỡ thực sự quá lớn. Đừng nói Long Tình, giờ khắc này, Thánh Long gia tộc dòng tránh đều cảm giác, Diệp sát thần tuyệt đối không phải tạo hóa cảnh. Trừ Diệp thần sự thích truyền tới tin tức, ai có thể như vậy vượt cấp. Long Ngọc, xem ra ngươi môn khách, vậy chưa ra hình dáng gì, liền tạo hóa cảnh người cũng không đánh lại, ta đề nghị để cho người ngươi trực tiếp tử giết đi, còn mặt mũi nào còn sống. Long Tình từ rung động bên trong tỉnh hồn lại, lạnh nhạt mở miệng. Nàng có thể sẽ không bỏ qua đánh đau chó rớt xuống nước cơ hội. Long Tình, người khẳng định là cố ý. Long Ngọc gân giọng tiếng giống, xấu hổ khó khăn làm, nàng hận không được tìm một chỗ may trực tiếp chui vào. Một khi chuyện này truyền ra, nàng cũng không đất dung thân. Cái này làm cho nàng làm sao chịu nổi à? Diệp Thần không muốn lãng phí thời gian, thu hồi kiếm. Đứng ở Long Tình sau lưng. Hắn trong mắt chỉ có Diệp Lạc Nhi. Làm không tệ. Long Tình tâm tình không tệ. Lần đầu tiên khen ngợi một câu, có thể kéo hồi liền thành, làm sao không cao hứng. Vốn là yên lặng tình cảnh, trong nháy mắt náo nhiệt lên, mọi người thấy Diệp Thần ánh mắt, vậy không giống nhau. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh trong đại điện mặt đi ra một người ông già. Diệp Thần hơi ngẩn ra. Cái này ông già lại là phong môn cảnh. Hơn nữa so hắn giao thủ mấy vị phong môn cảnh đều mạnh. Ở hắn sau lưng còn có 3 tên người tuổi trẻ, cũng là Thánh Long gia tộc trong đám người tuổi trẻ mạnh nhất một đời. 2 người nửa bước phong môn, thậm chí còn có 1 vị đột phá đến phong môn cảnh. Khí tức cường đại. Đối với cái này 3 người, Diệp Thần cũng đã nghe nói qua. Long Bạch, Long Sát, Long Dương. 3 người ở Thánh Long gia tộc dòng tránh bên trong, có quyền uy tuyệt đối. Long Dương đột phá đến phong môn cảnh, ở Thánh Long gia tộc dòng tránh bên trong là người mạnh nhất. Dù là hắn xem những thứ này dòng tránh, bên trong đôi mắt đều là thần sắc khinh thường. Cực kỳ cao ngạo người, căn bản không cầm người bất kỳ coi ra gì. Lần này các ngươi đi nhà tù, chủ yếu lấy đánh chết tù phạm làm mục đích. Phong môn ông già, cuồn cuộn không ngừng nói một lớn chất. Diệp Thần căn bản không có nghe tiếp, hắn chỉ hy vọng có thể ở bên trong tìm được Diệp Lạc Nhi. Còn như một ít ban thưởng, căn bản không để ý. Một lúc lâu sau, ông già cầm tất cả quy tắc cũng nói rõ, dẫn mọi người đi tới một đạo trận pháp trước. Bước ra một giọt máu tươi, trận pháp ngay tức thì mở.
cấm địa bí cảnh đại năng, hoàn toàn mở ra. Từng cái môn khách đi theo dòng tránh đi vào truyền tống trận bên trong, Long Tình nhìn một cái Diệp Thần. Hai người đi vào truyền tống trận. Cái này truyền tống trận cũng không phải là cố định, mỗi một lần truyền tống, cũng sẽ tiến vào cấm địa bí cảnh chỗ bất đồng. Không tới chốc lát thời gian, Diệp Thần thấy Long Tình ở hắn bên cạnh, ngẩng đầu nhìn một mắt, phát hiện chung quanh đều là vừa nhìn vô tận sa mạc. Cát bay đá chạy, tùy ý có thể gặp. Xem ra vận khí của chúng ta không phải quá tốt. Long Tình trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, toát ra một nụ cười khổ thần sắc. Toàn bộ nhà tù cấm địa bí cảnh, phân là ba chỗ địa phương, phân biệt trấn áp ba chỗ phạm nhân. Nhưng mà hoang mạc, chính là trấn áp phạm nhân địa phương mạnh nhất. Không chỉ có như vậy, hoang mạc còn có một chút đặc biệt yêu thú, cực kỳ khủng bố, không cẩn thận sẽ có chí mạng nguy hiểm. Diệp sát thần, chúng ta đi trước phía đông, xem có thể hay không đi ra ngoài. Long Tình vậy là lần thứ nhất tới nhà tù cấm địa bí cảnh, chỉ nghe trưởng lão nói qua đại khái tình huống, nàng tùy ý đối với Diệp thần phân phó nói. Nhưng mà, thời khắc này Diệp thần hồn nhiên không để ý tới sẽ Long Tình. Hắn trong mắt cực kỳ kích động. Thân thể đang run rẩy. Chỉ vì là, khi tiến vào cái này cấm địa bí cảnh nháy mắt. Trong cơ thể hắn và Diệp Lạc Nhi liên lạc, hoàn toàn xuất hiện. Nói cách khác, Diệp Lạc Nhi thật ở chỗ này. Diệp sát thần, người có nghe ta nói không? Long Tình mở miệng nói. Chẳng biết tại sao, nàng phát hiện Diệp thần từ tiến vào chỗ này thì có chút cổ quái. Cụ thể nơi nào cổ quái, nàng không nói được. Diệp thần ẩn núp thực lực, còn có Diệp thần ánh mắt, căn bản không xem một cái cửa khách. Càng giống như là tới tìm gì. Long Tình lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, lần nữa kêu mấy tiếng, Diệp thần mới tỉnh hồn lại. Cố nhiên có và Diệp Lạc Nhi liên lạc, nhưng là cái này vô biên hoang mạc, muốn xác định Diệp Lạc Nhi tung tích, vậy không dễ dàng. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi nói gì sao? Diệp thần nói. Long Tình liếc một cái Diệp thần, nói ta nói đi phía đông xem. Được. Diệp thần tự nhiên không có dị nghị. Dọc theo đường đi cũng đi theo Long Tình. Sau nửa giờ, hai người bước chân dừng lại, bọn họ đột nhiên thấy phía trước đông nghịt một phiến, truyền tới thanh âm ông ông ông. Là muỗi máu. Long Tình vừa nhìn thấy những thứ này, cả người sắc mặt đổi được sát trắng. Nàng có nghe nói qua, là muỗi máu là cấm địa bí cảnh hoang mạc nhất không thể trêu chọc tồn tại. Đơn độc là muỗi máu cũng không đáng sợ, chủ yếu mỗi một lần là muỗi máu đi ra. Đều là thành đoàn kết đội, chí ít hơn 10 triệu chỉ. Phong môn cảnh cường giả gặp phải vật này, vậy cực kỳ dễ dàng chết. Ở là muỗi máu bên trong, còn có con muỗi vương tồn tại, một khi dính, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp sát thần, chúng ta làm sao bây giờ? Long Tình luống cuống, mặc dù nàng thực lực không tệ, cũng không trải qua quá nhiều chém giết sinh tử. Nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp thần trên mình. Chạy. Diệp thần không có quá nhiều do dự trực tiếp mở miệng, hiện tại loại chuyện này, chỉ có thể xem có thể hay không né tránh. Hắn thực lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là những thứ này hoàn toàn không giết hết, hơn nữa cực kỳ hao phí linh lực. Hắn còn muốn giữ lại linh lực cứu Diệp Lạc Nhi. Như là không thể tránh né nói, chỉ có thể huyết chiến. Diệp thần bắt Long Tình tay, mang nàng nhanh chóng thoát đi. Ở bọn họ phía sau là muỗi máu không ngừng theo sát, hiển nhiên phát hiện Diệp thần hai người tồn tại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp thần cả người cau mày, hắn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là muỗi máu cũng không chậm, mơ hồ bây giờ còn nhanh hơn một nước. Nếu như vận dụng thuật pháp, hắn có thể ung dung thoát đi, chỉ bất quá bên người còn có Long Tình, những thủ đoạn này tự nhiên không thể dùng. Chờ một chút ta đi đối phó. Người ở bên cạnh hỗ trợ liền tốt. Diệp thần tiếng nói vừa dứt, trong nội tâm thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Được. Long Tình mặc dù cao ngạo nhưng cũng không phải đứa ngốc, hiện tại loại chuyện này, nàng chỉ có thể nghe Diệp thần. Diệp thần buông Long Tình, dừng lại ở hư không, xoay người nhìn là muỗi máu, cầm ra thú hủ kiếm, nắm trong tay. Là muỗi máu còn không có xông lại, nhưng đã tạo thành tương tự với một cổ bão cát tồn tại. Những thứ này là muỗi máu không lớn, chỉ có ngón cái lớn như vậy nhỏ, mặc dù cảnh giới không cao,
nhưng ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành một cổ kinh khủng hơi thở. Vượt qua phong môn nhất tầng thiên. Long Tình trong nội tâm có chút sợ hãi, bất quá cũng coi là chấn định, cầm ra một cái màu hồng tơ mang. Ông, là mũi máu thanh âm càng ngày càng lớn, Diệp Thần nhìn một cái, phát hiện đã gần ngay trước mắt, ngay tức thì xông lên đi giết. Hắn vẫy tay một kiếm, mang bất hủ kiếm ý hơi thở, trực tiếp tiêu diệt mấy chục ngàn chỉ. Đinh! Cho dù kiếm ý mạnh mẽ, mấy con muỗi vẫn là rơi vào Diệp Thần trên mình, hắn phát hiện là muỗi máu có thể ung dung phá vỡ hắn thân xác, hút máu. Hắn bất hủ thần thể, ở là muỗi máu trước mặt, hoàn toàn không hữu hiệu. Quá cổ quái! Diệp sát thần, là muỗi máu coi thường thân xác, ngươi cẩn thận một chút. Nghe được Long Tình mà nói, Diệp Thần thiếu chút nữa một miệng lão máu phun ra. Chuyện này làm sao không nói sớm. Diệp Thần không có biện pháp chỉ có thể lui về phía sau, nhưng cái này chút là mũi máu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đập vào mặt. Hiện tại hắn rốt cuộc biết là mũi máu chỗ kinh khủng. Những thứ này là mũi máu mặc dù công kích không được, nhưng là coi thường thân xác, có thể hút máu. Thời gian một dài mà nói, võ giả sớm muộn cũng sẽ biến thành thây khô. Huyền Diễm, đi ra cho ta. Diệp Thần suy nghĩ những thứ này hẳn biết sợ ngọn lửa, thuận tiện lấy Huyền Diễm ngưng tụ kiếm ý, cuộn sạch đi. Đáng tiếc, Huyền Diễm cố nhiên hữu dụng, nhưng là mũi máu thật sự là quá nhiều. So sánh mà nói, hoàn toàn là đốm đốm lửa. Trảm Thiên Nhất Kiếm. Kiếm ý vào giờ khắc này, ngưng tụ ở không khí chung quanh trong đó, Diệp Thần trên người là mũi máu, trực tiếp hóa là đạo đạo xương máu. Kinh khủng kiếm ý phóng lên cao. Long Tình thấy một màn này, chỉ cảm thấy tự thân giống như là một con kiến hôi. Diệp Thần tùy ý là có thể xóa bỏ. Cũng chỉ đây là, Diệp Thần kéo ra khoảng cách, đi tới Long Tình trước mặt. Là mũi máu chân thực quá nhiều, Diệp Thần cảm giác một mực tiếp tục như vậy cũng không biết muốn giết đến không biết năm nào tháng nào. Long Tình tay cầm màu đỏ tơ mang, ngay tức thì kéo dài, quấn lấy là mũi máu. Ở trong nháy mắt nghiền thành bột. Diệp Thần hai người hợp tác, mang đi một phiến phiến là mũi máu. Cái này thời gian Long Tình gặp phải nhiều lần nguy cơ, đều là Diệp Thần xuất thủ cứu giúp. Đi! Diệp Thần bộc phát ra một đạo kinh khủng kiếm quang trực tiếp mở miệng. Hiện tại là mũi máu bị đánh tan, là chạy trốn tốt nhất cơ hội. Không đi nữa, chờ một chút lại sẽ bị là mũi máu bao vây. Được! Long Tình gật đầu, nàng trong cơ thể năng lượng mau phải tiêu hao hầu như không còn, cánh tay đều bắt đầu đau nhức. Tiếp tục nữa, hai người chỉ là một con đường chết. Diệp Thần nắm Long Tình tay xoay người liền rời đi. Ở bọn họ sau khi rời đi, một bóng người lóe ra. Người này quần áo bề tan tành, đầy đầu sợi tóc che lại ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần hai người rời đi hình bóng, khóe miệng truyền tới một tia cười nhạt. Toàn bộ nhà tù cấm địa bí cảnh phạm nhân đều biết, chỉ cần giết chết 10 thánh long gia tộc môn khách và nhốt 10 dòng chánh, là có thể rời đi nơi này, khôi phục người tự do. Thánh long gia tộc dòng chánh săn giết bọn họ làm sao thử không phải. Đây cũng là thánh long gia tộc có thể sừng sững nhiều năm như vậy nguyên nhân. Săn giết trò chơi, sống chết thực tập. Ai là thợ săn, ai là con mồi đến bây giờ còn nói không chừng. Diệp Thần và Long Tình trốn chạy hồi lâu, phát hiện là mũi máu đã biến mất, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Dù là hắn như vậy đánh tiếp, cũng chỉ có mệt mỏi lực kiệt thời điểm. Đến lúc đó là mũi máu chen nhau lên, hắn cũng không có biện pháp. Diệp sát thần, chúng ta làm sao bây giờ? Long Tình một mặt mê mang nhìn Diệp Thần, nàng âm thầm vui mừng, lần này mang Diệp Thần tới đây. Nếu không nàng cũng không biết phải làm gì. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, trễ giờ lại nghĩ biện pháp. Bây giờ sắc trời đã dần dần tối lại, màn đêm đi lại nói, không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Long Tình nhẹ khẽ gật đầu, bây giờ đối với Diệp Thần tuyệt đối tín nhiệm. Diệp Thần ở hoang mạc bên trong tìm được một nơi to lớn nham thạch, thiết lập đơn giản trận pháp. Long Tình thân là thánh long gia tộc dòng chánh, lúc nào nhận khổ như vậy, nhưng là hiện tại vậy không có biện pháp. Chỉ có thể tạm trước. Diệp Thần ở Long Tình một bên, ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị tu luyện mấy phần. Long Tình vốn là có chút sợ hãi, bất quá thấy Diệp Thần,
dần dần yên tâm lại. Màn đêm buông xuống chung quanh tất đen kịt một phiến, Diệp Thần mặc dù đang tu luyện, bất quá một mực ở lưu ý bốn phía. Xào xạc. Diệp Thần mở mắt ra, chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh như băng hướng một phương hướng bắn tới. Người nào, đi ra. Một câu nói, trực tiếp cầm trong giấc mộng Long Tình thức tỉnh. Thế nào? Long Tình cũng không đoái hoài được quần áo xốc xếch, từ nham thạch bên trong bỏ ra ngoài. Xem ra ta ở săn giết kế hoạch trước, còn có thể hưởng thụ một phen. Ở nửa đêm bên trong, truyền tới một đạo băng hàn thanh âm. Vèo. Đây là một chuôi bao quanh quy luật lực độc tiêu phóng tới, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một kiếm trực tiếp chặt đứt. Vèo vèo vèo. Từng đạo bảy màu ánh sáng độc tiêu phóng tới, rậm rạp chằng chịt, làm cho không người nào chỗ né tránh. Long Tình trong tay tơ mang, khoảnh khắc bây giờ vây bọn họ lại hai cái. Độc tiêu đánh vào mặt trên dây băng, truyền tới hàng loạt tiếng vang. Ngay tức thì biến dạng. Diệp Thần lắc đầu một cái, nếu như không có mình nói, Long Tình có lẽ thật sẽ bỏ mạng ở cái này trong bí cảnh. Chẳng lẽ cái này Thánh Long gia tộc thực tập chính là một loại đào thải cơ chế? Vậy Thánh Long gia tộc không khỏi quá tuyệt tình. Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, vô tận ma khí vờn quanh lòng bàn tay, một đạo màu đen bình phong che chở bỗng nhiên tạo thành. Nhưng ám khí kia ngay tức thì biến dạng, tiêu tán ở giữa trời đất. Diệp Thần băng hàn ánh mắt đảo qua, hoang mạc bên trong xuất hiện 10 người. Phong môn cảnh nhất tầng thiên 3 người, tinh khiếu cảnh đỉnh cấp 7 người. Đối phó bọn họ hai người, đội hình có thể coi như là hào hoa. Cái này 10 tên võ giả, hơi thở kinh người, trên mặt từng đạo đao sẹo, hung ác ánh mắt, cầm Diệp Thần hai người làm đợi giết dê con. Bọn họ là bị Thánh Long gia tộc nhốt ở chỗ này tử tù, cảnh giới tự nhiên không thấp. Trước mắt là bọn họ duy nhất cơ hội. Các huynh đệ, môn khách giết chết, cái này Thánh Long gia tộc tiểu thư bắt sống. Môn khách giết chết không có sao. Để cho bọn họ giết Thánh Long gia tộc dòng tránh, tự nhiên không dám. Diệp sát thần, làm thế nào? Ba cái phong môn cảnh nhất tầng thiên, còn có nhiều như vậy tinh khiếu cường giả đỉnh phong, Long Tình hoàn toàn luống cuống. Cho rằng lần này khó thoát tai kiếp. Không nói ba cái phong môn cảnh nhất tầng thiên, những thứ này tinh khiếu cường giả đỉnh phong, nàng liền không phải là đối thủ. Vừa nghĩ tới mình ra nghề không nhanh thân chết trước, Long Tình vạn niệm câu hôi. Diệp Thần không nói gì, ngược lại cầm ra thú hủ kiếm nắm trong tay. Hiện tại trông cậy vào Long Tình ra tay, hoàn toàn không trông cậy nổi, chỉ có thể dựa vào mình. Phong môn cảnh nhất tầng thiên, hắn còn không để vào mắt. Giết! Quyết định chủ ý, Diệp Thần không do dự nữa, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, điên cuồng xông tới. Diệp Thần nâng lên cánh tay, bất hủ kiếm ý trực tiếp bộc phát ra. Một kiếm ngay tức thì chém về phía một người tinh khiếu cường giả đỉnh phong. Đâm! Một kiếm phong hầu. Ngay tức thì mang đi một người, Diệp Thần đột nhiên ra tay, để cho những thứ này tử tù cũng không nghĩ tới, trong nháy mắt tay chân luống cuống. Nhưng mà, hết thảy các thứ này còn không có kết thúc, ở sau lưng của bọn họ, một đạo hư ảnh vang khắp đúng cái thiên địa. Minh! Hư ảnh hót một tiếng, thân thể cao lớn mang ngọn lửa nóng bỏng, xông tới. Cát vàng bay lượn, giống như bão cát vậy. Oanh! Kiếm ý hư ảnh, đến gần trong nháy mắt, tại chỗ trực tiếp nổ. Phạm vi nổ trực tiếp nổ chết hai người tinh khiếu cường giả đỉnh phong. Ngắn ngủi không tới ba hơi thở thời gian, trực tiếp chết đi ba tên tinh khiếu cường giả đỉnh phong. Phong môn cảnh nhất tầng thiên giận dữ, một đôi đỏ tươi trong mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, bỗng nhiên xông lên đi giết. Bọn họ bị Thánh Long gia tộc vây ở chỗ này hồi lâu, không hôm nay ngày, bất kỳ ngăn trở bọn họ người rời đi, đều phải chết. Thấy phong môn cảnh nhất tầng thiên tới đây, Diệp Thần trên mặt cũng không có hốt hoảng thần sắc. Ngược lại toát ra một tia nụ cười quỷ dị. Hắn chờ đợi chính là giờ khắc này. Trảm thiên nhất kiếm. Cuồng bạo kiếm ý quấn quanh ở trên thân kiếm, Diệp Thần vung tay lên, nhắm ngay phong môn cảnh nhất tầng thiên cường giả. Ông ông ông. Một kiếm này, toàn bộ hư không cũng mơ hồ đang run rẩy, kiếm khí cuốn lên đất cát. Chung quanh cát bay đá chạy, giống như một chàng ngày tận thế điểm báo trước. Ở phía sau Long Tình cũng sớm đã thấy đờ ra. Diệp sát thần chiến lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu?
lần lượt đổi mới nàng nhận biết. Hắn thật là tạo hóa cảnh tầng 4 thiên. Coi như nghịch thiên võ giả có thể vượt cấp mà chiến, có thể diệp sát thần vậy quá khoa trương đi. Long tình trong đầu ông tác hưởng, cảm giác mình não đường về, đều có điểm không chuyển qua cong tới. Oanh! Một kiếm hạ xuống, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, phong môn cảnh nhất tầng thiên thân thể, trực tiếp bị một kiếm chặt đứt hai nửa. Phịch! Thi thể rơi trên mặt đất, Diệp Thần sắc mặt không thay đổi, bất quá hoàn toàn cầm những thứ liều mạng này làm cho sợ hãi. Một kiếm phong môn cảnh nhất tầng thiên liền chết. Chẳng lẽ người này giấu giếm thực lực, nhưng thật ra là phong môn cảnh cường giả. Diệp Thần một kiếm chấn nhiếp mọi người, để cho những thứ liều mạng này không dám lộn xộn nữa. Đại ca, chân thực không được chúng ta chạy chứ. Một người tinh khiếu cường giả đỉnh phong bị sợ được hai chân có chút đứng không vững. Vạn nhất thật sự là phong môn trung kỳ cường giả, bọn họ những người này lại tới 10 cũng không đủ giết. Long tình che miệng, một đôi mắt không thể tin nhìn Diệp Thần. Phong môn cảnh nhất tầng thiên, chết, chết, cái này chết vậy quá dễ dàng chứ. Mọi người không cần sợ, thằng nhóc này tuyệt đối là giả thần giả quỷ. Người khác không biết, bọn họ những thứ này phong môn cảnh nhất tầng thiên người rất rõ ràng, Thánh Long gia tộc không thể nào để cho phong môn trung kỳ trên cường giả bảo vệ dòng tránh. Như vậy căn bản là không đạt tới lịch luyện hiệu quả. Hai người phong môn cảnh nhất tầng thiên liếc nhìn nhau, quyết định đồng loạt ra tay. Bọn họ cho rằng, mới vừa rồi Diệp Thần có thể đánh chết phong môn cảnh nhất tầng thiên, tuyệt đối là trả giá thảm trọng giá phải trả. Ở hai người phong môn cảnh nhất tầng thiên ra tay lúc đó, còn lại 4 tên tinh khiếu cường giả đỉnh phong, vậy đồng loạt ra tay. Nếu như hai người phong môn cảnh nhất tầng thiên cường giả tử vong, bọn họ vậy không sống nổi. Đã như vậy, còn không bằng liều chết đánh một trận. Diệp Thần chán bây giờ lãnh mang phát ra, một cổ chiến ý từ trong cơ thể hắn phóng lên cao. Cút! Hắn đưa ra chỉ một cái, ở hắn đầu ngón tay, bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Lực lượng cuồng bạo phát huy đến trình độ cao nhất, chỉ một cái giống như chùm tia sáng vậy, bỗng nhiên xông tới. Vèo! Kinh khủng quy luật lực và phá không lực, mang sơ sắc tiêu điều hơi thở, liều chết xung phong đi. Chỉ một cái rơi xuống, Diệp Thần cả người bóng người, giống như quỷ mị vậy xông lên đi giết. Đối với hai người phong môn cảnh nhất tầng thiên, Diệp Thần tạm lánh mũi nhọn, đi tới một người tinh khiếu cường giả đỉnh phong trước mặt. Tên kia tinh khiếu cường giả đỉnh phong vừa thấy Diệp Thần tới đây, hù được cả kinh thất sắc, căn bản không dám đánh lại, dự định thoát đi. Diệp Thần bắt cơ hội, làm sao có thể sẽ bỏ qua cho, trong tay thú hủ kiếm một kiếm phá vỡ hắn cổ. Máu tươi đỏ thắm tung tóe, tại chỗ một cổ thi thể rơi xuống, Diệp Thần giết chết phía sau một người, xoay người xông về một người khác. Hiện tại bọn họ thấy Diệp Thần, tựa như thấy bùa đòi mạng vậy. Vừa thấy được Diệp Thần xông lại, liền hướng rút lui. Diệp Thần làm sao có thể sẽ bỏ qua cho bọn họ, một kiếm hạ xuống, nhất thời lại một tên tinh khiếu cường giả đỉnh phong một cánh tay bị chém xuống tới. Ở chém xuống ngay tức thì, hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, phát hiện sinh cơ của mình đã hoàn toàn biến mất. Hai người phong môn cảnh nhất tầng thiên cường giả, nổi nóng vạn phần, nhưng là đối với Diệp Thần không thể làm gì, chỉ có thể nhìn tay cái kế tiếp chết đi. 20 tức đi qua, trên hư không, chỉ còn lại hai người phong môn cảnh nhất tầng thiên. Diệp Thần cả người quần áo trắng đã bị nhiễm thành màu đỏ như máu, trong tay hắn thú hủ kiếm, nhỏ xuống trước máu loãng. Nhưng không phải máu hắn. Hai người phong môn cảnh nhất tầng thiên nhìn Diệp Thần trong mắt, tựa như không phải là người, mà là một tôn sát thần. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hai người, khóe miệng toát ra một tia cười nhạt. Hiện tại chỉ còn lại hai người phong môn cảnh nhất tầng thiên cường giả, đã đối với hắn không tạo được uy hiếp. Hai người phong môn cảnh nhất tầng thiên, trong nội tâm chỉ còn lại nồng đậm sợ hãi, chỉ bất quá bọn họ không có cách nào. Tên đã lắp vào cung, đã không phát không được. Giết! Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chẳng ngó ngàng gì tới hướng Diệp Thần xông lên đi giết. Ta không muốn lãng phí linh lực, ta còn có chuyện trọng yếu, cho nên, cũng nên kết thúc. Diệp Thần cả người nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hơi cong, cánh tay nâng lên, kiếm khí hoành lượn quanh, một kiếm ầm ầm rơi xuống. Đang rơi xuống trong nháy mắt,
Diệp Thần bóng người tại chỗ biến mất, đột nhiên đi tới một người phong môn cảnh nhất tầng thiên sau lưng. Đâm! Hắn cầm thú hủ kiếm, một kiếm chém ở phong môn cảnh nhất tầng thiên sau lưng mặt. Phong môn cảnh nhất tầng thiên cường giả sau lưng, xuất hiện một đạo máu tươi đầm đìa vết thương, sức sống cực nhanh trôi qua. Diệp Thần hiện tại không muốn tiếp tục kéo dài, đối mặt những thủ phạm này, cây bản không có chút do dự nào, một kiếm trực tiếp chém về phía một người khác cường giả đầu lâu. Rắc rắc, truyền tới một tiếng thanh thúy tiếng vang, đầu lâu ngay tức thì chia năm xẻ bảy, một cổ thi thể rơi trên mặt đất. Mà đang ở trong một cái chớp mắt này, một đạo lạnh như băng nguy hiểm lan khắp Diệp Thần toàn thân. Hắn dư quang đảo qua, vậy bị thương phong môn nhất tầng thiên cường giả lại kích thích máu tươi, hướng hắn tới. Hắn mới vừa muốn động thủ, nhưng là phát hiện Long Tình chắn hắn sau lưng, Diệp sát thần, cẩn thận. Vậy phong môn nhất tầng thiên cũng không dám giết Long Tình, vội vàng thu tay lại. Mà ngay lúc này, Diệp Thần động. Như trong đêm tối một đạo quang, xuất hiện ở vậy bị thương phong môn cường giả trước mặt, một kiếm biến dạng hư không, điên cuồng chém xuống. Nháy mắt tức thì, vậy bị thương phong môn cảnh nhất tầng thiên cường giả hóa là một đạo xương máu. Hoàn toàn chết. Diệp Thần và Long Tình rơi ở trên mặt đất. Long Tình cả người đều đã thấy nở ra, Diệp sát thần cho nàng mang tới rung động, chân thực quá mức kinh người. Ngắn ngủi không tới 5 phút, tất cả tù phạm toàn bộ đều chết trên mặt đất. Phong môn cảnh nhất tầng thiên cường giả, ước chừng như vậy mà thôi. Long Tình đi tới Diệp Thần trước mặt, che miệng, một đôi rung động trong mắt, nhìn hắn. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn cố nhiên không sợ một kiếm kia, nhưng là Long Tình thái độ hay là để cho hắn lộ vẻ xúc động. Thánh Long gia tộc chủ Mạch tiểu thư, lại không để ý tánh mạng mình, muốn là một cái môn khách chặn một kiếm. Xem ra Thánh Long gia tộc vậy không hoàn toàn là kẻ ác. Diệp Thần không phải lạm sát kẻ vô tội người, Diệp Lạc Nhi xảy ra chuyện, quả thật và Thánh Long gia tộc có liên quan. Nhưng cũng là và Thánh Long gia tộc người nắm quyền có liên quan. Nếu như tiêu diệt toàn bộ Thánh Long gia tộc, người chết oan quá nhiều. Hắn đạo cố nhiên là sát đạo, nhưng nếu như lạm giết và hiện tại những cái kia ma đầu có cái gì khác biệt? Đi thôi. Lúc này Diệp Thần mở miệng, nơi đây đã bị người phát hiện, chỉ có thể rời đi. Long Tình nhỏ nhẹ gật đầu, bất chi bất giác Diệp Thần đã trở thành người chủ đạo. Hai người hư không phi hành, Long Tình đột nhiên thấy mặt một bóng người. Diệp sát thần, đó là Long Chiến, mau giúp ta đi cứu hắn. Long Tình cả người cũng hơi hưng phấn, rốt cuộc thấy Thánh Long gia tộc dòng tránh. Diệp Thần gật đầu một cái, hai người từ trong hư không rơi xuống, đi tới Long Chiến bên cạnh. Hiện tại Long Chiến trạng thái thật không tốt, môi của hắn khô nứt, cả người bẩn thỉu, trên người quần áo còn mang vết máu. Diệp Thần một mắt là có thể nhìn ra, tuyệt đối là gặp phải bên trong tù phạm, hắn môn khách sợ rằng đã chết. Long Tình, người cũng ở nơi đây, quá tốt. Nơi này tù phạm quá mức đáng sợ, ta thật không rõ ràng gia tộc tại sao phải như vậy thực tập, chẳng lẽ là muốn chúng ta cảm thụ sống chết. Long Chiến thấy Long Tình sau này, cả người cũng đổi được kích động. Vốn là hắn theo môn khách truyền tống đến mảnh sa mạc hoang vu này, cũng đã có chút tuyệt vọng, lúc buổi tối còn gặp phải tù phạm. Nếu như không phải là môn khách để ngăn lại, hắn hiện tại cũng sớm đã bị bắt. Hắn đi một mình nửa giờ, run sợ trong lòng, rất sợ gặp lại gặp tù phạm. Khi thấy Diệp Thần và Long Tình hai người sau này, rốt cuộc yên tâm không thiếu. Long Tình và Long Chiến hai người trò chuyện một hồi, đi thêm về phía trước đi, không hề thiếu phong môn cường giả cản đường. Dẫu sao nơi đây nhốt đều là Thánh Long gia tộc vạn năm tới cường địch. So ngoại giới hung hiểm hơn. Bọn họ thực lực đối mặt phong môn cường giả, tuyệt đối không sống nổi. Diệp sát thần, hiện tại chúng ta làm thế nào? Long Tình ánh mắt xin giúp đỡ, nhìn Diệp Thần. Hiện tại nàng cũng sớm đã cầm Diệp Thần làm người tâm phúc. Một khi gặp phải sự việc, cũng sẽ không tự chủ được hỏi Diệp Thần. Ta sẽ thiết lập trận pháp, các ngươi liền núp ở vùng lân cận, còn như những người đó, ta đi gặp. Diệp Thần suy tư một hồi, mở miệng nói, hắn ngược lại không sợ những người đó, chỉ bất quá không muốn bại lộ mình thực lực. Có thể chiến đấu phong môn cảnh nhất tầng thiên cường giả, đã để cho Long Tình thất kinh.
nếu là liền mạnh hơn tồn tại cũng có thể chiến, Long Tình tuyệt đối sẽ hoài nghi hắn thân phận. Hắn chỉ có thể một người một ngựa. Dĩ nhiên, càng nguyên nhân trọng yếu là Diệp Lạc Nhi. Hắn nhiều lần dò xét tính hỏi qua Long Tình Diệp Lạc Nhi sự việc, Long Tình hiển nhiên không biết. Vậy có khả năng nhất biết Diệp Lạc Nhi tung tích, chỉ có Lâu Dài sinh tồn ở nơi này đất tử tù. Hắn điên cuồng hướng một phương hướng đi, lại cũng không có bất kỳ chiếu cố đến, càng giống như là cố ý hấp dẫn tử tù sự chú ý. Cùng lúc đó, Hung Ma Cung. Khắp nơi thi thể, máu chảy thành sông. Đã từng là thế lực cường đại, lại không tới mấy tức thời gian, biến thành như vậy bi cảnh. Vô số thi thể và máu tươi bên trên, chỉ có một nơi là sạch sẽ. Chỗ đó che lấp từng cơn rùng mình. Hai đạo tuyệt hàn bóng người đứng ở một đầu bông tuyết cự thú bên trên. Chính là Ngụy Dĩnh và Bạch Nhi. Ngụy Dĩnh trong mắt mang nói một chút băng hàn, tựa như đối với hết thảy không hề quan tâm. Cái khăn che mặt dưới, không che giấu được tuyệt sắc dung nhan, tóc xanh theo gió múa, hơn nữa một tiệc quần áo trắng sang trọng hoa lệ trường bào. Phảng phất không ăn nhân gian lửa khói thiên huyền con gái. Mà trước mặt nàng, là ba vị Hung Ma Cung ẩn núp vạn năm lão tổ. Hung Ma Cung ở vạn năm trước kia cũng là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, địa vị không ngừng rơi xuống. Tựa hồ ở tận lực ẩn núp cái gì. Ba người trước mặt, có phong môn cảnh đỉnh cấp, thậm chí còn có một vị nửa bước thái hư cảnh. Nếu như truyền đi mọi người tất nhiên khiếp sợ. Chỉ bất quá, ba vị này đủ rồi quát tây vực cao cấp cường giả, giờ phút này đã vết thương chồng chất, trong mắt ngưng trọng. Nửa bước thái hư Hung Ma Cung lão tổ lau sạch khóe miệng máu, đối với Ngụy Dĩnh mở miệng nói. Chúng ta ẩn núp nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, vẫn là không giấu được. Cái này vị tiền bối, ta muốn biết, người tại sao phải đối với chúng ta Hung Ma Cung ra tay. Chúng ta Hung Ma Cung cùng ngươi không thù không oán. Vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Ngụy Dĩnh mảnh khảnh tay thả ở sau lưng, gió lạnh cuốn lên, trường bào nhẹ dậy, muôn vàn tóc xanh bay lượn. Hồi lâu, nàng lên tiếng, không thù không oán. Giỏi một cái không thù không oán. Năm đó tuyệt hàn đế cung tiêu diệt, người Hung Ma Cung có thể chạy trốn liền liên quan. Nghe được tuyệt hàn đế cung cái này bốn chữ, ba vị lão tổ tròng mắt trợn to. Cực kỳ kinh hãi. Vị kia thái hư lão tổ lại là lui về phía sau mấy bước, run rẩy đưa ngón tay ra nói, ngươi. Ngươi là tuyệt hàn đế cung người. Tuyệt hàn đế cung không phải bị diệt. Làm sao có thể? Ngụy Dĩnh bên cạnh Bạch Nhi bước ra một bước, một cái tát ở vậy bị thương lão tổ gò má. Vô liêm sỉ, cung chủ há là các ngươi tùy tùy tiện tiện có thể chỉ. Quỳ xuống. Vô tận dùng mình phảng phất từ trên bầu trời rơi xuống. Ba vị trọng thương lão tổ không thể không quỳ xuống. Nhưng là bọn họ trên mặt viết đầy sợ hãi. Cung chủ. Tuyệt hàn đế cung cung chủ. Trời à! Cái đó đã từng linh võ đại lục cao nhất bá chủ, lại trở về. Thậm chí tắm máu Hung Ma Cung. Ngụy Dĩnh trên cao nhìn xuống nhìn ba người, không có phóng thích huy áp, nhưng là lại để cho ba vị này lão tổ không ngừng run rẩy. Cung chủ đại nhân. Năm đó chúng ta Hung Ma Cung chỉ bất quá tham dự mà thôi, cũng không có làm gì, hết thảy đều là thần quốc ý kiến, chúng ta tại sao có thể chống lại? Ở thần quốc trước mặt, chúng ta bất quá nhỏ rồi, chúng ta không có giết tuyệt hàn đế cung một người, chúng ta vậy không tư cách giết à? Vị kia nửa bước thái hư lão tổ run rẩy thanh âm nói. Ngụy Dĩnh môi đỏ mỏng phác họa, băng hàn thanh âm giống như địa ngục gió, vậy các ngươi có từng từ ta tuyệt hàn đế cung cướp đi một kiểu đồ? Lời này vừa nói ra, ba người đồng loạt biến sắc. Bởi vì, đây là sự thật à. Vị kia lão tổ vội vàng nói, cung chủ đại nhân bất giận, chúng ta vậy thì đi lấy. Không cần, tuyệt hàn thanh âm vang lên lần nữa. Một giây kế tiếp, Ngụy Dĩnh đưa tay ra, hơi một chảo. Vậy Hung Ma Cung tháp lớn lại trực tiếp hóa là bột, một khối to lớn bảy màu băng đá bay ra. Băng đá chi trên viết bốn chữ tuyệt hàn đế cung. Bạch Nhi, nhận lấy. Cung chủ. Bạch Nhi cầm ra nhẫn chữ vật, trực tiếp thu vào bảy màu băng đá. Ngụy Dĩnh ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân ba người, thật ra thì các ngươi Hung Ma Cung chưa đến nỗi ta ra tay tiêu diệt. Các ngươi từ Bắc vực trốn Tây vực, thậm chí xuống cấp,
không phải là muốn chiếm hữu vật kia. Ba vị lão tổ ngẩn ra, có chút không rõ ràng thiếu nữ ý kiến. Đột nhiên, một hồi gió lạnh tấn công tới, Ngụy Dĩnh cái khăn che mặt phiêu động, tuyệt đẹp dung nhan tựa như bọc một tầng vô tận hàn sương. Ta vốn không dự định diệt các ngươi, chỉ tiếc các ngươi lại ba lần đuổi giết Diệp Thần. Động người đàn ông của ta không thích. Lời này vừa nói ra, vậy ba vị hung ma cung lão tổ trong mắt tựa như ứ máu. Diệp Thần sau lưng lại đứng vạn cổ thứ nhất tông môn Tuyệt Hàn Đế Cung. Cái này, điều này sao có thể? Tuyệt Hàn Đế Cung chỉ có nữ đệ tử à? Lại là chặt đứt thất tình lục dục. Làm sao sẽ vì một người đàn ông đối với bọn họ ra tay? Do không được bọn họ suy tính, Ngụy Dĩnh ngón tay nhẹ một chút, tựa như ở khảy cái gì. Rồi sau đó, ba vị lão tổ thân thể trực tiếp nổ tung. Giữa trời đất, chỉ còn lại một phiến vô tận xương máu. Hung ma cung, lại nữa. Bạch Nhi thấy một màn này, nuốt nước miếng một cái, nàng phát hiện, cung chủ từ đi nơi nào, càng ngày càng mạnh. Chỉ là, như vậy tăng lên giá phải trả cũng là to lớn. Cung chủ, có thể chịu được sao? Tiêu diệt vạn năm Tuyệt Hàn Đế Cung, thật muốn ở người phụ nữ này trên tay quật khởi. Mấu chốt, cung chủ tại sao có thể nói Diệp Thần là nàng người đàn ông đâu? Nàng lạnh như vậy tính cách, lại có thể thật thích Diệp Thần. Nhưng mà, Tuyệt Hàn Đế Cung phải đối mặt không đơn thuần linh võ đại lục à? Nếu như có một ngày và vậy đồ vật khổng lồ chống lại, cung chủ nên làm cái gì? Đến lúc đó ai tới cứu cung chủ? Chẳng lẽ là cái đó chỉ có tạo hóa cảnh Diệp Thần? Có thể sao? Bạch Nhi mặc dù cảm thấy Diệp Thần quả thật yêu nghiệt, nhưng lại yêu nghiệt đi nữa, lại làm sao có thể đối kháng liền vậy đồ vật khổng lồ. Bạch Nhi, đi, hạ một nhà. Ngụy Dĩnh thanh âm vang lên. Bạch Nhi không nghĩ nhiều nữa, đi theo lên. Thánh Long gia tộc thượng cổ cấm địa bí cảnh. Diệp Thần rốt cuộc hấp dẫn tới tử tù chú ý. Lại phát hiện một cái lạc đàn môn khách. Vo ve. Cách đó không xa, đột nhiên truyền tới một hồi chập chờn, Diệp Thần vừa thấy, một người nửa bước phong môn cường giả, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn trên thân thể mặt còn truyền tới mùi máu tanh. Chắc hẳn mới vừa rồi tuyệt đối từng giết người. Không chỉ có như vậy, ở hắn sau lưng còn có hai người phong môn cảnh sơ kỳ và ba tên tinh khiếu cường giả đỉnh phong. Đội hình như vậy, nếu như là Thánh Long gia tộc dòng tránh gặp phải, căn bản không sống nổi. Còn như Diệp Thần, trên mặt cũng không có bất kỳ khiếp đảm thần sắc, ngược lại mặt đầy nụ cười. Không nghĩ tới đám người này tự đưa tới cửa. Vừa vặn cũng không cần hắn phí tâm tốn sức đi tìm, nâng lên trong tay thú hủ kiếm, không có chút nào do dự, trực tiếp xông tới. Thấy một màn này, những thủ phạm này trực tiếp sửng sờ, đây là tình huống gì? Một cái tạo hóa cảnh con kiến hôi, không nên trốn sao? Lại liều mạng xông lại, sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Giải quyết hắn. Nửa bước phong môn cường giả tay chỉ một người tinh khiếu cường giả đỉnh phong, lạnh giọng mở miệng nói. Tên kia tinh khiếu cường giả đỉnh phong đứng ra, cười hắc hắc, bỗng nhiên bây giờ xông tới. Diệp Thần thấy một màn này, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, sau đó giơ tay lên chính là một kiếm. Tay dậy kiếm rơi, vốn là tên này tinh khiếu cường giả đỉnh phong, còn nghĩ, rốt cuộc dùng mấy thành lực đạo giết chết Diệp Thần, nhưng mà thấy như tia chớp kiếm quang, hù được cả kinh thất sắc. Cái này truyền tới hơi thở, chân thực quá mức đi khủng bố, hắn muốn chạy trốn, nhưng là đã muộn. Hắn bên trong đôi mắt toát ra hoảng sợ thần sắc, một kiếm trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể, biến thành hai nửa. T. Ở một bên nhìn tử tù, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trương Thiên đại ca, thằng nhóc này có chút tà môn, chúng ta cần phải nên làm thế nào cho phải? Một người mới vừa bước vào phong môn cảnh không lâu cường giả, nhíu mày. Diệp Thần có thể trong nháy mắt giết tinh khiếu cường giả đỉnh phong, hắn mới vừa bước vào phong môn cảnh, sợ rằng cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có thể trông cậy vào mạnh nhất Trương Thiên. Trương Thiên cau mày, tại mới vừa hắn cũng không rõ tình trạng, tinh khiếu cường giả đỉnh phong liền bị giết trong nháy mắt. Cái thằng nhóc này quả thật có chút tà môn, để cho hắn không thể coi thường. Diệp Thần thấy Trương Thiên không động thủ, cả người giống như linh hồ vậy xông tới. Ở xông tới ngay tức thì, kinh khủng hơi thở khoảnh khắc bùng nổ,
giống như lũ lụt vậy, xông về Trương Thiên. Trương Thiên thấy Diệp Thần xông lại, không có bất kỳ biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là xông lên. Hắn xuất thủ trong nháy mắt, phong môn cảnh hơi thở áp lực, làm ở Diệp Thần trên mình. Diệp Thần khóe miệng toát ra một tia cười nhạt, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, ngươi là trong đám người này mạnh nhất, trước hết giải quyết ngươi. Ở hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa nóng bỏng, sắp cầm quần áo hắn đều phải cháy, nhưng đối phó với phong môn cảnh cường giả, còn chưa đủ. Trương Thiên cau mày, Diệp Thần trên mình tản mát ra hơi thở, đã để cho hắn cảm giác được không đúng. Oanh! Diệp Thần sau lưng lao ra hai đạo linh thú hư ảnh, trực tiếp xông lên đi giết, Trương Thiên không do dự nữa, cầm ra trên người chiến đao. Một đao chém đi qua, một đạo hư ảnh trực tiếp tiêu tán, nhưng mà bạch hổ hư ảnh, khạc ra một đoàn quả cầu lửa, cháy ở Trương Thiên trên y phục mặt. Bây giờ Trương Thiên cũng không quản được như thế nhiều, bởi vì hắn cảm nhận được nồng nặc cảm giác nguy cơ. Cổ nguy cơ này càng ngày càng lớn mạnh, đột nhiên bây giờ Diệp Thần đi tới hắn sau lưng, trong tay thú hủ kiếm cũng sớm đã chuẩn bị ổn thỏa. Trảm thiên kiếm vừa ra. Một kiếm chém về phía hắn sau lưng, Trương Thiên tốc độ phản ứng cũng không chậm, bỗng nhiên bây giờ xoay người, dùng trong tay chiến đao trực tiếp cho đón đỡ ở. Ở đón đỡ cư trú nháy mắt, Diệp Thần một quyền bỗng nhiên nện xuống. Phịch! Trương Thiên bóng người lui về phía sau, Diệp Thần không theo không buông tha quơ trong tay thú hủ kiếm, từng kiếm một chém xuống đi. Kiếm quang lần lượt thay nhau, thật giống như tạo thành rậm rạp chẳng chịt lưới phòng vệ, để cho Trương Thiên không thể lui được nữa. Ở một bên, Trương Thiên phụ thuộc người cũng sớm đã khiếp sợ không biết cần phải nên nói cái gì. Rốt cuộc từ đâu tới yêu nghiệt, có thể tạo hóa cảnh chiến đấu phong môn cảnh. Diệp Thần thế công quá mức mãnh liệt, để cho Trương Thiên không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể chịu đựng ở những kiếm khí này. Đón kiếm quang điên cuồng xông lên, hắn trên mình không biết bị phá vỡ nhiều ít. Cho ta chết! Trương Thiên cả người nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm chặt chiến đao, không gian mơ hồ vỡ vụn, điên cuồng bổ về phía Diệp Thần. Diệp Thần trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, trong tay thú hủ kiếm bỗng nhiên bây giờ nâng lên, ở nâng lên trong nháy mắt, hai người tiếp xúc thời điểm truyền tới một tiếng vang to lớn. Toàn bộ hoang mạc đều tựa như chấn động. Vô tận cát vàng bao trùm thiên địa, che đậy tầm mắt mọi người. Trương Thiên con người cực kỳ sợ hãi, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn phong môn cảnh tầng 2 thiên lại vẫn không địch lại một cái tạo hóa cảnh tầng 4 thiên. Đây là cái gì quỷ? Còn chưa cùng hắn phản ứng, một đạo hàn quang chính là cực nhanh tới. Trảm thiên nhất kiếm, kiếm y giống như một đầu hư không cự thú, mưu toan chiếm đoạt Trương Thiên. Phốc suy, thú hủ kiếm xuyên thấu Trương Thiên thân thể. Máu loãng theo hắn thân thể lưu trên mặt đất, truyền tới một tiếng gào thống khổ. Trương Thiên không để ý đau đớn trên người, bỗng nhiên lui về phía sau. Nhưng mà, dị biến nổi lên. Chung quanh nghìn mét đều bị băng xương bao trùm, Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm ánh sáng đại tác, hắn nâng lên cánh tay, một kiếm bỗng nhiên chém ra đi, kinh khủng hơi thở bỗng nhiên lan truyền, kiếm quang đến mức tất cả là băng xương. Trương Thiên cả người sắc mặt đại biến. Không để ý thương thế, trong tay chiến đao bộc phát ra hơi thở nóng bỏng, ngọn lửa cháy ở hắn thân đao, quơ chiến đao ngay tức thì chém ra đi. Ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thần không có chút nào do dự, vẫy tay lần nữa một kiếm, vô tận linh lực bỗng nhiên bây giờ bộc phát ra. Oanh! Một kiếm chém ra đi, bỗng nhiên đánh trúng ở Trương Thiên trên bụng mặt. Trương Thiên hoàn toàn đánh bại, khạc ra một miệng máu tươi màu đen. Trong mắt chỉ có sợ hãi. Ở hắn hộc máu thời điểm, Diệp Thần đột nhiên đi tới Trương Thiên bên người, năm ngón tay giữ lại hắn cổ. Đại nhân, tha mạng. Trương Thiên cả người sắc mặt đỏ bừng, sớm biết Diệp Thần thực lực cường hãn, tuyệt đối sẽ không trêu chọc à. Muốn còn sống, thần phục ta. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, Trương Thiên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Buông ra thần thức nắm trong tay. Diệp Thần chỉ gian chạm được Trương Thiên ấn đường, một đạo lực lượng hoàn toàn chui vào Trương Thiên thức hải. Trương Thiên muốn phản bội nói, căn bản không có thể. Ở một bên tử tù trợn tròn mắt, nhưng vậy không có cách nào, người ta thực lực cường hãn, có thể nói gì. Diệp Thần đi theo Trương Thiên đi tới chỗ ở,
ở trên đường thời điểm hỏi thăm một chút nơi đây gần đây sự tình phát sinh. Từ Trương Thiên trong miệng thu được một ít hữu dụng tin tức, này một đoạn thời gian trước có một đám Thánh Long gia tộc cường giả đột nhiên hạ xuống, hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, không người gặp qua hình dạng thế nào, cũng không biết tới làm gì, chú lưu hai ngày rời đi. Cái này hai ngày, nơi đây dị tượng liền liền. Một đạo thông thiên trận pháp ở phía xa ngưng tụ. Trên bầu trời lại là có một đạo rồng thần hư ảnh. Cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa long ngâm khi thì vang khắp. Nghe cực kỳ thống khổ. Trương Thiên ban đầu đắc tội Thánh Long gia tộc, bị nhốt ở chỗ này ngàn năm dài. Cái này ngàn năm, chưa bao giờ gặp qua lớn mạnh như vậy dị tượng. Tin tức này, để cho Diệp Thần khẩn trương đến trình độ cao nhất. Ngươi có thể biết trận pháp kia và long ảnh cụ thể ở đâu? Diệp Thần nói. Trương Thiên lắc đầu một cái, đại nhân, ta không biết. Nhưng là ta bị Thánh Long gia tộc vây hãm ngàn năm, vậy thu không thiếu tử tù là thủ hạ, ta có thể để cho bọn họ phân bố toàn bộ bí cảnh tìm. Bí cảnh quá lớn, nếu như dựa hết vào đại nhân một người tìm, rất khó. Diệp Thần gật đầu một cái, được. Hắn trong mắt sát ý ngưng tụ, dù là cầm nhà tù cấm địa bí cảnh quật khởi một mét, cũng phải tìm được. Dưới mắt, hắn phải mau sớm khôi phục đỉnh cấp thực lực, sau đó chờ đợi Diệp Lạc Nhi hình ảnh. 6 giờ sau đó. Đại nhân, chuyện tốt. Diệp Thần còn trong tu luyện, Trương Thiên hoảng hoảng vội vàng chạy tới, chán bây giờ một món hưng phấn. Thế nào, có phải hay không có Diệp Lạc Nhi tin tức? Trương Thiên chợt lắc đầu, lại chợt gật đầu. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Diệp Thần nói. Trương Thiên sửa sang lại ngôn ngữ liền nói, đại nhân, bên ngoài xuất hiện kinh thiên dị tượng. Có tin tức truyền tới, ban đêm, cấm địa nguyệt thực ngày, có thanh ma là nguyệt thú qua lại. Diệp Thần lắc đầu một cái, ta không có hứng thú. Thật bất ngờ Trương Thiên vội vàng đến gần Diệp Thần, cũng kích động nói, vật này đối với tìm cô bé kia cực kỳ trọng yếu. Nói thế nào? Diệp Thần nhướng mày một cái. Trương Thiên nhìn ra Diệp Thần nội tâm suy nghĩ, sau đó mở miệng nói, đại nhân, thanh ma là nguyệt thú khứu giác rất bén nhạy, hơn nữa đối với chung quanh đây hết thảy cực kỳ biết rõ, nếu như đạt được con thú này, liền có thể tìm được bạn ngươi tung tích. Một câu nói, để cho Diệp Thần hứng thú, nói không chừng thật có thể mượn thanh ma là nguyệt thú tìm được Diệp Lạc Nhi. Hắn vừa định và Trương Thiên nói gì, ấn đường ma đế thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Thần, có chuyện có thể phải phiền toái ngươi. Cái này thanh ma là nguyệt thú tìm phương pháp cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là mọi người không biết, nó thân xác và thần hồn lực vô cùng là mạnh mẽ. Ta chỉ lấy một cây ma cốt gặp lại thân xác, xa xa không đủ, ngươi có thể hay không sau khi chuyện thành công, đem thanh ma là nguyệt thú để xuống hắc tinh thạch quan bên trong, nó năng lượng ta tử sẽ hấp thu. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, đáp ứng, được. Cái này thanh ma là nguyệt thú, ta bỏ mặc trả giá cao gì cũng phải lấy được. Sau đó, Diệp Thần nhìn về phía Trương Thiên. Được, ngươi mang ta đi qua. Màn đêm rất nhanh hạ xuống, tối nay mặt trăng phá lệ quỷ mị. Trương Thiên bước nhanh đi tới Diệp Thần bên người, mở miệng nói, đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong, bất quá lần này cướp đoạt yêu thú cường giả, hẳn không phải số ít, cấm địa bị kẹt tử tù cường giả không phải số ít. Có rất nhiều cường giả cũng đối với lần này vật cảm thấy hứng thú, Thánh Long gia tộc cũng không khả năng bỏ mặc. Hắn không có tiếp tục nói hết, bất quá ý kiến đã vô cùng rõ ràng, lần này bọn họ nói không chừng không giành được. Nhà tù cấm địa bí cảnh nơi này cường giả, tuyệt đối sẽ một cái không sót tất cả đi ra. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Liên quan tới nhà tù cấm địa bí cảnh sự việc, từ Trương Thiên trong miệng. Diệp Thần cũng đại khái hiểu rõ một chút. Toàn bộ nhà tù cấm địa bí cảnh người mạnh nhất là hai người phong môn cảnh tầng 4 trời, nắm trong tay tử tù tài nguyên càng nhiều. Bỏ mặc như thế nào, Diệp Thần đều phải đọ sức một phen, bắt lại thanh ma là nguyệt thú. Lần này thanh ma là nguyệt thú xuất hiện ở hoang mạc mảnh địa phương này, rất nhiều cường giả cũng sớm đã chạy tới. Toàn bộ hoang mạc cũng loạn thành một đoàn, tất cả loại cường giả hơi thở. Để cho Thánh Long gia tộc lịch luyện dòng tránh, khổ không thể tả. Không qua cửa Vu Thanh Ma là nguyệt thú sự việc, bọn họ cũng biết, trong nội tâm tuyệt đối có ý tưởng. Đến lúc đó Thánh Long gia tộc dòng tránh người, hội tụ chung một chỗ,
vậy không phải là không có cơ hội và nhà tù cấm địa bí cảnh cường giả, hợp lực đánh một trận. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Diệp Thần phát hiện trên bầu trời mặt mặt trăng, dần dần biến thành màu đỏ như máu. Nhìn cực kỳ quỷ dị, đây là nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống, dù là Trương Thiên cũng không nhịn được run lập cập. Diệp Thần cũng không có quá lớn cảm giác, hắn bản thân liền lĩnh ngộ hàn băng quy luật, sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Nhà tù cấm địa bí cảnh tất cả mọi người, trên căn bản cũng nhìn chằm chằm mặt trăng, lời đồn đãi ở mặt trăng toàn bộ biến thành màu máu đỏ thời điểm, thanh ma là nguyệt thú liền ra tới, chiếm đoạt trong bí cảnh mặt trăng chi ảnh. Cụ thể làm sao một tình huống, không có ai biết được, nhưng thanh ma là nguyệt thú nhưng chân thực tồn tại. Ban đầu Thánh Long gia tộc cường giả liền từ nhà tù cấm địa bí cảnh bên trong bắt qua một cái. Trên bầu trời mặt trăng, đã biến thành màu đỏ như máu, giờ phút này xuất hiện một cái bóng mờ, tựa hồ phải đem mặt trăng chiếm đoạt vậy. Đại nhân, thanh ma là nguyệt thú đi ra. Trương Thiên cả người trên mặt, toát ra kích động thần sắc, hận không được hiện tại liền xông tới, bất quá hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Hiện tại không biết có nhiều ít cường giả. Núp trong bóng tối, hắn ra tay một cái, tuyệt đối sẽ đụng phải vây công. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, cầm ra thú hủ kiếm, nắm trong tay. Thanh ma là nguyệt thú chiếm đoạt mặt trăng có chút phóng đại, chẳng qua là mượn mặt trăng tu luyện mà thôi. Hắn bóng người, che lại mặt trăng, mới có một loại mặt trăng bị cắn nuốt cảm giác. Đại nhân, ngươi muốn làm gì? Trương Thiên một mặt mơ hồ nhìn Diệp Thần. Hắn phát hiện Diệp Thần trong cơ thể khí thế đang không ngừng leo lên. Cầm cái này chảy nước khuấy loạn một chút. Diệp Thần khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó cầm ra một cái mặt nạ, mang lên mặt. Hắn cả người bóng người, bỗng nhiên bây giờ bay về phía hư không, xông về thanh ma là nguyệt thú. Làm Diệp Thần xuất thủ trong nháy mắt, núp trong bóng tối cường giả, hơi thở không nhịn được bộc lộ ra ngoài. Toàn bộ hoang mạc cũng ngưng tụ một cổ sơ xác tiêu điều hơi thở, để cho người nhìn mà sợ. Diệp Thần xông về hư không trong nháy mắt, liền thấy thanh ma là nguyệt thú hình dáng, dữ tợn cự thú, thân hình khổng lồ hết sức, một đôi màu máu đỏ ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Ở thanh ma là nguyệt thú trên trán mặt, còn có một cái mặt trăng giống vậy ký hiệu. Cái này trong cơ thể tản mát ra hơi thở, tuyệt đối uy hiếp. Tựa như có thể nắm trong tay cái này bí cảnh. Hống. Thanh ma là nguyệt thú thấy Diệp Thần trong nháy mắt, phát ra một tiếng gầm thét, giờ phút này hắn lông lại từ từ thay đổi thành màu trắng. Diệp Thần trên mặt không có sợ hãi chút nào thần sắc, một kiếm bỗng nhiên bây giờ chém ra đi. Oanh. Chém ở thanh ma là nguyệt thú trên mình, cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại hoàn toàn chọc giận hắn. Diệp Thần muốn chính là thứ hiệu quả này. Hiện tại hoang mạc bên trong núp trong bóng tối cường giả không thiếu. Lúc đầu xem đến Diệp Thần xông tới, tất cả cường giả cũng không nhịn được ra tay, sau đó vừa thấy là một tạo hóa cảnh, toàn bộ đều dừng lại. Ở bọn họ trong mắt, một cái tạo hóa cảnh rác dưới mà thôi, dù là đi qua vậy là chịu chết, đối với bọn họ không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Nếu như mới vừa rồi phong môn cảnh cường giả xuất thủ, hiện tại cũng sớm đã loạn thành một đoàn. Thanh ma là nguyệt thú hoàn toàn bị Diệp Thần chọc giận, một con kiến hôi cũng muốn đánh hắn chủ ý, làm sao không giận. Hắn bóng người bỗng nhiên bây giờ xông về Diệp Thần. Diệp Thần khóe miệng nhếch một cái mỉm cười, hiện tại dù là thu phục thanh ma là nguyệt thú, vậy sẽ trở thành là người khác vật. Ở thanh ma là nguyệt thú xông lên lúc tới, Diệp Thần căn bản không có chiến đấu tiếp dự định, ngược lại bắt đầu chạy trốn. Hắn phương hướng trốn chạy. Đúng lúc là một người phong môn cường giả địa phương ẩn núp. Khi thấy Diệp Thần bóng người, không ngừng hướng hắn xông lại, hận không được tức miệng mắng to. Bọn họ ẩn núp rất tốt, dự định ngồi ngư ông đắc lợi, ai biết đây hết thảy kế hoạch, toàn bộ đều để cho Diệp Thần làm rối loạn. Thanh ma là nguyệt thú đuổi theo Diệp Thần đã không ngừng xông lại, bọn họ muốn len lén rời đi đã không thể nào. Giết! Tên kia phong môn cảnh cường giả, không có chút do dự nào. Trực tiếp xông tới, trong tay hắn nắm một chuôi máu kích, hướng Diệp Thần đâm tới. Hắn đối với Diệp Thần hận ý đã ngút trời, hiện ở cái tràng diện này, bọn họ đã lú đầu, lấy được thanh ma là nguyệt thú căn bản không quá có thể. Đây hết thảy nguyên nhân, đều là bởi vì Diệp Thần. Diệp Thần cười không nói,
Ở nơi này tên phong môn cảnh cường giả xông tới trong nháy mắt, trong tay thú hủ kiếm, không ngừng cua múa. Phịch! Ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thần cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thanh ma là nguyệt thú ở phía sau đuổi sát Diệp Thần không thôi, nhưng mà hắn cũng không có và tên này phong môn cảnh cường giả dây dưa. Ngược lại hướng một hướng khác chạy đi, Diệp Thần chạy phương hướng, đúng lúc là ngoài ra một người cường giả địa phương ẩn núp. Đại nhân, làm thế nào? Tên tiểu súc sinh này, đi chúng ta bên này chạy tới. Ở phong môn cảnh cường giả bên người, có một tên thủ hạ, rụt rè e sợ mở miệng. Có thể làm thế nào? Hiện tại chúng ta vị trí đã bại lộ. Phong môn cảnh cường giả một cái tát lên ở thủ hạ trên mặt, nội tâm tức giận có thể tưởng tượng được. Tiếp theo Diệp Thần dựa theo cái này loại biện pháp, từng cái cầm núp trong bóng tối cường giả tìm cho ra. Tình cảnh trong nháy mắt thì trở nên được náo nhiệt lên, nhưng mà Diệp Thần một người nhưng lén lén lút lút trở lại Trương Thiên bên người. Trương Thiên cũng sớm đã nhìn trợn mắt hốc mồm, hiện tại tình cảnh cũng sớm đã hỗn loạn không chịu nổi, có công kích thanh ma là nguyệt thú, cũng có hai phe thế lực bắt đầu đại chiến. Đây hết thảy làm dũng giả, toàn bộ đều là bởi vì là Diệp Thần. Hiện tại Trương Thiên đã sớm đối với Diệp Thần đã bội phục sát đất. Những cường giả này toàn bộ để cho Diệp Thần nắm mũi dẫn đi. Tình huống trước mắt, Thánh Long gia tộc dòng chính còn chưa có xuất hiện, nhà tù cấm địa bí cảnh hai người người mạnh nhất còn không có xuất hiện, bất quá Diệp Thần tin tưởng, bọn họ tuyệt đối không giấu được quá lâu thời gian. Thanh ma là nguyệt thú thực lực không tệ, nhưng vậy gặp không chịu nổi nhiều cường giả như vậy, sa sút chỉ bất quá chuyện sớm hay muộn tình. Cùng thanh ma là nguyệt thú không được thời điểm. Nhà tù cấm địa bí cảnh hai người mạnh nhất tồn tại tuyệt đối sẽ không để lại dư lực ra tay. Diệp Thần ngay tại các loại, cùng hai người cường giả đánh lúc thức dậy, hắn ngồi nữa thu mưu lợi bất chính. Tình cảnh lên tất cả loại thần thông, kiếm ý không ngừng khơi thông, kinh khủng hơi thở tràn ngập ở chung quanh. Hoang mạc bên trong cát đá tùy ý bay lượn, bên trong rốt cuộc tình huống gì, hiện tại không biết. Ở hoang mạc âm thầm, Thánh Long gia tộc dòng chính một mực đang ẩn núp. Long tình các người vậy bởi vì dị tượng đi ra, làm long tình thấy mặt nạ thanh niên, đầu tiên nghĩ tới chính là Diệp sát thần. Tạo hóa cảnh võ giả có thể làm loại chuyện này, cũng chỉ có Diệp sát thần. Đại nhân, hiện tại thanh ma là nguyệt thú đã không kiên trì được bao lâu, chúng ta muốn không nên ra tay. Ở một bên Trương Thiên lăm le, đã có chút không dằn nổi. Lần này đi theo Diệp thần, nói không chừng thật có thể bắt lại thanh ma là nguyệt thú. Không gấp, lại đợi một chút. Mạnh nhất tử tù còn chưa ra, Diệp thần tuyệt đối sẽ không ra tay. Toàn bộ nhà tù cấm địa bí cảnh, Diệp thần duy nhất sợ hãi cũng chỉ có cái này hai người. Phong môn cảnh tầng 4 thiên cường giả, trước mắt hắn còn không có trực diện qua. Phong môn một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch cực lớn. Hắn không nhất định có tư cách chống lại. Không biết qua bao lâu. Ở trong hư không thanh ma là nguyệt thú phát ra một tiếng bi thảm gầm thét, Diệp thần có thể nghe được, sợ là không được. Như thế nhiều cường giả vây công, thanh ma là nguyệt thú có thể kiên trì lâu như vậy, đã bất phàm. Ha ha ha, lão phu ở nhà tù cấm địa bí cảnh thật vất vả gặp phải thanh ma là nguyệt thú, các ngươi tất cả cút đi. Đây là, trong hư không truyền tới một đạo phách lối bóng người, một người tóc đỏ ông già, mặc một bộ đạo bào, trong tay cầm một cái phất trần. Rất có một loại tiên phong đạo cốt hình dáng. Diệp thần cả người thần sắc ngưng trọng, phong môn cảnh tầng 4 thiên cường giả ra tay. Người này, từ Trương Thiên trong miệng biết được, nhà tù cấm địa bí cảnh cường giả cũng gọi hắn Vương Đại Sư. Toàn bộ nhà tù cấm địa bí cảnh một trong bá chủ. Ở Vương Đại Sư sau lưng chí ít đi theo 500 người, hắn những thủ hạ này, cảnh giới không đồng nhất, nhưng vậy uy hiếp. Làm Vương Đại Sư đi ra ngoài trong nháy mắt, vốn là xuất thủ mọi người, toàn bộ đều dừng lại. Phong môn cảnh tầng 4 thiên cường giả, tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó, nhưng là muốn bọn họ buông tha thanh ma là nguyệt thú, vẫn là có chút không cam lòng. Cho nên tất cả mọi người không xuất thủ nữa, bất quá cũng không có rời đi. Bọn họ những người này nếu là cùng nhau đối phó phong môn cảnh tầng 4 trời, cũng có thể để cho Vương Đại Sư khó giải quyết. Vương lão quái, thanh ma là nguyệt thú ta cũng thế ở tất được. Vốn là chàng diện rằng co, đột nhiên bây giờ truyền tới một giọng nói. Một người ăn mặc quần áo đen, đầu đội nón cụ già,
chân không bay về phía hư không. Hắn phía sau, vậy đi theo rất nhiều người, và Vương Đại Sư bên này không kém nhiều ít. Trần Phong tán nhân người mặc quần áo đen, hơi thở lăng nhiên, trong tay hắn, còn nắm một cái cổ quái vật. Hai người phong môn cảnh tầng 4 thiên cường giả vừa ra tới, để cho mọi người ở đây cũng trở nên có chút tuyệt vọng. Một người phong môn cảnh tầng 4 trời, bọn họ nói không chừng vẫn có thể chống lại một hai tên, còn chưa đủ bọn họ hai người giết đây. Các ngươi tất cả cút đi, Thanh Ma là nguyệt thú không phải các ngươi có thể có được. Trần Phong tán nhân và Vương Đại Sư hai người trực tiếp mở miệng, tại chỗ cường giả không cam lòng, nhưng vậy không có cách nào, chỉ có thể từng cái rời đi. Bọn họ ngược lại không phải thật rời đi, mà là tìm một chỗ, lặng lặng chờ. Có chút phong môn cảnh cường giả muốn xem, Thanh Ma là nguyệt thú cuối cùng rơi vào nhà nào, cũng có cường giả ngược lại hy vọng Vương Đại Sư và Trần Phong tán nhân hai người, cũng người bị thương nặng, đến lúc đó bọn họ nói không chừng, có thể tiếp tục cướp đoạt. Có ý nghĩ này cường giả, không phải số ít, dẫu sao Thanh Ma là nguyệt thú cám dỗ chân thực quá lớn. Để cho bọn họ căn bản cũng không muốn buông tha, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Vương Đại Sư và Trần Phong tán nhân hai người, vốn không có để ý ẩn núp người, bọn họ có tuyệt đối tự tin. Hai người gặp mặt, vậy không có bất kỳ gọi, trực tiếp ra tay. Tạm thời bây giờ, kinh khủng hơi thở, để cho tất cả mọi người run sợ trong lòng. Còn như Thanh Ma là nguyệt thú đã người bị thương nặng, liền di động năng lực cũng không có. Bọn họ hai cái cường giả, vậy không lo lắng Thanh Ma là nguyệt thú sẽ chạy trốn. Diệp Thần một bên Trương Thiên mặt mày ủ rột, hai người phong môn cảnh tầng 4 thiên cường giả đi ra, hắn đã cho rằng Thanh Ma là nguyệt thú không khả năng có được. Điều này cũng làm cho hắn hoàn toàn buông tha. Diệp Thần trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại một bộ nhao nhao muốn thử hình dáng. Cái này làm cho Trương Thiên dọa cho giật mình, rất sợ Diệp Thần tìm chỗ chết, hiện tại liền xông tới. Diệp Thần một chết, hắn vậy căn bản không sống nổi. Đại nhân, ta xem cũng được đi, chúng ta còn muốn biện pháp khác. Trương Thiên ở Diệp Thần bên người khuyên can, như vậy mà bây giờ hắn, làm sao có thể nghe lọt. Vì Diệp Lạc Nhi Thanh Ma là nguyệt thú phải đoạt vào tay. Diệp Thần cầm chặt trong tay thú hủ kiếm, trong tròng mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn thần sắc, sau đó mượn mặt đất lực lượng, bỗng nhiên bây giờ xông lên. Trương Thiên thấy một màn này, một búng máu phun ra ngoài, cả người sắc mặt trắng bệch. Hắn đã nghĩ đến, Diệp Thần chết một khắc kia, mình vậy không sống nổi. Làm Diệp Thần xông lên hư không thời điểm, Thánh Long gia tộc nơi này dòng tránh vậy ra tay. Xông lên phía trước nhất, đúng lúc là Long Bạch, Long Sát, Long Dương ba người. Bọn họ ba cái là Thánh Long gia tộc trẻ tuổi trong đồng lứa người mạnh nhất, mỗi một người đều có vượt cấp tác chiến thực lực. Không chỉ có như vậy, Thánh Long gia tộc vì bảo vệ bọn họ, lấy ra không thiếu chí bảo. Mặc dù có hai người phong môn cảnh tầng 4 thiên cường giả, nhưng là bọn họ cho rằng vậy có năng lực tự vệ nhất định. Hơn nữa Thanh Ma là nguyệt thú sự việc, Thánh Long gia tộc cũng sớm đã và bọn họ nói qua. Lần này nhà tù cấm địa bí cảnh lịch luyện, mục đích chủ yếu nhất cũng chính là Thanh Ma là nguyệt thú. Bọn họ ý tưởng và Diệp Thần không hẹn mà hợp, đều là nhổ răng cọp. Những người này ra tay một cái. Vương Đại Sư và Trần Phong tán nhân hai người liền phát hiện, trực tiếp để cho thủ hạ ngăn lại bọn họ. Nhưng mà, trừ cái này hai vị, ai còn có thể chống đỡ Diệp Thần? Diệp Thần có thể đạt được, chính là một phiến xương máu. Trên đất Trương Thiên vậy kịp phản ứng, Diệp Thần tuyệt đối không thể chết, nếu không hắn cũng chỉ hoàn toàn xong đời. Dẫn thủ hạ, từng cái xông tới, bỏ mặc như thế nào, cũng phải giúp Diệp Thần mấy phần. Vốn là thế cục đã ổn định, bất quá Thánh Long gia tộc cường giả và Diệp Thần ra tay một cái, nhất thời bây giờ, lại bắt đầu loạn thành một đoàn. Vốn là núp trong bóng tối phong môn cảnh cường giả liền tặc tâm không chết, vừa nhìn thấy Diệp Thần và Thánh Long gia tộc dòng tránh đều đã ra tay, nơi nào còn nhịn được. Từng cái và người điên xông tới, Vương Đại Sư và Trần Phong tán nhân hai người, tức thiếu chút nữa phun ra hai búng máu tươi. Bọn họ hai người không dám lại tiếp tục đợi tiếp, đến lúc đó để cho người khác cướp đoạt đến Thanh Ma là nguyệt thú, bọn họ mặt mũi cũng chỉ ném lớn. Diệp Thần một kiếm một giết người, trên người quần áo rất nhanh liền nhiễm thành màu đỏ như máu.
Những huyết dịch này đều là địch nhân, chỉ cần không phải hai người kia, Diệp Thần căn bản không lo lắng. Thánh Long gia tộc bên này, Long Sát bọn họ ba người vậy chênh lệch không bao nhiêu. Ở bọn họ trong mắt, Thanh Ma là nguyệt thú cũng sớm đã là bọn họ. Diệp Thần hiện tại cũng không nóng nảy, ngược lại thả chậm tốc độ, trước mắt hai người phong môn cảnh tầng 4 thiên cường giả, đã buông tha đánh nhau. Hắn hiện tại dù là xông tới, vậy không làm nên chuyện gì, sợ rằng sẽ chịu đựng hai người phong môn cảnh tầng 4 thiên cường giả lửa giận. Vương Đại Sư và Trần Phong Tán Nhân hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng biết ý nghĩ của đối phương. Trước mắt hai người dự định xuất thủ trước giải quyết hết những thứ này con tép, đến lúc đó tranh cãi nữa đấu Thanh Ma là nguyệt thú. Quyết định chủ ý, hai người trực tiếp xông tới, phong môn cảnh tầng 4 thiên hơi thở, ngay tức thì bao phủ tất cả mọi người. Diệp Thần bên này vốn là không có chuyện gì, ai biết Vương Đại Sư trực tiếp đối với hắn ra tay. Phong môn cảnh tầng 4 thiên cường giả hơi thở, đập vào mặt, để cho Diệp Thần hơi thở ngưng trọng. Bất hủ kiếm ý từ trong cơ thể hắn hoàn toàn bộc phát ra, máu thần, canh kim lực không ngừng ra trì. Diệp Thần không dám xem thường. Linh sát hợp kích. Kiếm ý điên cuồng khơi thông, ngưng tụ ở thú hủ kiếm bên trong. Chanh, chanh, chanh. Tạm thời bây giờ thiên địa biến sắc, nhưng mà Vương Đại Sư trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình gì. Trong tay hắn phất trần một phung, khoảnh khắc bây giờ xông về Diệp Thần ngực. Khủng bố đè nén hơi thở, để cho Diệp Thần thân thể khó mà nhúc nhích. Diệp Thần cố nén thống khổ, cánh tay nâng lên, trong tay thú hủ kiếm cầm càng chặt, một kiếm vung chém ra. Ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thần kiếm quang, khoảnh khắc bể tan tành. Vương Đại Sư trong tay phất trần phóng tới, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ sở. Phong môn cảnh tầng 3 thiên hòa tầng 4 thiên chênh lệch, lại to lớn như vậy. Vốn là hắn lấy là, mình dù là không đánh lại phong môn cảnh tầng 4 thiên cường giả, cũng có thể đối kháng 1-2. Bây giờ mới biết, hắn ý tưởng chân thực có chút quá ngây thơ. Ở Vương Đại Sư trong tay phất trần xông lên lúc tới, Diệp Thần tay trái trực tiếp bắt. Những thứ này phất trần phía trên lông trắng, tựa như từng chuôi lưỡi dao sắc bén như nhau. Trực tiếp xuyên thấu bàn tay hắn. Diệp Thần cưỡng ép nhịn đau đau, trong tay phải thú hủ kiếm chém xuống đi. Ở hắn chém đi xuống trong nháy mắt, Vương Đại Sư không biết lúc nào đã tới Diệp Thần bên người, một chưởng vỗ vào trên ngực của hắn mặt. Phịch, phốc suy. Diệp Thần cả người bóng người bay rớt ra ngoài, khóe miệng bên trong tràn ra một tia máu loãng. Phong môn cảnh tầng 4 trời, không thể tương đương. Trước mắt Diệp Thần thực lực. Đối phó phong môn cảnh tầng 2 thiên không có áp lực gì, dù là tầng 3 thiên cường giả cũng có thể đánh một trận. Có thể phong môn cảnh tầng 4 thiên cường giả, nếu như vẫn là loại thực lực đó vượt qua cảnh giới, trước mắt Diệp Thần tuyệt đối không phải đối thủ. Diệp Thần không muốn cho mượn giúp Ma Đế và Phong Thanh Dương tay. Bởi vì mỗi mượn một lần, bọn họ cũng sẽ yếu ớt mấy phần. Ma Đế xây lại thân xác đã rất yếu ớt. Phong Thanh Dương thần niệm lực dù sao cũng có hạn. Phong Thanh Dương nếu như tiêu tán, đụng gặp thần quốc nguy hiểm hơn. Diệp Thần chẳng ngờ đối với luân hồi mộ địa sinh ra lệ thuộc vào, hắn muốn khiêu chiến mình cực hạn. Đây cũng là võ đạo. Nho nhỏ con kiến hôi, cũng dám nhổ răng cọp, thật là không biết sống chết. Vương Đại Sư khóe miệng toát ra một tia cười nhạt. Hắn sở dĩ đối với Diệp Thần ra tay, cũng là nhìn ra bất phàm của hắn. Tạo hóa cảnh sát tinh khiếu cường giả giống như đồ sát chó vậy. Làm sao sẽ không đưa tới hắn chú ý? Diệp Thần cũng không nói lời nào, không tới một khắc cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ rơi. Một chút xíu đứng lên, vô tận ma khí và canh kim lực bao trùm. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi trường thương. Chu Thiên Thần Ma Thương. Trong cơ thể ma khí toàn bộ bị Chu Thiên Thần Ma Thương hấp thu. Diệp Thần chỉ cảm thấy tay mình cánh tay tê dại, mạch máu cũng sắp nổ. Toái tinh. Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, trong tay Chu Thiên Thần Ma Thương, bộc phát ra kinh khủng thương ý cùng với ma khí. Những thứ này ma khí, không ngừng ngưng tụ, một chuôi thương ảnh, sừng sững ở trong hư không. Chanh, 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 oanh. Chu Thiên Thần Ma Thương chi ảnh khoảnh khắc bây giờ liền rơi xuống. Làm rơi xuống ở một chớp mắt kia. Xen lẫn hủy thiên diệt địa uy thế.
Vương đại sư sắc mặt nhẹ biến đổi, hắn vốn là muốn nhìn Diệp Thần mình tìm chỗ chết, không nghĩ tới cái này tạo hóa cảnh tiểu tử lại có thể bùng nổ nhất kích. Ma tộc, chẳng lẽ người này là ma tộc cường giả? Vương đại sư không do dự nữa, vô tận ý định giết người hội tụ, cả người bóng người trực tiếp xông tới, muốn phải giải quyết Diệp Thần. Hắn xông tới trong nháy mắt, Diệp Thần nơi này áp lực, bỗng nhiên gia tăng. Vương đại sư tốc độ chân thực quá nhanh, không cho được Diệp Thần quá nhiều thời gian. Chỉ là chớp mắt bây giờ, liền tới đến Diệp Thần bên cạnh. Đi! Oanh! Uy lực nổ tung, vang thiên hoàn toàn, hư không đều bị nổ ra một cái lỗ thủng. Nhưng mà Vương đại sư bóng người xông lại, thân thể chảy ra một chút máu loáng, đây chẳng qua là bị thương nhẹ mà thôi, căn bản không hại đến đại thể. Phần thiên kiếm. Diệp Thần cau mày, thu hồi Chu Thiên Thần Ma Thương, sử dụng hắn càng thói quen thú hủ kiếm, bỗng nhiên vung ra đi, một đạo kiếm quang bén nhọn, điên cuồng xông tới. Vô biên ngọn lửa cháy hết thảy. Khám gọi phần thiên. Cái này Vương đại sư thực lực chân thật lại so Mục Dã còn cường hãn hơn. Diệp Thần không thể nương tay. Phần thiên kiếm xuất hiện, hoàn toàn để cho Vương đại sư biến sắc. Hắn phát hiện mình thật đánh giá thấp tiểu tử này. Nếu như thằng nhóc này còn sống, nếu thời gian dài, tất nhiên tùy tùy tiện tiện là có thể xóa bỏ hắn. Người này, phải chết. Vương đại sư cưỡng ép né tránh phần thiên kiếm, nhưng còn là bị tổn thương, hắn không để ý hết thảy, thi triển toàn lực hướng Diệp Thần đi. Mà đang ở càng ngày càng đến gần Diệp Thần thời điểm, hắn phát hiện Diệp Thần lại đang cười. Một đạo nụ cười quỷ dị. Sau đó, hắn phát hiện từng đạo binh khí hiện lên. Còn chưa cùng hắn suy tính rõ ràng, một tiếng giống giận vang khắp phân tiêu. Ngàn binh bảo. Oanh. Phạm vi nổ, cho Diệp Thần tranh thủ một hơi thở thời gian. Mặc dù rất ngắn, bất quá đối với Diệp Thần mà nói đã đủ. Hắn bóng người và Vương đại sư kéo ra khoảng cách, không ngừng hướng Thanh Ma là Nguyệt thú chạy đi. Diệp Thần nơi này tiếng vang, kinh động chung quanh võ giả, nhìn bọn họ sợ hết hồn hết vía. Một cái tạo hóa cảnh ở phong môn cảnh tầng 4 thiên cường giả trước mặt, lại có thể chạy trốn, rốt cuộc từ đâu tới yêu nghiệt. Bọn họ những thủ phạm này đã tự đi tăng kiến thức, cho rằng Diệp Thần là tới từ Thánh Long gia tộc dòng tránh yêu nghiệt. Chí ít ở nhà tù cấm địa bí cảnh bên trong, chưa có nghe nói qua, một cái tạo hóa cảnh như vậy khủng bố. Thấy Diệp Thần không có chết, Trương Thiên một viên yếu ớt tiểu tâm linh, cũng trở nên yên tâm lại. Chỉ bất quá đối với Diệp Thần bội phục, hơn nữa phục sát đất. Diệp Thần đang xông về phía Thanh Ma là Nguyệt thú thời điểm, Vương đại sư cả kinh thất sắc, muốn xông tới, nhưng là đã có chút không kịp. Trần Phong tán nhân khoảng cách hơi xa, vậy không đuổi kịp đi, bọn họ hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Diệp Thần cách làm, trong nháy mắt khai ra vô số người căm thù, khoảng cách gần đây cường giả, điên cuồng nhào qua, muốn ngăn cản hắn. Những tù phạm này thực lực, kém không đủ, đối với Diệp Thần mà nói, căn bản không tạo thành quá lớn uy hiếp. Diệp Thần tay dậy kiếm rơi, trực tiếp chém chết bọn họ, khoảng cách Thanh Ma là Nguyệt thú chỉ còn lại 10 mét, tất cả cường giả đều đã tuyệt vọng. Làm sao vậy không nghĩ tới, Thanh Ma là Nguyệt thú sẽ để cho một cái tạo hóa cảnh thu phục. Mà đang ở Diệp Thần muốn thu phục Thanh Ma là Nguyệt thú nháy mắt, thiên địa biến sắc, dị tượng nổi lên. Diệp Thần nụ cười đọng lại. Gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó, Linh Tiên Đế Cung. Lãnh Ngạo Hạ Linh Thu đứng ở Linh Vận Điện Vũ ngoài cửa, phác họa một đạo nụ cười. Vật kia so ta hiệu quả dự trù mạnh hơn một ít. Tiếp tục như vậy, một tháng không tới thời gian, Linh Vận không chỉ có thể bước vào ta cho nàng định mục tiêu, nói không chừng còn có thể có ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ tiếc, một năm ước hẹn sau đó, Linh Vận coi như thắng. Cả đời cũng không cách nào trưởng thành. Coi như là hoàn toàn phế. Linh Vận à Linh Vận, hạ gia quật khởi, có ta là đủ rồi. Chung cả đời, người bất quá là ta nền mà thôi. Nhiều năm như vậy, người lớn nhất cống hiến không phải là Linh Tiên Đế Cung cung cấp hai cái thiên tài đệ tử. Hạ Nhược Tuyết có vậy thần thạch phụ trợ, là ta nắm trong tay, tương lai có khả năng. Còn như Kỳ Tư Thanh, ha ha. Người này ngạc nhiên mừng rỡ trình độ vượt qua xa ta tưởng tượng. Nếu như người này một mực ở Côn Lôn Hư, vậy thì thật là thế gian võ đạo tổn thất lớn nhất.
Côn Lôn hư ra đời một cái Diệp Thần, lại ra đời một cái nghịch thiên huyết mạch Kỷ Tư Thanh, thú vị, quá thú vị. Hạ Linh Thu hướng một tòa tháp cao đi tới. Tháp này là Linh Tiên Đế cung chí bảo một trong. Tháp hạ lại trấn áp vào Huyền Nguyệt Tông ngang hàng linh mạch. Vậy chỉ có Hạ Linh Thu một người có tư cách tu luyện. Bất quá trước đây không lâu, Hạ Linh Thu lại phá lệ để cho Kỷ Tư Thanh bước vào trong tháp. Hơn nữa còn cầm linh khí cường thịnh nhất tầng chót để lại cho Kỷ Tư Thanh. Không có ai biết Hạ Linh Thu trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Rất nhanh, Hạ Linh Thu đi tới Linh Tiên Tháp tầng chót nhất, một cái khí chất hiên nhiên thiếu nữ đang đóng chặt tròng mắt tu luyện. Vô tận linh khí còn quấn nàng. Thiếu nữ ấn đường, mơ hồ hiện lên một đạo cổ xưa màu vàng đường vân. Màu vàng đường vân hiện ra, Linh Tiên Tháp linh khí liền bị Kỷ Tư Thanh điên cuồng hấp thu. Hạ Linh Thu hài lòng gật đầu một cái, lẩm bẩm nói, ta vốn là lấy là ta tư chất đã nghịch thiên, nhưng là ở ngươi trước mặt, ta tư chất thật rác dưới đây. Bất quá, Kỷ Tư Thanh, ngươi càng mạnh, ta được lợi lại càng lớn. Dẫu sao thân thể này thọ nguyên không có bao nhiêu, có chút tăng lên, tổng phải trả giá thật lớn. Đến lúc đó, ta thay thế ngươi, liền có thể chân tránh một bước lên trời. Thần quốc cũng khó hám ta Hạ Linh Thu. Đột nhiên, Kỷ Tư Thanh phát giác cái gì, tròng mắt mở ra. Một cổ khí tức cường đại ở Linh Tiên đỉnh tháp tầng phun trào. Không gian mơ hồ biến dạng. Mà nàng trước mặt, bản đứng Hạ Linh Thu địa phương, đã không có một bóng người. Kỷ Tư Thanh suy nghĩ sâu xa mấy giây, nhắm mắt lại, môi đỏ mỏng thân ái. Hạ Linh Thu, ngươi ngàn không nên vạn không nên, chính là đắc tội Diệp Thần. Dẫu sao hắn là... Thanh âm hơi ngừng. Kỷ Tư Thanh mi tâm màu vàng đường vân lần nữa mở ra, vô tận linh khí hấp thu. Hình ảnh quay về, Thánh Long gia tộc cấm địa trong bí cảnh. Ở tất cả mọi người đã cho rằng, Thanh Ma là nguyệt thú sẽ để cho Diệp Thần đạt được lúc đó, đột nhiên bây giờ truyền tới một đạo tức giận tiếng gào. Thanh âm chấn động thiên địa. Diệp Thần ứng phó không kịp, vô tận uy áp hòa khí sóng xông tới mặt, một búng máu phun ra ngoài. Cả người trên mặt lau một cái trắng bệch. Một tiếng giống giận, để cho hắn người bị thương nặng, dù là phong môn cảnh tầng 4 thiên cường giả, vậy không đạt tới loại trình độ này. Đạp đạp đạp, một tiếng gầm, tất cả mọi người đều sững sốt, tại chỗ người bất kỳ, đều cảm giác ra đầu tê dại. Đột nhiên bây giờ dị biến phát sinh, ở trong hư không, một đầu khác thanh ma là nguyệt thú đột nhiên xuất hiện. Chân hắn đạp sát gió. Thân thể cao lớn để cho người kinh hãi, mọi người lộ vẻ được dị thường nhỏ bé. Hắn nhìn người bị thương nặng thanh ma là nguyệt thú, ánh mắt toát ra một tia hiền hòa thần sắc. Lần này tại chỗ cường giả cũng có thể nhìn ra, cái này hai cái thanh ma là nguyệt thú rõ ràng cho thấy người một nhà. Tất cả mọi người đều nhẫn không ngừng chảy ra một tia mồ hôi lạnh, dù là Trần Phong Tán Nhân và Vương Đại Sư hai người, vậy không kém nhiều ít. Cái này thanh ma là nguyệt thú từ hơi thở tới xem, có thể là phong môn cảnh tầng 5 thiên. Thậm chí có thể cao hơn. Hống. Đầu kia thanh ma là nguyệt thú, phát ra một tiếng giống giận vậy gầm thét. Nhìn chằm chằm mọi người ở đây, cả người trên dưới tràn đầy sát ý. Dám cầm hắn nhi tử, đánh trọng thương, những người này toàn bộ đều phải chết, một cái đều không thể lưu lại. Đứng mũi chịu sào chính là Diệp Thần, bởi vì hắn cách gần đây. Diệp Thần cắn răng một cái, thi triển bách bộ trục điện, hắn tốc độ đạt đến mức tận cùng, điên cuồng chạy trốn. Phong môn cảnh tầng 5 thiên thanh ma là nguyệt thú, tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Làm Diệp Thần hóa là tàn ảnh nháy mắt, Thánh Long gia tộc nơi này một vị dòng chánh đột nhiên chân mày thượng thiêu. Hắn phát hiện cái gì? Mới vừa rồi Diệp Thần thi triển ngàn binh bạo thời điểm, hắn thì có hoài nghi. Hiện tại hắn hoàn toàn xác định suy nghĩ trong lòng. Diệp sát thần chính là Diệp Thần. Hắn vội vàng mở miệng nói, người này là Diệp Thần. Nghe được cái này hai chữ, chung quanh tất cả mọi người đồng loạt biến sắc. Diệp Thần một chạy trốn, dừng lại ở hư không phía trên cường giả, cũng không có bất kỳ do dự, điên cuồng chạy trốn. Phong môn cảnh tầng 5 thiên thanh ma là nguyệt thú, bọn họ không chạy trốn ở lại chỗ này, chính là tự tìm cái chết. Bọn họ chạy trốn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là thanh ma là nguyệt thú tốc độ nhanh hơn. Thanh ma là nguyệt thú trong nháy mắt bắt một người tinh khiếu cảnh cường giả,
há mồm ra nuốt vào trong bụng. Ở trong tay hắn, tinh khiếu cảnh cường giả và một con kiến không có bất kỳ khác biệt. Trừ Vương Đại Sư và Trần Phong Tán Nhân hai người, liền Diệp Thần chạy trốn tốc độ nhanh nhất. Thanh Ma là nguyệt thú ở phía sau không ngừng theo sát, đã có không thiếu võ giả tử vong. Chung quanh huyết tinh khí vị càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ cũng không sống được. Tất cả võ giả trên căn bản, cũng đối mặt cục diện này, Vương Đại Sư và Trần Phong Tán Nhân hai người liếc nhìn nhau. Tất cả võ giả, mọi người cùng nhau ra tay, vậy không phải là không có biện pháp đánh chết. Hai người đều là phong môn cảnh tầng 4 thiên cường giả, vừa nói đều có quyền uy tuyệt đối. Vốn là chạy trốn võ giả, toàn bộ đều dừng lại, nhìn Vương Đại Sư và Trần Phong Tán Nhân hai người. Diệp Thần vậy dừng lại, lại nữa chạy trốn, dưới tình huống này, ai cũng không phải người ngu, đều biết, chạy trốn đã không có bất kỳ tác dụng gì. Mọi người cùng nhau ra tay. Vương Đại Sư và Trần Phong Tán Nhân hai người thủ làm trong đó, trực tiếp xông tới. Hiện tại bọn họ hai người không làm một cái tỏ thái độ nói, sợ rằng không có võ giả sẽ xuất thủ. Quả nhiên hai người ra tay một cái, những võ giả này vậy không do dự. Vương Đại Sư và Trần Phong Tán Nhân hai người thừa nhận to lớn áp lực. Diệp Thần con ngươi trầm xuống, vô tận ma khí và canh kim khí vần quanh, trong tay thú hủ kiếm ông ông tác hưởng, trực tiếp xông tới. Thanh Ma là nguyệt thú bên trong đôi mắt toát ra một tia thần sắc khinh thường, sau đó gầm thét một tiếng. Hắn chân mày màu trắng mặt trăng dấu vết, bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Một đạo thánh khiết chùm tia sáng, khoảnh khắc bây giờ bộc phát ra. Oanh! Một đánh rớt xuống, không biết có nhiều ít võ giả chết thảm. Vương Đại Sư và Trần Phong Tán Nhân hai người sắc mặt đại biến, trước mắt huyết nguyệt còn không có biến mất, ai cũng có thể nhìn ra. Thanh Ma là nguyệt thú có thể mượn mặt trăng lực lượng, căn bản không sợ tiêu hao. Cái này làm cho tất cả võ giả nội tâm cũng trở nên có chút tuyệt vọng. Đây hoàn toàn chính là một chàng không thấy được hy vọng chiến đấu. Tại chỗ cường giả tất cả loại thần thông đánh vào Thanh Ma là nguyệt thú trên mình, nhưng mà đưa đến tác dụng chân thực quá nhỏ. Diệp Thần từng kiếm một đi xuống, căn bản đối với Thanh Ma là nguyệt thú không tạo được tổn thương quá lớn. Hắn trái tim dần dần chìm xuống, nhìn một cái té xuống đất Thanh Ma là nguyệt thú, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đây là hắn duy nhất cơ hội. Ở những cường giả này và Thanh Ma là nguyệt thú thời điểm đại chiến, Diệp Thần một người hướng phía dưới đi. Làm Diệp Thần đi tới người bị thương nặng Thanh Ma là nguyệt thú bên người, trực tiếp nắm đối phương. Trước mắt Thanh Ma là nguyệt thú căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, đối với Diệp Thần mà nói, quá mức ung dung. Ở Diệp Thần dự định lúc đi, Thanh Ma là nguyệt thú đột nhiên phát ra ô ô tiếng kêu. Oanh! Trong nháy mắt, một đạo tràn ngập sát ý trong mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Kinh khủng sát ý, để cho Diệp Thần trên trán mặt cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Nghiêng đầu nhìn một cái. Phát hiện đầu kia Thanh Ma là nguyệt thú đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn dám động một bước, Thanh Ma là nguyệt thú tuyệt đối sẽ nhào tới. Diệp Thần nơi này biến cố, để cho toàn bộ người cũng nhìn chằm chằm hắn. Ai vậy không nghĩ tới, cũng lúc này, Diệp Thần còn dám động thủ. Mọi người ở đây, toàn bộ đều bội phục Diệp Thần tìm chỗ chết năng lực. Diệp Thần ngược lại là không có hốt hoảng. Nâng lên bị thương Thanh Ma là nguyệt thú, thú hủ kiếm trực tiếp đụng chạm. Chỉ cần Diệp Thần hơi động thủ, đầu này bị thương Thanh Ma là nguyệt thú hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này động một cái làm, để cho Thanh Ma là nguyệt thú thốt nhiên giận dữ, sát ý hóa thành mũi nhọn, đâm về phía Diệp Thần thân thể. Diệp Thần con người đông lại một cái, xích trần thần mạch hoàn toàn kích hoạt, một đạo ánh sáng bao trùm ở Diệp Thần chừng. Những cái kia sát ý lạnh như băng hoàn toàn biến mất. Diệp Thần thở ra một hơi. Chỉ phải bị thương Thanh Ma là nguyệt thú ở trong tay mình, hắn tin tưởng phong môn cảnh tầng 5 thiên yêu thú tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Toàn bộ tình cảnh trong nháy mắt đổi được rằng co không nghỉ, Vương Đại Sư và Trần Phong Tán Nhân hai người nhìn nhau, trực tiếp thi triển bí thuật rời đi. Hiện tại tuyệt đối là chạy trốn thời cơ tốt nhất. Lúc này thực không trốn, còn đợi lúc nào? Còn như Thanh Ma là nguyệt thú, bọn họ trong nội tâm đã không có bất kỳ ý tưởng. Sống chết bây giờ, nào còn có rình rập bảo vật dự định.
Có loại ý nghĩ này võ giả, không phải số ít. Rất nhanh, tất cả võ giả đều rời đi. Toàn bộ hoang mạc bên trong, cơ hồ chỉ còn lại Diệp Thần và Thanh Ma là nguyệt thú đang đối với trì. Vô tận sát khí bao phủ. Những cái kia rời đi võ giả cũng cho rằng Diệp Thần, lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây chính là phong môn cảnh tầng 5 thiên yêu thú. Hơn nữa còn là cuồng nộ trạng thái, chỉ sẽ mạnh hơn. Giờ phút này trừ Diệp Thần, còn dư lại Trương Thiên một người, hắn cố nhiên vậy muốn chạy trốn, bất quá cái ý nghĩ này ở trong đầu chớp mắt rồi biến mất. Hắn chạy trốn không có bất kỳ tác dụng, Diệp Thần nếu như chết, hắn vậy không sống nổi, còn không bằng chờ đợi. Phong môn cảnh tầng 5 thiên thanh ma là nguyệt thú đi tới Diệp Thần trước mặt, một đôi tàn bạo tròng mắt nhìn chằm chằm, bất quá lại không có ra tay. Hắn tốc độ mặc dù nhanh, bất quá cùng Diệp Thần kiếm trong tay so với, vẫn là nhất định có chênh lệch. Đây cũng là tại sao thanh ma là nguyệt thú không có xuất thủ nguyên nhân. Loài người con kiến hôi, thả nhi tử ta cho người toàn thây. Nếu không, người có thể liền toàn thây cũng không có. Uy hiếp trắng trợn. Lúc này thanh ma là nguyệt thú mở miệng nói chuyện, một đôi trong tròng mắt không có bất kỳ cảm tình. Diệp Thần nghe gặp thanh ma là nguyệt thú mà nói, cũng không có bất kỳ động tác, hắn có thể không tin, xúc sinh này sẽ đại phát từ bi thả hắn. Muốn ta thả ngươi nhi tử vậy không phải là không thể, bất quá ngươi cần giúp ta tìm một người. Hống! Phong môn cảnh tầng 5 thiên thanh ma là nguyệt thú, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái nhân tộc hèn mọn con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt hắn nói điều kiện. Nếu không phải mình nhi tử ở trong tay đối phương, hắn đã sớm tiêu diệt trăm ngàn lần. Diệp Thần không cách nào thời gian dài kích hoạt xích trần thần mạch, bị thanh ma là nguyệt thú một tiếng giống giận làm bị thương, thiếu chút nữa để cho hắn khạc ra một búng máu. Sắc mặt hắn trắng bệch, trên mình đã có một ít thương thế. Mà đang ở Diệp Thần thở dốc lúc đó, thanh ma là nguyệt thú mi tâm mặt trăng đột nhiên bắn ra một đạo quang. Quang giống như dây thừng, lại khống chế Diệp Thần cầm kiếm tay. Đinh! Một tiếng, thú hủ kiếm bay ra ngoài. Cắm vào trong cát vàng. Đáng chết! Diệp Thần hơi biến sắc mặt, mới vừa muốn động thủ, đầu kia thanh ma là nguyệt thú đã phản công tới. To lớn trưởng ấn bỗng nhiên rơi xuống. Vô tận cát vàng phun trào. Hố sâu to lớn tràn đầy lạnh như băng tự ý. Thanh ma là nguyệt thú lộ ra một đạo nụ cười, dữ tợn răng nanh làm cho lòng người sợ hãi. Loài người con kiến hôi. Chúng ta thanh ma là nguyệt thú còn có một loại đặc thù thần thông, xuất kỳ bất ý, chỉ bất quá cần nổi lên mà thôi. Ngươi thật lấy là ta đối với ngươi không thể làm gì. Loài người chính là loài người, hèn mọn phế vật, chỉ có thể trở thành chúng ta yêu thú nhất tộc con mồi. Ngươi có thể đến chết ở một chớp mắt kia vậy không phản ứng kịp đi. Thứ không biết chết sống. Thanh ma là nguyệt thú buông bàn tay lớn, hướng cách đó không xa bị thương đứa nhỏ đi. Nhưng mà, nó còn đi chưa được mấy bước, hố sâu trong cát vàng, một hồi tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Khá tốt lão tử có xích trần thần mạch, nếu không thật phải chết. Thanh ma là nguyệt thú thân thể đột nhiên cứng ngắc. Nó vậy đỏ tươi con ngươi tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể? Hắn mới vừa rồi lực lượng ước chừng phong môn tầng 5 thiên. Dù là phong môn cường giả cũng sẽ tại chỗ hóa là xương máu. Có thể vậy tạo hóa cảnh thanh niên lại vẫn còn sống. Đây là cái gì yêu nghiệt loài người? Hắn chợt xoay người, thấy hố sâu bên trong đứng một người thanh niên. Thanh niên cố nhiên chật vật, nhưng là khóe miệng nụ cười nhưng cực kỳ quỷ dị. Mấu chốt trong tay thanh niên còn nắm một cái cây sáo. Chẳng biết tại sao, vậy cây sáo để cho hắn cảm giác được không đúng. Diệp Thần chụp chụp cát trên người tự nhủ, ma đế. Ngươi xác định cái này thật có thể. Ngươi không ra tay. Ma đế ở ấn đường nghiêm túc nói, ngươi tin tưởng ta, cái này thanh ma là nguyệt thú đối với ta cũng có dùng, ngươi lại là ta khôi phục thân thể mấu chốt, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ban đầu ngự thú linh thần tiêu tán trước, để lại ngọc này sáo để cho ta giữ, đây là hắn một phần chia thần niệm tạo thành, có hắn ngự thú lực. Lại phối hợp hắn ban đầu dạy ngươi ngự thú khúc. Đủ để cho cái này phong môn cảnh yêu thú thần phục. Chỉ tiếc, một khúc kết thúc, vậy thần niệm ngưng tụ sáo ngọc, liền sẽ biến mất. Diệp Thần gật đầu một cái,
ánh mắt đột nhiên bắn về phía Thanh Ma là Nguyệt Thú, người xác định không giúp ta tìm người, còn muốn giết ta. Đầu kia Thanh Ma là Nguyệt Thú ngay tức thì thay đổi cuồng bạo, loài người hèn mọn, có cái gì tư cách mệnh lệnh ta? Mặc dù không biết ngươi làm sao sống được, nhưng là ta không tin, lần này, ngươi còn có thể sống. Thanh Ma là Nguyệt Thú khí thế đột nhiên leo lên. Thiên địa biến sắc. Vô tận cát vàng giống như một con cự thú tức giận gầm thét. Thanh Ma là Nguyệt Thú đột nhiên xông về Diệp Thần. Hắn thân thể bao quanh ngọn lửa. Kinh hãi đến trình độ cao nhất. Lực lượng này, để cho cấm địa bí cảnh đung đưa, chung quanh không gian tựa như đều phải vỡ vụn. Ở Thanh Ma là Nguyệt Thú trong mắt, loài người này, không có tư cách sống. Mà đang ở Thanh Ma là Nguyệt Thú sắp chạm được Diệp Thần nháy mắt, Diệp Thần thong thả cầm lên sáo ngọc, đặt ở bờ môi. Sư tôn, mặc dù không biết chúng ta lúc nào gặp mặt, nhưng là ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Cảm ơn ngươi giúp ta như thế nhiều lần, thẳng đến tiêu tán. Ta chưa bao giờ thổi qua ngươi ngự thú khúc. Ta nghĩ, ta cũng nên vì ngươi chứng minh, ngươi còn sống ở trên thế giới này. Cái này một khúc, vì ngươi. Dứt lời, bờ môi mà động, một khúc mà sống. Vô số cổ xưa phạm văn từ sáo ngọc bên trong lao ra. Phạm văn càng ngày càng nhiều, thật giống như hình thành nào đó loại ma lực. Xông về Thanh Ma là Nguyệt Thú. Mà giờ khắc này Thanh Ma là Nguyệt Thú thân thể đột nhiên cứng ngắc. Nó cảm giác mình thân thể tựa như bị phong ấn. Vô hình thống khổ trực kích nó thức hải. Đây là bài hát gì? Tựa như trấn áp nó. Thanh Ma là Nguyệt Thú hoàn toàn dừng lại, trong mắt sợ hãi nhìn cách đó không xa thổi địch thanh niên. Nó cảm giác hai chân đang run rẩy. Thanh Ma là Nguyệt Thú không bị khống chế quỳ xuống. Đầu lâu cũng giống như bị muôn vàn núi to đè xuống. Trực tiếp thần phục ở Diệp Thần trước người. Cách đó không xa Trương Thiên bối rối. Hắn thể đời này không có thấy được qua như thế chuyện quỷ dị tình. Phong môn cảnh nghịch thiên yêu thú, lại bị Diệp Thần một khúc chân áp. Hắn dùng sức dụi mắt một cái, khi phát hiện trước mặt hình ảnh thiết thiết thật thật, hắn hoảng sợ đặt mông ngồi trên mặt đất. Mà lại nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Hắn ngược lại vui mừng thần phục với Diệp Thần. Một khúc kết thúc. Diệp Thần mở mắt ra, lòng bàn tay sáo ngọc hóa là lấm tấm tiêu tán. Nguyên lai sư tôn còn là ta giữ lại như thế một tay. Đáng tiếc, ta không có sư tôn lúc còn sống sáo ngọc, nếu là có lẽ có thể đem cái này ngự thú nhất mạch, hoàn toàn phát huy. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía thần phục ở trước người Thanh Ma là Nguyệt Thú. Giờ phút này, đối phương không có một tia ý định giết người. Thậm chí phong môn cảnh hơi thở đều ở đây thu liễm. Hiện tại, người có bằng lòng hay không là ta tìm người. Diệp Thần nói. Người nào? Hồi lâu sau này, Thanh Ma là Nguyệt Thú trực tiếp mở miệng, giọng mang một tia kính sợ. Diệp Lạc Nhi. Diệp Thần nói. Thanh Ma là Nguyệt Thú nhắm mắt lại, cảm thụ mấy phần, mở mắt ra nói, nếu như ta không đoán sai, này người thân phận không bình thường, ta nếm thử tra xem, lại bị một cổ lực lượng ngăn trở. Lực lượng này hẳn đến từ Thánh Long gia tộc. Diệp Thần nhướng mày một cái, ngươi nhưng còn có biện pháp khác. Thanh Ma là Nguyệt Thú gật đầu một cái, theo ta đi thôi. Ta ở địa phương đó có phong ấn trận bàn, mượn trận bàn kia, ta cũng có thể tìm được cô gái kia tung tích. Nói xong, Thanh Ma là Nguyệt Thú liền ngậm lên liền bị thương Thanh Ma là Nguyệt Thú. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, cầm Trương Thiên kêu đến, để cho hắn tự mình một người rời đi trước. Trương Thiên sau khi rời đi, Diệp Thần một mực đi theo Thanh Ma là Nguyệt Thú đi tới nó nói trận bàn. Thanh Ma là Nguyệt Thú nằm ở trận bàn lên. Nhắm mắt lại. Ngẩn ngơ chính là một ngày. Vào một ngày thời gian, bên ngoài cũng sớm đã nổ nồi, Thánh Long gia tộc dòng tránh, cũng tìm Diệp Thần. Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Khi bọn hắn biết Diệp sát thần chính là Diệp Thần thời điểm, Thánh Long gia tộc lửa giận hoàn toàn cháy. Dẫu sao ban đầu vây công Vạn Kiếm Đế cung thời điểm, Diệp Thần để cho bọn họ Thánh Long gia tộc tổn thất thảm trọng. Chủ yếu nhất là Diệp Thần thực lực thật đáng sợ, vạn nhất còn sống, đối với bọn họ mà nói chính là một tràng tai nạn. Long Tình cố nhiên là Diệp Thần cầu tha thứ, nhưng mà nàng và những thứ khác dòng tránh so sánh, lực lượng quá mức nhỏ bé.
Hết thảy các thứ này Diệp Thần cũng không biết, dù là biết sẽ không để ở trong lòng. Thời khắc này Diệp Thần khẩn trương nhìn trong ngủ mê Thanh Ma là Nguyệt Thú. Đột nhiên, Thanh Ma là Nguyệt Thú trong mắt mở ra. Ngươi muốn tìm người phụ nữ, ngay tại cấm địa bí cảnh sâu nhất phong ấn chỗ hầm giam. Diệp Thần nghe gặp Thanh Ma là Nguyệt Thú mà nói, nhất thời kích động. Thanh Ma là Nguyệt Thú cầm sâu nhất phong ấn tình huống nói một lần. Toàn bộ sâu nhất phong ấn bên trong, đó là vô tận sông dài bên trong tống giam phạm nhân, thấp nhất đều là phong môn cảnh. Đó là Thánh Long gia tộc cấm kỵ. Đối với Diệp Thần mà nói, đây là một cái tin tốt, đến lúc đó hắn cầm bên trong phạm nhân, toàn bộ đều thả ra, gây ra hỗn loạn, nói không chừng có cơ hội chạy đi. Hầm giam vị trí, Thanh Ma là Nguyệt Thú đã nói cho Diệp Thần, còn như thế nào cứu Diệp Lạc Nhi, chính là chuyện mình hắn. Nên nói, đã nói cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể thả qua chúng ta. Chúng ta sẽ không lại tổn thương ngươi. Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, vô tận ma khí cuồn cuộn mà động. Ma đế bóng người ngưng tụ. Hắn lạnh như băng nhìn một cái Thanh Ma là Nguyệt Thú, ngươi trước đây đối với hắn động thủ, há có thể kết thúc như vậy. Giao ra thú hạch, tha các ngươi không chết. Thanh Ma là Nguyệt Thú trong mắt thoáng qua một vẻ hoảng sợ, nhìn một cái mình đứa nhỏ, vẫn gật đầu, được. Một giây kế tiếp, một đoàn đỏ thẫm ngọn lửa bao gồm đồ trực tiếp khạc ra. Ma đế cầm ở lòng bàn tay, hoàn toàn biến mất. Diệp Thần, cái này Thanh Ma là Nguyệt Thú là cái này bí cảnh thú, không có thú hạch, đối với ngươi không tạo được uy hiếp. Hơn nữa cái này thú hạch so hắn thể xác hữu dụng hơn. Ngươi bây giờ có thể đi cứu vậy nha đầu. Lần này, nhất định là chân chính và Thánh Long gia tộc khai chiến. Diệp Thần trong mắt thoáng qua một tia sát ý. Hắn trực tiếp tìm được Trương Thiên, phân phó nói. Trương Thiên, để cho thủ hạ ngươi, tìm Thánh Long gia tộc dòng chính, toàn bộ đều bắt lại. Diệp Thần một câu nói mệnh lệnh, để cho Trương Thiên sững sờ, nhưng vậy không dám vi phạm, trực tiếp nắm tay hạ toàn bộ kêu đến. Hắn vốn là lấy là Diệp Thần cũng là Thánh Long gia tộc dòng chính, bất quá bây giờ nhìn lại, sợ rằng không chỉ có như vậy. Chỉ bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, đàng hoàng làm chuyện của mình. Diệp Thần cũng không có nhàn rỗi, đi tìm Long Sát bọn họ, những người này không phải Trương Thiên có thể đối phó. Lạc Nhi, chờ ta lập tức có thể cứu ngươi. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, ở trong hư không phi hành nửa giờ, rốt cuộc tìm được Long Sát. Ở Long Sát chung quanh còn có Long Tình và Long Ngọc hai người. Long Sát thực lực, ở nơi này nhóm Thánh Long gia tộc dòng chính bên trong cố nhiên rất mạnh, nhưng là đối với hiện tại Diệp Thần, căn bản không đủ cách. Diệp Thần căn bản không lo lắng, còn như Long Tình hai người, thì để cho hắn tự động coi thường. Làm hắn từ trong hư không rơi xuống, Long Sát thấy Diệp Thần đầu tiên nhìn, nhất thời cầm ra vũ khí. Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi lại có thể sống sót. Long Sát mặc dù kiêng kỵ Diệp Thần thực lực, bất quá vậy không tới sợ bước. Hắn nhưng mà Thánh Long gia tộc trẻ tuổi đồng lứa, mạnh nhất một trong ba người, hắn tự tin kia sợ không phải Diệp Thần đối thủ, cũng có thể chạy khỏi. Long Tình thấy Diệp Thần, bên trong đôi mắt tràn đầy quấn quýt. Diệp Thần con ngươi lạnh lẽo, cầm ra thú hổ kiếm, nhìn một cái Long Sát, bóng người bỗng nhiên bây giờ xông tới. Bọn họ trước cũng không có cái gì có thể trò chuyện, làm hắn bạo lộ thân phận ra thời điểm, cũng đã quyết định là kẻ địch. Trong cơ thể hắn bất hủ kiếm ý bộc phát ra, thú hủ kiếm lóe lên quỷ dị ánh sáng, nâng lên cánh tay, một kiếm bỗng nhiên chém xuống đi. Oanh! Long Sát ứng phó không kịp, cả người thân thể, bay rớt ra ngoài, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh xong, hắn trên mình toát ra một phiến vảy rồng. Thánh Long gia tộc huyết mạch lực lượng, long khí lan tràn, để cho Long Sát thực lực, chí ít tăng lên 10 lần. Diệp Thần cau mày, nhưng không có nói gì. Còn như Long Ngọc hai người, cũng sớm đã xa xa núp ở phía sau. Long Sát trên mình, vảy rồng bọc, một quyền bỗng nhiên xông tới. Trong cơ thể hắn khí huyết không ngừng phun trào, nhưng mà Diệp Thần trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Dù là mạnh mẽ 10 lần, Diệp Thần vậy hồn nhiên không sợ. Xiết liền giới vực, sát ý từ Diệp Thần trong cơ thể bùng nổ, không khí bên trong lan tràn sát ý lạnh như băng. Long Sát hơi ngẩn ra,
tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần lại đang tạo hóa cảnh liền thức tỉnh giới vực, còn chưa cùng hắn phản ứng, một đạo cực hạn kiếm quang liều chết xông tới. Oanh! Một kiếm chém ở long sát trên thân thể mặt, để cho hắn khạc ra một búng máu, cả người sắc mặt đổi được thảm trắng vô cùng. Long Ngọc ở một bên nhìn run lẩy bẩy, vạn nhất long sát đánh bại, các nàng chỉ sợ cũng không sống nổi. Một kiếm rơi xuống sau đó, Diệp Thần quỷ mị giống vậy bóng người, đột nhiên bây giờ đi tới long sát trước mặt. Năm ngón tay cầm chặt. Bỗng nhiên một quyền đánh ra. Ma khí và ánh sáng lóe lên, chói mắt đến trình độ cao nhất. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu cũng đã vô cùng rõ ràng, long sát căn bản không phải Diệp Thần đối thủ. Diệp Thần toàn diện áp chế. Cũng không phải là long sát thực lực quá yếu, mà là Diệp Thần quá mạnh mẽ. Long sát thả ở bên ngoài, tuyệt đối là thiên kiêu người giống vậy vật, nhưng là cùng Diệp Thần so với. Căn bản không phải một cấp bậc. Dẫu sao Diệp Thần đối mặt, đều là thế hệ trước cường giả. Không có dùng dài hơn thời gian, chiến đấu liền kết thúc, long sát bị đánh ngã trên mặt đất, liền đứng lên cũng không nổi. Diệp Thần bắt hắn lại cổ áo, ở long sát trong cơ thể trồng cấm chế, sau đó ánh mắt nhìn về phía Long Tình hai người. Phốc thông, van cầu ngươi, không nên giết ta, để cho ta làm cái gì đều được. Long Ngọc trực tiếp quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần lắc đầu một cái, không để ý tới sẽ, lại nữa quản hai người. Hắn trực tiếp đem long sát mang tới Trương Thiên địa bàn bên trong, hơn nữa phát hiện đã có một ít thánh long gia tộc dòng chánh. Những thứ này dòng chánh từng cái nhìn Diệp Thần, cả người run rẩy. Bọn họ căn bản không biết, kế tiếp vận mệnh là cái gì, những thứ không biết, mới là đáng sợ nhất. Đại nhân, thánh long gia tộc dòng chánh, trên căn bản đều ở chỗ này, bất quá có một ít, đã bị cái khác tử tù bắt đi. Những cái kia bị cái khác tử tù bắt đi dòng chánh, Trương Thiên cũng không dám đi đối phó, đều là phong môn cảnh, hắn không phải là đối thủ. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, tình huống trước mắt, đã bắt thánh long gia tộc dòng chánh, 20 nhiều tên. Trừ long sát trở ra, còn thừa lại hai người còn không có bắt. Cái này hai người, Diệp Thần tuyệt đối muốn bắt đến, bọn họ ba người là mấu chốt. Long Bạch và Long Dương hai người một mực chung một chỗ. Dù là gặp phải phong môn cảnh tầng 4 thiên cường giả, không phải là đối thủ cũng có thể chạy trốn. Diệp Thần từ Trương Thiên chỗ ở rời đi, một ngày sau, Thánh Long gia tộc dòng chánh hoàn toàn tuyệt vọng. Long Bạch và Long Dương hai người vậy bị bắt, mạnh nhất ba người, đều ở đây Diệp Thần trên tay. Nếu như trực tiếp giết chết bọn họ, cũng chỉ đầu xuôi đuôi lọt, nhưng là cầm bọn họ bắt lại chậm chạp không động thủ, không người biết Diệp Thần muốn làm cái gì. Diệp Thần, người cùng chúng ta Thánh Long gia tộc đối nghịch, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Một người Thánh Long gia tộc dòng chánh trực tiếp mở miệng, hắn hiện tại cũng sắp muốn sụp đổ. Mỗi ngày lo lắng sợ hãi, Diệp Thần cầm bọn họ nắm tới, cũng không giết bọn họ, để cho bọn họ trong nội tâm quá mức đau khổ. Thánh Long gia tộc, chỉ cần ta không chết, sớm muộn cũng sẽ tiêu diệt. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Những người này, đối với hắn có chỗ đại dụng. Diệp Thần cầm Trương Thiên kêu đến, nói cho hắn, qua mấy ngày tìm một cái cơ hội chạy trốn. Nếu như thành công chạy ra khỏi, đi liền tìm một cái tổ chức, tên là Sát Tông. Đến lúc đó hắn sẽ đem những cái kia tử tù thả ra, Thánh Long gia tộc người tuyệt đối sẽ biết. Nhà tù cấm địa bí cảnh vậy tuyệt đối sẽ loạn thành một đoàn. Đối với Diệp Thần mà nói, Trương Thiên căn bản không hiểu, bất quá cũng biết. Diệp Thần tuyệt đối biết làm một đại sự, nói không chừng thật sự có cơ hội chạy ra ngoài. Hầm giam vị trí, Diệp Thần đã rõ ràng, hắn để cho Trương Thiên coi trọng những thứ này Thánh Long gia tộc dòng chánh. Hắn tới một mình đến hoang mạc một nơi, những thứ này đều là tử vong cắt chảy, sẽ cho người rơi vào. Dù là phong môn cảnh, cũng có thể sẽ chết, bình thường căn bản không sẽ có người tới nơi này. Nhưng mà chỗ này địa phương, chính là hầm giam cổng vào. Diệp Thần đứng ở lưu trong cát, mặc cho cát chảy chiếm đoạt mình thân thể, không tới nửa giờ, hắn cả người thân thể đều bị nuốt mất. Hắn nhắm mắt lại, ngừng thở, dựa vào hắn thực lực trước mắt, ở dưới đất đợi nửa giờ cũng không có vấn đề. Oanh! Một tiếng rên, tựa như giống như là truyền tống trận như nhau, để cho Diệp Thần choáng váng chuyển hướng, ngay lúc hắn mở mắt, phát hiện đã tới một nơi địa phương xa lạ.
chung quanh u ám hoàn cảnh, còn có nước ở tí tách vang, chung quanh đá cực kỳ cứng rắn. Diệp Thần phỏng đoán, dù là mình cũng phải đánh nửa giờ, mới có thể nổ. Ở hắn phía trước có một cái lối nhỏ, từng bước một đi tới, rất nhanh, Diệp Thần đã nghe đến một cổ mùi hôi thối. Đó là thi thể của người chết. Vô số hài cốt chất triệt. Thánh Long gia tộc nhốt những cường giả này, để cho bọn họ trong năm tháng vô tận tử vong. Cái này so với trực tiếp giết chết muốn thống khổ hơn. Rốt cuộc 2 giờ sau này, Diệp Thần thấy trận pháp khí vòng quanh phòng giam, mỗi một cái bên trong phòng giam cũng chỉ nhốt một người. Phòng giam sau lưng, bị to lớn xích sắt trói buộc, những thứ này xích sắt tiến vào bọn họ thân thể, quấn quanh ở xương và ngũ tạng lục phủ. Cũng chính là thực lực của những người này mạnh mẽ, nếu như đặt ở phàm trên người, cũng sớm đã chết. Tử tù cốt gầy như củi, tóc tai bù xù, bọn họ trên mặt không có bất kỳ màu máu, miệng khô héo, sống sờ sờ giống như là một ăn xin cái như nhau. Diệp Thần có thể từ bọn họ hơi thở cảm thụ được, đều là phong môn cảnh. Thánh Long gia tộc ra tay thật lớn. Như thả ở bên ngoài, từng cái và bá chủ như nhau, đáng tiếc toàn bộ đều bị nhốt ở chỗ này. Diệp Thần thậm chí đang suy nghĩ, những võ giả này đều bị Thánh Long gia tộc như vậy nhốt, mình những cái kia sư tôn phải chăng nguy hiểm hơn. Một năm ước hẹn buông xuống, mình cũng nên đi huyết kiếm môn một chuyến. Bây giờ huyết kiếm môn, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, mình cũng có thể ung dung giải quyết. Nếu như có thể đem Côn Lôn hư những cái kia đại năng trước cứu ra, ngược lại cũng là chuyện tốt. Làm Diệp Thần xuất hiện thời điểm, những thứ này tử tù cũng sớm đã chú ý tới, bất quá bọn họ liền khí lực nói chuyện cũng không có. Một cặp tròng mắt chỉ có thể nhìn, trong ánh mắt của bọn họ mặt tràn đầy khẩn cầu thần sắc, hiển nhiên muốn cho Diệp Thần cứu bọn họ. Tất cả vị tiền bối, ta trước tìm mình một chút bằng hữu, đến lúc đó nếu là có thể cứu giúp các vị nói, tại chỗ không chối từ. Nếu như có thể cứu những cường giả này đi ra ngoài, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không bỏ rơi tốt như vậy cơ hội. Những cường giả này đối với Thánh Long gia tộc hận ý, sợ rằng so hắn còn cường liệt hơn. Tuyệt đối có thể đối với Thánh Long gia tộc tạo thành phiền toái không nhỏ. Diệp Thần từng bước một đi về phía trước, phát hiện vượt lui về phía sau, bị tống giam phạm nhân, càng ngày càng mạnh. Phong môn cảnh cường giả, Diệp Thần đều đã gặp phải 3 cái, nhưng là vẫn không có thấy Diệp Lạc Nhi bóng dáng. Đứa nhỏ, ta kêu Viên Văn, ngươi người muốn tìm, hẳn ở tận cùng bên trong. Lúc này, một người phong môn cảnh cường giả mở miệng nói. Hắn đã bị Thánh Long gia tộc giam cầm mấy ngàn năm, chứ không thể nhúc nhích trở ra, trên căn bản không có chuyện gì. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần một đường tiếp tục đi về phía trước, thấy một nơi mật thất, toàn bộ mật thất cũng bị đóng chặt, căn bản không có bất kỳ cửa. Diệp Thần trên mặt toát ra vẻ kích động thần sắc, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Lạc Nhi nhất định bị tống giam ở chỗ này. Từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra thú hủ kiếm, sau đó lực lượng điên cuồng tràn vào đến trong thân kiếm mặt. Oanh! Chém xuống một kiếm đi, mật thất chung quanh vách tường không nhúc nhích tí nào. Hiển nhiên dựa vào Diệp Thần trước mắt lực lượng, căn bản đánh không phá cái này mật thất. Cái này mật thất cường độ, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần thi triển Trảm Thiên Nhất Kiếm, cánh cửa này lại vẫn không có bất kỳ vết kiếm. Quá mức cổ quái. Diệp Thần càng ngày càng tin tưởng, Diệp Lạc Nhi bị tống giam ở bên trong, hắn đi tới Viên Văn trước mặt. Tiền bối, ta trước cầm ngươi cứu ra ngoài, hy vọng ngươi có thể giúp ta đánh vỡ mật thất. Viên Văn ngẩn ra, suy tính mấy giây nói. Tiểu huynh đệ, muốn cứu ta mà nói, cần đem phía sau xích sắt đánh nát. Phía sau này xích sắt, mỗi một chết tù trên mình đều có một cái, chuyên môn dùng để giam cầm bọn họ thực lực. Đây cũng là bọn họ không thể chạy trốn chỗ căn nguyên. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, cầm ra thú hủ kiếm bỗng nhiên bây giờ chém ra đi, nhưng mà xích sắt không nhúc nhích tí nào, chỉ là nhỏ nhẹ đung đưa. Bình bịch bịch, từng kiếm một quơ múa đi xuống, Diệp Thần linh lực trong cơ thể không ngừng phóng thích, nhưng mà chỉ là để cho xích sắt xuất hiện một tia vết rách. Thánh Long gia tộc tại sao có thể có loại vật này? Nếu là muốn xích sắt hoàn toàn gãy mất nói, Diệp Thần sợ rằng cần không ngủ không nghỉ một tuần lễ, mới có thể. Bây giờ tình huống, hắn nơi nào có thể cùng một tuần lễ,
vạn nhất đến lúc sau Thánh Long gia tộc cường giả tới đây, hắn chỉ có một đường chết. Tiểu huynh đệ, kiếm ý rất khó phá vỡ, cái này vô tận năm tháng, ta nghiên cứu qua cái này dây chuyền, tựa hồ đối với ngọn lửa sợ hãi mấy phần. Đáng tiếc tiểu huynh đệ không phải một cái lửa tu à. Viên Văn trong mắt có chút tiếc nuối. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, năm ngón tay nắm chặt, huyền diễm ra, ngọn lửa nóng bỏng, chiếu sáng cả hầm giam. Nhiệt độ kinh khủng, để cho Viên Văn trên mặt cũng nhẹ biến sắc. Hắn có thể nhìn ra, ngọn lửa này tuyệt không bình thường. Bây giờ uy thế như vậy, sau này phỏng đoán sẽ càng đáng sợ hơn. Nếu như thả ở lúc trước, hắn nói không chừng cũng sẽ đoạt đoạt, chỉ bất quá hiện tại căn bản không có ý định này. Diệp Thần để cho huyền diễm đánh xích sắt, quả nhiên thấy xích sắt bắt đầu một chút xíu gãy lìa. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu là có thể cứu ta đi ra ngoài, đến lúc đó ta cái mạng này cũng là của ngươi. Viên Văn tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần cười một tiếng cũng không có nói gì. Hắn có thể cảm giác được Viên Văn tu vi đại khái ở phong môn cảnh tầng 6 thiên. Chính hắn mấy cân mấy lượng rất rõ ràng, trước mắt căn bản không cách nào nắm trong tay cường giả loại này. Mấy phút sau, Viên Văn xích sắt hoàn toàn cắt ra. Ha ha ha, lão phu không nghĩ tới, mấy năm sống vẫn có thể thoát khốn. Viên Văn cười to hai tiếng, đứng tại chỗ, vốn là thân thể gầy nhỏ và mặt tái nhợt gò má, vào giờ khắc này lại bắt đầu lột xác. Một cổ kinh khủng hơi thở, bỗng nhiên bây giờ bộc phát ra, để cho Diệp Thần cũng không nhịn được lui về phía sau hai bước. Cái này cổ hơi thở chân thực quá mạnh mẽ, tựa như một đầu ngón tay là có thể nghiền ép hắn. Mắt thường có thể thấy được tốc độ, Viên Văn từ một cái ông già, biến thành một người mi tinh kiếm mục đích người đàn ông trung niên. Ngại quá tiểu huynh đệ, mới vừa rồi lão phu không có khống chế được. Viên Văn cười một tiếng, mấy năm sống có thể khôi phục thực lực, ở lúc trước hắn cũng không dám muốn. Từ bị Thánh Long gia tộc cường giả bắt sau này, hắn cũng đã đổi được tuyệt vọng. Nhận là cả đời mình cũng chỉ có thể đủ chết ở chỗ này, ai biết có một ngày có thể thoát khốn. Nội tâm tâm tình kích động có thể tưởng tượng được. Đối với Viên Văn tâm tình, Diệp Thần cũng có thể hiểu, cũng không có nói gì. Đi thôi, lão phu đi cầm bạn người cứu ra, Thánh Long gia tộc, lão phu sớm muộn để cho bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Mặc dù Viên Văn thực lực, cũng không có khôi phục lại thời kỳ tột cùng, bất quá đánh vỡ mật thất kia, không có bất kỳ vấn đề. Ở Diệp Thần và Viên Văn hai người đi mật thất thời điểm, Thánh Long gia tộc truyền tới một tiếng long ngâm. Đời này đồng hồ Thánh Long gia tộc xuất hiện nguy cơ, hơn nữa cực kỳ nghiêm trọng, từng đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Ở nhà tù cấm địa bí cảnh bên ngoài truyền tống trận mặt, chỉ ít đứng 30 tên cường giả, hơi thở bức người. Ở những cường giả này phía trên, đứng ba cái tóc bạc hoa râm ông già. Hơi thở cường đại nhất. Bọn họ là Thánh Long gia tộc trưởng lão. Thực lực cực kỳ khủng bố. Mặc dù còn chưa kịp Thánh Long gia tộc thái thượng trưởng lão, nhưng là phong môn trung kỳ và hậu kỳ lực lượng, đủ để xóa bỏ hết thảy. Bọn họ bảo vệ cái này phiến nhốt tử tù bí cảnh. Liên quan tới nhà tù cấm địa bí cảnh sự việc, bọn họ cũng rất rõ ràng, từng cái trên mặt nghiêm túc, nhanh chóng mở ra truyền tống trận. Hầm giam sự việc, đã tồn tại hơn mấy ngàn năm, vẫn không có xuất hiện bất kỳ vấn đề, ai biết bây giờ lại sẽ có cường giả thoát khốn. Liên quan tới Thánh Long gia tộc bí mật, tuyệt đối không thể bại lộ ra. Bên ngoài hết thảy, Diệp Thần cũng không biết. Hắn hiện tại chỉ quan tâm phá vỡ mật thất này. Viên Văn đối mặt mật thất, mới đầu cũng có chút bó tay. Cho dù hắn lực lượng, lại vậy hám không nhúc nhích được. Diệp Thần cau mày, tiền bối, người vậy không cách nào phá vỡ. Viên Văn sắc mặt có chút xanh mét, không nói nhảm nữa, bước ra một giọt máu tươi, buồn cười, ta làm sao có thể không phá nổi. Máu tươi làm chất dẫn, càn khôn thuật, vạn địa linh tụ, phá cho ta. Nháy mắt tức thì, Viên Văn sắc mặt trắng bệch liền mấy phần, hiển nhiên thi triển cấm thuật. Nhưng là đồng thời, vậy cấm cửa lại phá vỡ. Tiểu huynh đệ, người vào đi thôi, ta muốn chậm lại mấy phần, cái này Thánh Long gia tộc lại có thiên huyền vẫn thiết, chân thực cổ quái. Diệp Thần chắp tay một cái biểu thị cảm kích, không do dự nữa, chợt vọt vào. Mà ở hắn xông vào thời điểm, trước mắt một hồi rõ ràng. Mật thất này lại có động thiên khác,
bên trong vô cùng bát ngát. Mà bát ngát đất trung ương, vô số xiềng xích treo trên bầu trời. Rậm rạp chằng chịt, cổ xưa phù văn lưu chuyển, lôi hồ phân bố. Mà đây chút xiềng xích dưới, là một cô gái. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, khóe miệng lại là tràn ra máu loãng. Thân thể gầy yếu bị lôi hồ vần quanh. Cô gái này không phải người khác, liền chính là Diệp Lạc Nhi. Diệp Lạc Nhi bởi vì không ngừng thử nghiệm Thánh Long truyền âm quyết, muốn đem pháp quyết này tu luyện tới viên mãn. Trả giá cao to lớn. Mỗi tu luyện vận chuyển một lần, liền phải chịu đựng vô tận thống khổ. Lạc Nhi. Diệp Thần trong lòng giấy lên căm giận ngút trời. Hắn là Diệp Lạc Nhi duy nhất người thân. Hắn đáp ứng Diệp Lạc Nhi sư tôn, phải thật tốt bảo vệ nàng. Lại không nghĩ rằng, sẽ để cho Diệp Lạc Nhi ở chỗ này chịu khổ. Nếu như không phải là bởi vì đến tìm mình, Diệp Lạc Nhi làm sao sẽ như vậy? Vô tận sát ý cuộn sạch ở Diệp Thần quanh thân. Hắn không nói nhảm nữa, bước nhanh tới. Thời khắc này Diệp Lạc Nhi hiển nhiên cảm giác được cái gì, chật vật mở mắt ra. Một khắc sau nàng cười. Diệp đại ca, ta lại nằm mơ thấy ngươi. Diệp đại ca, Lạc Nhi không phải dã chồng, Lạc Nhi lại còn có người thân. Nhưng là đối với Lạc Nhi mà nói, Diệp đại ca vĩnh viễn là ta trọng yếu nhất người kia. Diệp đại ca, ngươi nói làm ta khi tỉnh lại, ngươi sẽ không rời đi. Vậy ta hy vọng giấc mộng này một mực làm tiếp, ta thật chẳng ngờ tỉnh à, thế giới bên ngoài thật là thống khổ, chỉ có mộng mới có thể có một tia an ninh. Nhưng là ta lại muốn mau sớm cầm Thánh Long truyền âm quyết tu luyện viên mãn, nhưng mà Lạc Nhi tốt đần, trước kia không đàng hoàng tu luyện. Lời còn chưa dứt, Diệp Lạc Nhi liền lâm vào hôn mê. Lạc Nhi, đây không phải là mộng, ta cái này thì mang ngươi rời đi. Kỷ Lâm còn ở bên ngoài chờ ngươi. Ngươi không muốn ngủ. Diệp Thần một cặp tròng mắt ướt át, bắt Diệp Lạc Nhi cổ tay, tra xem tình huống. Oanh! Diệp Thần hơi thở điên cuồng bộc phát ra, hắn tra một cái xem, phát hiện Diệp Lạc Nhi trên mình tổn thương quá nặng. Trong cơ thể đều có sấm sét vần quanh. Cái này lôi hồ cực kỳ đặc thù, vậy phong môn cảnh cũng không nhất định chịu nổi. Nhưng là Diệp Lạc Nhi nhưng muốn không lúc nào chịu đựng. Đáng chết! Thánh Long gia tộc tại sao phải như thế đối đãi một cô gái? Bất diệt Thánh Long gia tộc, không là Diệp Lạc Nhi lấy lại công đạo, thì hắn không phải là Diệp Thần. Hiện tại Diệp Lạc Nhi hơi thở như có như không, đến nay không có chết, cũng là bởi vì là huyết mạch che ở nàng một tia hơi thở. Ta Diệp Thần thề, bất diệt Thánh Long gia tộc, không vào luân hồi. Diệp Thần ngửa mặt lên trời gầm thét. Toàn bộ nhà tù cấm địa bí cảnh vô căn cứ truyền tới một tiếng rên. Vốn là vạn dặm trời trong, lại dần dần đổi được hắc ám, một vòng huyết nguyệt trên không. Mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, tựa hồ thiên địa này cũng đang tức giận. Nhìn Diệp Lạc Nhi vết thương chồng chất, Diệp Thần tim như bị đao cắt, nếu như biết sớm một chút. Diệp Lạc Nhi nói không chừng cũng sẽ không thành là hiện ở cái bộ dáng này. Diệp Thần thận trọng ôm lấy Diệp Lạc Nhi thân thể. Hắn một đôi âm trầm trong mắt, cũng không nói lời nào, nhưng là mới vừa đi tới viên văn cũng có thể cảm nhận được Diệp Thần tức giận. Tiền bối, chúng ta đi thôi, cầm Thánh Long gia tộc nhốt cường giả cứu ra. Hầm giam có cường giả thoát khốn sự việc, Thánh Long gia tộc tuyệt đối đã biết, sợ rằng không cần thời gian bao lâu, Thánh Long gia tộc cường giả liền sẽ hạ xuống. Viên văn nhẹ khẽ gật đầu. Hai người đi tới bên ngoài, cầm những cường giả này mỗi một người đều giải cứu ra. Diệp Thần cầm trước mắt sự việc nói cho bọn họ, Thánh Long gia tộc cường giả hiện tại sợ rằng đã ở trên đường tới. Sợ cái gì, Thánh Long gia tộc nhốt chúng ta hơn ngàn năm, cùng lắm thì chết, giết một cái không thua thiệt, hai cái coi là được lợi. Những cường giả này, từng cái hận không được giết chết Thánh Long gia tộc. Bọn họ và Thánh Long gia tộc cừu hận, đã là không chết không thôi. Chỉ có giết hại, mới có thể giải quyết. Những cường giả này số lượng, đạt tới hơn 20 người, mỗi một cái thả ở bên ngoài, đều có thể là bá chủ một phương. Ở bên ngoài, toàn bộ bầu trời đều là hắc ám, chỉ có thể thấy rõ ràng một vòng huyết nguyệt. Nước mưa nhỏ xuống đất, gió lớn gào thét, giống như ác quỷ đang nộ hống. Mây đen đè thành thành muốn tồi. Một cổ cường giả ngang trời xuất hiện, chạy thẳng tới hầm giam truyền tống trận.
Làm những cường giả này xuất hiện thời điểm, bên ngoài nhà tù cấm địa bí cảnh phổ thông tử tù, từng cái co đầu rút cổ ở địa bàn của mình, không dám đi ra. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, cái này sợ là có việc lớn muốn phát sinh. Diệp Thần và Viên Văn bọn họ, truyền tống đi ra bên ngoài, khí tức chung quanh cực kỳ kiềm chế. Bọn họ không nhúc nhích, ngược lại yên lặng chờ. Hiện chạy trốn đã không có dùng, Thánh Long gia tộc cường giả, tuyệt đối không thể nào sẽ để cho bọn họ rời đi. Vèo vèo vèo. Từng đạo đè nén hơi thở, đập vào mặt, Diệp Thần trên mặt cũng không có bất kỳ sợ hãi. Có chỉ là nồng nặc sát ý. Hắn cùng Thánh Long gia tộc, không chết không thôi. Trong ngực hắn như cũ ôm Diệp Lạc Nhi. Hắn không hy vọng Diệp Lạc Nhi trong mộng cảm giác được lạnh như băng, hắn cấp cho hôn mê Diệp Lạc Nhi một tia ấm áp. Diệp Thần, Thánh Long gia tộc nơi này cường giả, đứng ở hư không, trong đó một người trưởng lão, thấy Diệp Thần bóng người, nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá hắn rõ ràng, tuyệt đối và Diệp Thần không thoát được quan hệ. Diệp Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng không sợ hãi chút nào va chạm. Thánh Long gia tộc tộc trưởng chưa có tới, đáng tiếc. Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ đi. Ta đạo là giết hại, hôm nay thuận tiện lấy các ngươi tránh đạo. Diệp Thần đứng trên mặt đất lên, cười lớn một tiếng, bước ra một bước, toàn bộ mặt đất đều đang đung đưa. Những thứ này Thánh Long gia tộc cường giả, mỗi một người cũng có thể muốn mạng hắn. Nhưng, sợ gì chi? Sát ý ngút trời, lửa giận ở trong lòng của hắn thiêu hủy. Hôm nay, hắn muốn giết người. Vốn là hắn suy nghĩ dùng Thánh Long gia tộc dòng tránh tới uy hiếp, hiện tại Diệp Thần trong lòng không có loại ý nghĩ này. Giết một người là tội, giết hơn 10.000 người là vương. Nam Nhi làm giết người, vì người bên cạnh. Diệp Thần thú hủ kiếm nắm trong tay, gió lớn thổi loạn hắn áo quần, màu đen sợi tóc tùy ý bay lượn. Tất cả vị tiền bối, người giúp ta ngăn lại bọn họ. Ta phải đi cầm Thánh Long gia tộc dòng tránh mang tới. Viên Văn nhẹ khẽ gật đầu, mặc dù bọn họ bên này số người không đủ, nhưng là kéo cái trong chốc lát, căn bản không có bất kỳ vấn đề. Diệp Thần cả người bay về phía hư không trực tiếp đi Trương Thiên địa bàn, Thánh Long gia tộc nơi này cường giả muốn xuất thủ, để cho Viên Văn bọn họ trực tiếp ngăn cản. Chiến đấu trong nháy mắt hoàn toàn bùng nổ. Diệp Thần nhanh chóng rời đi, đi tới Trương Thiên địa bàn. Vốn là hắn còn muốn nói gì, chỉ bất quá thấy Diệp Thần hình dáng, một câu nói cũng không dám nói nhiều. Thánh Long gia tộc dòng tránh, mỗi một người đều bị Diệp Thần cưỡng ép mang đi. Diệp Thần ngươi muốn làm gì? Diệp Thần, ta khuyên ngươi thu tay lại, Thánh Long gia tộc không phải ngươi cái này loại thấp võ thế giới người có thể dung chuyển. Những thứ này dòng tránh trên mình dính huyết khí, trong mắt hận chết Diệp Thần. Hận không có ăn Diệp Thần. Bọn họ tin chắc, muốn không được bao lâu, Thánh Long gia tộc trưởng lão liền sẽ xuất thủ. Đến lúc đó Diệp Thần hẳn phải chết. Bọn họ muốn trích ra hết Diệp Thần gân mạch, đánh nát đan điền. Sống hành hạ Diệp Thần đến chết. Bọn họ kiêu ngạo, mà Diệp Thần ở bọn họ trong mắt chẳng qua là con kiến hôi. Con kiến hôi có cái gì tư cách nắm giữ quyền chủ động? Nhưng mà, những thứ này dòng tránh không có ai phát hiện Diệp Thần trong con ngươi lạnh như băng. Đó là hắn chưa bao giờ có sát ý. Trong chiến trường bên, hư không bể tan tành, mặt đất nứt ra từng đạo vết rách, giống như vực sâu vạn trượng. Thánh Long gia tộc lão cẩu, nhìn một chút đây là người nào. Diệp Thần ở phương xa nổi giận gầm lên một tiếng, vốn là đại chiến mọi người, trong nháy mắt dừng lại. Tất cả mọi người ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Viên Văn lấy là Diệp Thần bắt Thánh Long gia tộc dòng tránh. Dùng để lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, đến lúc đó nói không chừng có thể chạy ra ngoài. Diệp Thần, ngươi lại dám bắt chúng ta Thánh Long gia tộc người. Ta khuyên ngươi mau thả. Thánh Long gia tộc bên này, một người trưởng lão gầm thét. Bị Diệp Thần nắm trong tay Thánh Long gia tộc dòng tránh, thấy tất cả trưởng lão, kích động đến mức tận cùng. Trưởng lão mau cứu ta muốn Diệp Thần chết. Diệp Thần tiểu xúc sinh. Ta khuyên ngươi hết sức mau thả chúng ta. Nếu không ngươi liền toàn thây cũng không có. Diệp Thần nhìn lướt qua, vô tận âm hàn. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, năm ngón tay một chảo, lực lượng bỗng nhiên bùng nổ.
vô tận ma khí vần quanh. Trong mắt hắn chiếu ngược huyết nguyệt. Đây là nhập ma điểm báo trước. Phốc thông. Vậy Thánh Long gia tộc dòng chính lại bị Diệp Thần ở dưới con mắt mọi người trực tiếp bóp vỡ. Thê thảm không nỡ nhìn. Ngươi cái tiểu tạp chủng, lại dám giết Thánh Long gia tộc người. Ta muốn giết ngươi. Trong đó một người phong môn sơ kỳ cường giả đột nhiên ra tay, mới vừa rồi chết nhưng mà hắn nhi tử. Ở Thánh Long gia tộc cường giả xông lên lúc tới, Diệp Thần tiện tay cầm ra một người ném ra. Oanh! Gã cường giả kia một kích xuống đi, trực tiếp cầm một người con em dòng chính giết chết. Xương máu phun ra ở trong hư không, Thánh Long gia tộc bên này, trưởng lão ra tay khống chế được nổi điên phong môn cảnh tử tù. Diệp Thần, người bắt bọn hắn lại, đơn giản muốn còn sống, chỉ cần thả qua những thứ này dòng chính, có thể tha ngươi không chết. Phong môn cảnh tầng 5 thiên một vị trưởng lão mở miệng, hắn không biết Diệp Thần bắt bao nhiêu người. Chỉ bất quá Thánh Long gia tộc dòng chính chết một người người, đều là tổn thất. Nếu như Thánh Long gia tộc dòng chính toàn bộ chết, đời kế tiếp cường giả cũng chưa có, đến lúc đó thời kỳ giáp hạt. Nói không chừng Thánh Long gia tộc cũng sẽ tan biến. Diệp Thần không nói gì, ngược lại rơi trên mặt đất, thuật pháp mà động, từng tên một Thánh Long gia tộc dòng chính xuất hiện. Bọn họ quỳ ngã trên mặt đất, từng cái kinh hoàng thất thố. Trưởng lão nhướng mày một cái, thấy được long sát bóng người bọn họ. Cái này ba người, nhưng mà Thánh Long gia tộc toàn lực đào tạo dòng chính, có cơ hội từng bước một đột phá đến thái hư cảnh, không cho có bất kỳ thất thoát nào. Diệp Thần cầm chặt thú hủ kiếm, nhìn về phía một bên hôn mê Diệp Lạc Nhi, nhẹ giọng nói nhỏ, Lạc Nhi, cái này là bước đầu tiên. Hầm giam cường giả, thấy Diệp Thần bắt được như thế nhiều dòng chính, nội tâm vui mừng, nói không chừng thật có thể rời đi. Chỉ phải rời khỏi, đến lúc đó sẽ ra tay đối phó Thánh Long gia tộc. Có thể sống được, ai nguyện ý đi chết? Diệp Thần, thả bọn họ, có thể tha ngươi. Thánh Long gia tộc trưởng lão tiếng nói vừa dứt, nhưng truyền tới Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Rắc rắc, thú hủ kiếm bỗng nhiên chém ra đi, vị kia ngạo mạn Thánh Long gia tộc dòng chính trực tiếp hóa là một đạo xương máu. Diệp Thần lực lượng, bọn họ như thế nào chịu đựng? Oanh oanh oanh, Diệp Thần tay dậy kiếm rơi, giống như đao phủ thủ vậy. Không một ngoại lệ, những thứ này dòng chính, không có bất kỳ một người nào sống sót. Diệp Thần trên gương mặt mặt dính máu loáng, còn có một tia ấm áp. Toàn bộ tình cảnh yên lặng như tờ, Thánh Long gia tộc bên này không có bất cứ động tĩnh gì, bọn họ sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Bọn họ Thánh Long gia tộc tôn nghiêm, vào giờ khắc này, hoàn toàn bị Diệp Thần cho trà đạp. Hầm giam cường giả vậy trợn tròn mắt, vốn là lấy là Diệp Thần sẽ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, ai biết từng cái giết hết. Đây rốt cuộc tình huống gì? Không có cần hiệp đối tượng, bọn họ muốn đi ra ngoài, rất khó. Người ở chỗ này, chỉ sợ cũng chỉ có Viên Văn một người rõ ràng, Diệp Thần tại sao sẽ như vậy? Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Diệp Thần lạnh nhạt mở miệng, hắn thú hủ kiếm bộc phát ra ma khí. Vốn là hạ mưa bầu trời, đột nhiên bây giờ bộc phát ra một tiếng kinh khủng sấm. Tí tách, máu cầm nước mưa nhiễm thành màu đỏ như máu, Diệp Thần tay cầm thú hủ kiếm, bay về phía hư không. Lấy ta tên, rơi vào địa ngục. Lấy ta tên, rơi vào địa ngục. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn toàn thân ma khí xông lên thiên, địa mặt không ngừng nứt ra. Kiếm ma khí hoàn toàn bị kích thích. Một món hắc khí quỷ dị tiến vào Diệp Thần trong thân thể. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, dựa vào trước mắt trạng thái, hoàn toàn không phải những người này đối thủ. Chỉ có nhập ma, hoàn toàn biến thành địa ngục ác ma. Trước Diệp Thần một mực ở áp chế trong cơ thể ma tính, hiện tại hắn hoàn toàn buông ra, chẳng ngó ngàng gì tới. Hoàn toàn nhập ma, mới có thể lấy được lực lượng cường đại hơn. Có thể khôi phục hay không thần trí? Diệp Thần không biết, nhưng là hắn cũng không quản được như thế nhiều, trong đầu chỉ muốn giết người. Giết, giết, giết. Ma đế, hôm nay cho ta lực lượng, ta phải không tiếc bất cứ giá nào. Ta muốn hoàn toàn nhập ma. Ma đế thấy Diệp Thần dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Diệp Thần, người đây cũng là cần gì phải. Thánh Long gia tộc ở Linh Võ Đại Lục không tính là yếu, người bây giờ đối mặt lại là phong môn cảnh bên trong hậu kỳ trưởng lão. Người không cách nào chống lại.
coi như nhập ma, chỉ sẽ bị thương nặng hơn. Thậm chí, dù là ngươi là bất hủ thần thể và ma khu, người vậy không nhất định có thể chịu đựng ở. Thà chống lại, không bằng ta để cho ngươi rời đi. Trước đây ta ngưng tụ thân xác, hao phí không thiếu lực lượng, không cách nào giúp ngươi. Ma đế nói tới chỗ này, vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Năm đó, hắn vậy đối mặt qua cái này loại tuyệt cảnh. Nhưng là hắn chạy sao? Không có. Hắn dù là bỏ ra sinh mạng giá phải trả, cũng phải cấp người bên cạnh một câu trả lời. Hắn biết Diệp Thần không thể nào nghe. Dù là trận chiến này, có thể sẽ chết. Ma đế, ta có thể chịu đựng. Đây là Diệp Thần trả lời. Ma đế cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, được. Ta có một đạo thuật pháp, có lẽ có thể kích thích ngươi nhập ma cực hạn. Chỉ bất quá, cái này sau đó, ngươi phải chịu thống khổ, là dù sao cũng lần. Vô tận ma khí vần quanh ở Diệp Thần chừng. Cấm địa bí cảnh thiên địa lão đảo muốn rơi xuống, Diệp Thần ấn đường một màn màu đen nối thẳng cửu u. Trong mắt hắn, biến thành màu đỏ như máu, vô cùng lạnh như băng. Kinh khủng hơi thở, từ hắn thân thể tràn ngập ở chung quanh, Diệp Thần nâng lên trong tay thú hủ kiếm. Hư không đột nhiên bây giờ bể tan tành, hư không chảy loạn điên cuồng tràn vào đi vào. Vạn ma triều bái, phụng ta làm chủ. Oanh! Một tiếng giống giận, ở Diệp Thần chung quanh, quỷ khóc sói chu. Hắn sau lưng, lại xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đạo ma đầu hư ảnh, một màn kế tiếp, hoàn toàn để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Những thứ này ma đầu lại quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt, từng cái dập đầu, giống như giáo đổ vậy. Thiên địa dị tượng, vạn ma phụng chủ. Từ cổ chí kim, nhập ma cường giả không phải số ít, nhưng xuất hiện thiên địa dị tượng, còn ngàn năm qua là lần đầu tiên. Những thứ này ma đầu hư ảnh, từng cái tràn vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Hắn hơi thở, điên cuồng leo lên, lại ngắn ngủi tăng lên tới vận may đỉnh cấp. Nửa bước tinh khiếu. Tinh khiếu cảnh nhất tầng thiên. Trên người ma khu kích hoạt, vô số màu đen đường vân phân bố toàn thân. Hắn hơi thở, để cho cái này bí cảnh hoàn toàn lạnh như băng. Hắn lấy nhập ma giá phải trả, ngắn ngủi tăng lên thực lực. Vì Diệp Lạc Nhi, Diệp Thần cam nguyện nhập ma, lấy được cường đại lực lượng. Hô 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 hô, cuồng phong nổi lên, toàn bộ cấm địa bí cảnh lão đảo muốn rơi xuống, chung quanh không gian đã đổi được không ổn định. Sợ rằng không cần bao lâu, toàn bộ cấm địa bí cảnh cũng sẽ bể tan tành. Diệp Thần ngửa mặt lên trời gầm thét, bầu trời lại bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Thánh Long gia tộc nơi này cường giả, sắc mặt đại biến, một tiếng gầm thét lại có thể chấn vỡ hư không. Dù là bọn họ cũng làm không đến loại này. Ma khí ngất trời, Diệp Thần chung quanh quấn vòng quanh màu đen ma khí. Mới vừa rồi thú hủ kiếm, một món màu đen hơi thở vọt vào hắn trong thân thể, ăn mòn Diệp Thần đầu óc. Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm, nhắm ngay Thánh Long gia tộc nơi này cường giả. Khoảnh khắc bây giờ, bộc phát ra một cổ mạnh mẽ ma khí, cả người bóng người xông tới. Một kiếm bỗng nhiên chém ra đi. Một kiếm này, bất hủ kiếm ý và vô tận ma khí đã đạt đến mức tận cùng, màu đen kiếm quang. Rơi vào một người phong môn cảnh tầng 2 thiên cường giả trước mặt. Tên kia phong môn cảnh cường giả bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản tới không kịp né tránh, một kiếm rơi vào hắn trên thân hình. Oanh! Một kiếm hạ xuống, tên kia phong môn cảnh cường giả, cả người thân thể bị đánh bay ra ngoài. Một miệng màu đen máu loãng phun ra, cả người sắc mặt đổi được sát trắng. Một kiếm người bị thương nặng. Giết! Diệp Thần điên cuồng xông tới. Thánh Long gia tộc trưởng lão nhướng mày một cái, trực tiếp ra tay. Người này cuối cùng là quá mức yêu nghiệt. Cái này tử tù bí cảnh, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ xảy ra chuyện. Mà thằng nhóc này vừa xuất hiện, Thánh Long gia tộc nhiều năm bí mật chi địa đều phải vỡ nát. Hắn thậm chí có chút không nhìn thấu vậy Diệp Thần. Sợ rằng trên người này bí mật vượt xa hết thảy. Có thể ở tạo hóa cảnh chiến phong môn cảnh. Sợ rằng linh võ đại lục trên lịch sử cũng không có mấy người. Huống chi, hiện tại Diệp Thần vô số ma khí triển thân, chẳng lẽ là người của ma tộc. Nhập ma cưỡng ép tăng lên thực lực. Tiểu súc sinh, mặc dù không biết trên mình ngươi có bí mật gì, nhưng là hôm nay ngươi ở ta Thánh Long gia tộc địa bàn, ngươi chỉ có chết quyền lợi.
Thánh Long Phong trời trưởng. Vị kia phong môn cảnh tầng 5 thiên trưởng lão, không do dự nữa, một trưởng đánh ra. Lại rất miễn cưỡng xé Diệp Thần trước người ma khí. Tối sầm một kim hai đạo lực lượng trên không trung bỗng nhiên va chạm. Ầm, đợt khí nổ tung. Vậy Thánh Long gia tộc trưởng lão hơi biến sắc mặt, lui về phía sau một bước, đột nhiên ngừng. Lòng bàn tay khẽ run. Lực lượng thật là bá đạo. Cái này Diệp Thần thân xác chẳng lẽ cực mạnh, người luyện thể. Mà Diệp Thần cũng không chịu nổi, hắn khạc ra một búng máu, bóng người hơi lui về phía sau, bất quá nhưng không cảm giác được bất kỳ đau đớn, trực tiếp hướng vị trưởng lão kia vọt tới. Hắn bây giờ, chỉ biết là giết hại. Xem ra ta xa xa đánh giá thấp ngươi, Diệp Thần, ngươi càng nghịch thiên, lại càng không thể lưu. Cái này biên trưởng lão kéo Diệp Thần, hầm giam cường giả từng cái xông lên đi giết. Loạn chiến bắt đầu, Diệp Thần từng kiếm một không biết mệt mỏi quơ, hắn trên mình đã xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết thương. Hắn và phong môn cảnh cường giả chênh lệch quá lớn, chỉ có thể lấy tổn thương đổi tổn thương. Dù là Diệp Thần cam nguyện nhập ma, tới lấy được cường đại lực lượng, nhưng mà và phong môn cảnh bên trong hậu kỳ cường giả so với, vẫn là có không ít chênh lệch. Diệp Thần giơ tay lên một kiếm, tràn đầy kinh khủng à khí. Một kiếm này là hắn nhập ma sau đó, vận dụng ma khí mạnh nhất một kiếm. Trảm thiên nhất kiếm. Một kiếm quơ múa đi ra ngoài, chung quanh hư không khoảnh khắc bây giờ bể tan tành, kiếm quang đến mức, tất cả là hủy diệt. Kinh khủng à khí, loạn tâm thần người, nhà tù cấm địa bí cảnh mặt đất điên cuồng phá vỡ. Sấm không ngừng, trưởng lão kia sắc mặt nhẹ nhíu một cái. Trước mắt cái thằng nhóc này chính là một người điên, liều mạng người điên. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn tầng 5 thiên tu vì vậy dây dưa không dậy nổi à. Hắn nhìn về phía sau lưng hai vị trưởng lão, vội vàng nói các ngươi còn nhìn làm gì, đồng loạt ra tay. Nhưng mà, hai người căn bản không có động thủ dự định. Bọn họ rối rít hai tay chắp sau lưng, ánh mắt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần và những cái kia có sức uy hiếp tử tù. Thằng nhóc này có chút ý tứ, nếu như chúng ta ba người đồng loạt ra tay, vậy Linh Võ Đại Lục không phải muốn xem chúng ta Thánh Long gia tộc cười nhạo. Trưởng lão kia nghe được câu này, thiếu chút nữa tức giận phun ra một miệng lão máu, cũng không nói nhảm, thi triển toàn lực hướng Diệp Thần đi. Chấn thiên ấn. Phong môn cảnh tầng 5 thiên hơi thở, hoàn toàn bùng nổ, tay hắn không ngừng trên không trung nhẹ một chút, một đạo kim sắc dấu vết, phóng lên cao. Dấu vết bao phủ ở chu vi 5 km phạm vi, từ Diệp Thần đỉnh đầu rơi xuống. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ta có một kiếm có thể khai thiên, ta có một kiếm có thể phần thiên. Thú hủ kiếm ma khí, phóng lên cao, kiếm ý tràn ngập ở toàn bộ cấm địa bí cảnh bên trong. Một kiếm này Diệp Thần quơ múa đến mức tận cùng, trong cơ thể ma khí gào thét lên. Kiếm quang điên cuồng rơi xuống, nửa bên thương khung thiêu đốt đỏ tươi vẻ. Cái này là màu máu. Ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, đinh tai nhức óc tiếng vang, để cho cấm địa bí cảnh võ giả thực lực thấp kém, khạc ra một búng máu, cả người ngất đi. Phạm vi nổ, cầm toàn bộ bí cảnh hư không cũng nổ tung một vết thương. Diệp Thần mặt mũi dữ tợn, căn bản không màn khí lưu đối với mình thương thế, cả người bóng người lần nữa bỗng nhiên xông về trưởng lão. Tiểu súc sinh, thật không muốn sống nữa. Xem ra ngươi và Diệp Lạc Nhi cái đó dã loại như nhau. Được, ta tác thành các ngươi. Trưởng lão cầm ra một chuôi lợi kiếm, tại chỗ hóa là tàn ảnh. Nháy mắt tức thì xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng. Rồi sau đó một kiếm đâm ra. Một kiếm này, trưởng lão kia có tuyệt đối tự tin. Cho dù Diệp Thần nhập ma, cũng không cách nào ngăn trở. Nhưng mà, làm kiếm chạm được Diệp Thần thân thể thời điểm, dị biến nổi lên. Đinh! Kim thiết tiếng thanh thúy vang lên. Hắn phát hiện mình lực lượng và kiếm lại không cách nào phá vỡ Diệp Thần thân thể, liền giống như chạm tới cứng rắn vô cùng canh kim. Làm sao có thể? Vậy Thánh Long gia tộc trưởng lão trong mắt trợn to, tràn đầy khó tin. Võ giả thân xác có thể cường hãn đến chống đỡ phong môn cảnh tầng 5 thiên lực lượng. Đùa gì thế? Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Nhưng mà, giờ phút này, Diệp Thần cười. Vậy đỏ tươi trong mắt tràn ngập sát ý, thanh âm lạnh như băng chậm rãi rơi xuống, xích trần thần mạch,
người chính là một cái trưởng lão làm sao biết. Rắc rắc. Diệp Thần năm ngón tay bỗng nhiên nắm kiếm, cường đại lực lượng ầm ầm bùng nổ. Hắn từng bước nắm kiếm hướng vậy Thánh Long gia tộc trưởng lão đi. Ở cách một mét khoảng cách, một cái tay khác mang theo ma khí ầm ầm rơi xuống. Bót! Một cái tát liền rơi vào vị kia phong môn cảnh tầng 5 thiên Thánh Long gia tộc trưởng lão gò má bên trên. Một màn này, ngay tức thì để cho chung quanh yên tĩnh lại. Một cái tạo hóa cảnh võ giả lại có thể đang chiến đấu phiến phong môn cảnh tầng 5 thiên cường giả. Thật là gặp quỷ. Vậy phong môn tầng 5 thiên trưởng lão mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần băng hàn thanh âm vang lên lần nữa, Lạc Nhi không phải dã loại. Ngươi mới được. Một tát này cũng không có tạo thành quá nhiều thực chất tính tổn thương, nhưng mà lại để cho phong môn tầng 5 thiên trưởng lão thốt nhiên giận dữ. Hắn nhưng mà Thánh Long gia tộc trưởng lão đoàn hạng gần trước tồn tại, lại bị một cái rác dưới tát một cái. Vô cùng nhục nhã. Phong môn tầng 5 thiên trưởng lão bị tức một búng máu phun ra, thiếu chút nữa ngất đi. Trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một đạo máu tươi tại lòng bàn tay, lại là hướng Diệp Thần nhào qua, trong tay hắn lợi kiếm, giống như một đóa đóa kiếm hoa đập vào mặt. Kiếm hoa tùy ý mở, mãnh long vậy uy coi, xông về Diệp Thần. Diệp Thần vẫy tay bây giờ, trong tay thú hủ kiếm, ngất trời ma khí lên, toàn bộ cấm địa bí cảnh bị ma khí bao phủ. Kiếm quang mãnh long quá giang vậy, nháy mắt bây giờ bay đi. Đâm! Hai người tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra kinh khủng rên, sấm vậy nổ vang, lóe lên kinh khủng ánh sáng. Diệp Thần thân ảnh quỷ mị bỗng nhiên lao ra, một đạo kiếm quang lặng lẽ bây giờ biến dạng hết thảy. Trưởng lão vung tay lên, đè nén hơi thở điên cuồng bộc phát ra. Một đạo ngất trời đại thủ ấn, nháy mắt tức thì từ Diệp Thần phía trên rơi xuống. Đang rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Thần một kiếm chém ra. Rắc rắc, một kiếm hạ xuống, cũng không có ngăn trở ngất trời đại thủ ấn thế công, ngược lại áo khoác trên máu tươi càng đậm. Nhìn thấy mà giật mình. Phốc, Diệp Thần một búng máu phun ra, cả người lộ vẻ được cực kỳ chật vật. Phong môn tầng 5 thiên thực lực quả nhiên danh bất hư truyền, trước mắt chuyện mình trạng thái căn bản không phải hắn đối thủ. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn đều phải chống đỡ tiếp. Diệp Thần một đôi sát ý trong mắt, nhịn đau đau thương thế, đảo mắt bây giờ phóng lên cao. Ở hắn bay về phía hư không trong nháy mắt, cũng không có đối với trưởng lão ra tay, ngược lại đi tới Thánh Long gia tộc phong môn sơ kỳ cường giả trước mặt. Trảm thiên nhất kiếm. Kiếm ý bùng nổ, Diệp Thần cầm chặt trong tay thú hủ kiếm, nâng lên cánh tay, một kiếm nháy mắt chém ra đi. Kiếm khí thúc dục phát đến mức tận cùng, khoảnh khắc bây giờ xông tới. Tên kia phong môn sơ kỳ cường giả, cả người sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện mình hành động, lại đổi được chậm chạp, muốn chạy trốn nhưng phát hiện bị vô hình ma khí giam cầm. Kiếm quang ở trong mắt hắn ngay tức thì phóng đại, giống như kinh khủng đợt khí tấn công tới. Hắn muốn nâng lên kiếm trong tay tới né tránh, nhưng là hiện tại đã không kịp. Oanh! Một kiếm hạ xuống, phổ biên máu loãng phun trào ở trong hư không. Thật may hắn mới vừa rồi nhẹ né tránh, nếu không hắn thân thể cũng sẽ bị một kiếm cho chém thành hai nửa. Hắn vừa mới chuẩn bị nhịn đau đau rời đi, nhưng mà Diệp Thần bóng người đã xông lại. Trong tay hắn thú hủ kiếm mang ngập trời ma khí, mỗi đi một bước đều có vô số ma khí khuếch tán ra. Người nọ vốn là đã người bị thương nặng, nhưng mà Diệp Thần tốc độ chân thực quá nhanh. Để cho hắn căn bản cũng không phản ứng kịp. Một tia sáng trắng thoáng qua, thú hủ kiếm từ hắn cổ xuyên thấu đến phía sau. Máu loãng tung tóe đến Diệp Thần trên gương mặt mặt, hắn sau lưng đột nhiên truyền tới một cổ kinh khủng sát ý. Trưởng lão liều chết xông tới, đầy mặt lửa giận, chết Thánh Long gia tộc cường giả là hắn đệ đệ, lại đang hắn trước mắt liền chết như vậy. Đối với bọn họ Thánh Long gia tộc mà nói, cũng là một khoản tổn thất to lớn. Trước mắt trạng thái, chỉ có ba vị trưởng lão mới có thể ngăn chặn Diệp Thần. Trưởng lão trong nội tâm tức giận có thể tưởng tượng được, hắn ra tay một cái, khí tức trong thiên địa, điên cuồng tràn vào đến Diệp Thần bên người, để cho hắn nhúc nhích không được. Ở Diệp Thần không thể nhúc nhích thời điểm, tay hắn cầm lợi kiếm, từ Diệp Thần đỉnh đầu rơi xuống. Lợi kiếm hơi thở sắc bén, cắt vỡ Diệp Thần thân thể. Lợi kiếm ở trong một cái chớp mắt này,
khoảnh khắc bây giờ rơi xuống. Đang rơi xuống thời điểm, Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái xông phá giam cầm, bắt trưởng lão lợi kiếm. Tí tách, lợi kiếm đâm rách Diệp Thần máu thịt, máu loãng từ phía trên nhỏ giọt xuống, bên trong máu còn kèm theo một tia ma tính. Thân thể đau đớn cũng không có cho Diệp Thần mang đến bất kỳ thống khổ, ngược lại khóe miệng nhếch một cái quỷ dị độ cong. Ma do tâm sinh. Diệp Thần trong cơ thể màu đen ma khí, phóng trên không trung, hóa thành một đầu rồng khổng lồ màu đen, phóng lên cao. Màu đen cự long hướng về phía trưởng lão gầm thét một tiếng, toàn bộ thân thể bỗng nhiên xông tới. Ở xông tới thời điểm, dương ra chậu máu miệng lớn, muốn xé trưởng lão. Lúc này trưởng lão cố không được quá nhiều, trên mình một phiến sáng chói vảy rồng bao trùm toàn thân. Đối mặt nhập ma Diệp Thần, hắn không thể không vận dụng huyết mạch lực lượng. Trưởng lão toàn bộ người khí tức trên người, bỗng nhiên bạo tăng 20 lần. Hơi thở lan truyền, để cho Diệp Thần cả người một búng máu phun ra ngoài. Dù cho như vậy, Diệp Thần cũng không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại đánh về phía trưởng lão. Nhập ma Diệp Thần căn bản không biết đau đớn và mệt mỏi, đây mới là để cho trưởng lão nhất đầu chỗ đau. Diệp Thần cái này loại lối đánh liều mạng, để cho hắn bó tay bó chân. Ở cách trưởng lão chỉ còn lại 10 mét khoảng cách, Diệp Thần nâng lên trong tay thú hủ kiếm. Một kiếm quơ múa ra, ở quơ múa trong nháy mắt, ma khí lan truyền, ở trưởng lão bên tai, có ác quỷ đang gầm thét. Quỷ khóc sói tru, tựa như cả thế giới thây phơi khắp nơi. Trưởng lão trong tay kinh khủng hơi thở bộc phát ra, một cái kim long chi ảnh chém giết đi. Kiếm quang chém ở kim long chi ảnh trên mình, từ hắn đầu lâu nhanh chóng xuyên thấu thân thể. Trưởng lão cau mày, sau đó hắn khí tức cả người biến mất, đột nhiên bây giờ đi tới Diệp Thần sau lưng. Oanh! Một trưởng đánh vào Diệp Thần sau lưng mặt, để cho trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn. Máu từ trong miệng phun ra ngoài. Diệp Thần cả người sắc mặt trắng bệch. Tiếp tục như vậy nữa, hắn căn bản không kiên trì được thời gian bao lâu. Mặc dù hắn nhập ma, thời gian ngắn tăng lên thực lực, nhưng là Thánh Long gia tộc trưởng lão há là như thế dễ dàng đánh chết. Trận trên mặt chiến đấu, đã đạt tới ác liệt trạng thái, hầm giam cường giả bản thân liền nhất định có thương thế trong người. Mỗi một người đều không phải thời kỳ toàn thịnh trạng thái, nhưng mà Thánh Long gia tộc nơi này cường giả nhưng không giống nhau. Mỗi một người bọn hắn cũng xanh long hoạt hổ, khí huyết thịnh vượng. Ngoài ra hai vị mạnh hơn trưởng lão lại là sẽ ở thời khắc mấu chốt ra tay. Thật may hầm giam nơi này cường giả, đối với Thánh Long gia tộc người, oán hận cực lớn, từng cái không muốn sống vậy chém giết. Lúc này mới để cho hai phía đánh cho thành một cái vô cùng sốt ruột trạng thái. Chỉ bất quá dựa theo tình huống trước mắt, sa sút chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ha ha! Lão phu bị Thánh Long gia tộc hành hạ hơn ngàn năm, có thể giết hai cái vậy coi là kiếm. Một người phong môn cảnh tầng 5 thiên cường giả, thả tiếng giống giận, sau đó cả người trực tiếp lựa chọn tự bảo. Hắn bây giờ đã không có tiếp tục chiến đấu tiếp năng lực, còn không bằng dùng sau cùng thân thể, bộc phát ra nhất hòa mi ánh sáng. Chết cũng phải oanh oanh liệt liệt chết. Làm ra loại chuyện như vậy người không phải số ít. Bọn họ từng cái và Thánh Long gia tộc đều có thâm cừu đại hận. Từng tên một cường giả chết, mang tới nổ uy lực, để cho Thánh Long gia tộc bên này tổn thất thảm trọng. Trưởng lão trong nội tâm cũng đang rỉ máu, nhưng mà không có bất kỳ biện pháp nào. Đây hết thảy nguyên nhân đều là Diệp Thần, nếu không Thánh Long gia tộc cũng sẽ không có lớn như vậy tổn thất. Trưởng lão hận ý ngút trời, ngón tay bắt pháp quyết, ở hắn tại chỗ lại xuất hiện 10 giống nhau như đúc hắn. Đây cũng không phải ảo ảnh, mà là Thánh Long gia tộc tuyệt học 10 ảnh thánh thuật. Mỗi một người hơi thở cũng dị thường khủng bố. Chỉ bất quá giá phải trả to lớn, thi triển sau đó, cảnh giới liền sẽ rơi xuống. Diệp Thần, người cái nhóc xác rưởi, lão phu không tiếc hao tổn tu vi, hôm nay cũng phải chính tay đâm ngươi. Trưởng lão trong mắt đỏ tươi, 10 giống nhau như đúc hắn cùng kêu lên gầm thét. Đinh tai nhức óc tiếng vang. Để cho Diệp Thần cả người thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, tùy thời cũng sắp ngã xuống. Mới vừa rồi kích hoạt xích trần thần mạch, ma khí và linh lực hao tổn quá lớn. Hắn đây là đang chi nhiều hơn thu. 10 cái bóng người xen lẫn kinh khủng hơi thở, giống như một đầu tỉnh lại cự thú viễn cổ. Mà trên bầu trời,
vậy hai vị mạnh hơn Thánh Long gia tộc trưởng lão Trán bây giờ có chút ngưng trọng. Thằng nhóc này có chút cổ quái, vẫn là mau giải quyết đi. Một vị trong đó ông già một chỉ điểm ra, vô tận uy áp bao phủ. Vậy 10 đạo thân ảnh lại tăng cường. Hợp lực vượt xa phong môn cảnh tầng 5 thiên. Bây giờ Diệp Thần không có tư cách chống lại. Kinh khủng hơi thở, để cho Diệp Thần nhúc nhích không được, một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ, gào thét tới. Diệp Thần nhìn một cái Diệp Lạc Nhi, nhắm mắt lại, ma đế, ta còn có thể chịu đựng, không cần cất giữ. Mi tâm ma đế thở dài một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, luân hồi mộ địa ở giữa hắc tinh thạch quan, một luồng ánh sáng đen bắn vào Diệp Thần trong cơ thể. Vậy huyền ma cũng là thượng cổ đại ma, chỉ là hắn lực lượng, người thật có thể chịu đựng ở. Sợ rằng sau trận chiến này, người phải hối hận. Nhưng mà, Diệp Thần ấn đường đột nhiên bộc phát ra ánh sáng sáng chói, khủng bố đè nén ma khí, do như núi lửa phun ra như nhau. Ma khí ở Diệp Thần chung quanh ngưng tụ thành một cái ma chủ hư ảnh. Ma chủ hư ảnh thân cao trăm trượng, ma khí bao phủ để cho mọi người không thấy rõ bóng người, nhưng là một đôi màu máu cánh tay, trên mình quấn vòng quanh xích sắt. Ma chủ hư ảnh bao phủ ở Diệp Thần thân thể. Đối với Diệp Thần động thủ trưởng lão cả người sắc mặt đại biến, đây là ma chủ hộ thể. Nếu như Diệp Thần tu ma mà nói, sợ rằng cái này thế gian không có bất kỳ người cũng có thể áp chế hắn. Mười hư ảnh xông tới sau này, và ma chủ hư ảnh tiếp xúc. Ở hai người va chạm trong nháy mắt, kinh khủng hơi thở để cho bản để chiến đấu mọi người, cũng không nhịn được lui về phía sau. Nổ dư âm chân thực quá mức khủng bố, toàn bộ cấm địa bí cảnh mặt đất nổ tung. Xuống lòng đất dung nham phun ra, phóng lên cao, toàn bộ u ám nhà tù cấm địa bí cảnh, bị nóng bỏng nham thạch nóng chảy chiếu sáng ra lửa ánh sáng màu đỏ. Toàn bộ cấm địa bí cảnh đã bắt đầu sụp đổ, thế giới chân chính ngày tận thế tới. Dưới tình huống này, để cho tại chỗ tất cả cường giả, mặt liền biến sắc. Cấm địa bí cảnh mặt đất đều bắt đầu xông ra hư không chảy loạn. Nếu là bị cuốn vào chảy loạn, trên căn bản không có sống tiếp cơ hội, hư không chảy loạn bên trong đều là một phiến hắc ám. Không thấy được bất kỳ quang, như là vận khí tốt, có thể thoát khốn, không tốt nói. Cả đời chỉ có thể ở hư không chảy loạn bên trong, hoàn toàn bị vây. Cùng nhà tù cấm địa bí cảnh hoàn toàn vỡ nát, bọn họ ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Diệp Thần nằm trên mặt đất, màu máu thân thể, chật vật từng bước một đứng lên. Trưởng lão kia cũng không khá hơn chút nào, hắn vận dụng bí thuật, còn không có chém chết Diệp Thần. Để cho mặt hắn lên không sáng à. Tiêu lão, chúng ta phải mau rời đi. Ngoài ra một người Thánh Long gia tộc trưởng lão, đi tới đối với Diệp Thần động thủ Tiêu lão bên người. Nhà tù cấm địa bí cảnh đã không kiên trì được bao lâu, dù là thân là phong môn cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không dám tiến vào hư không chảy loạn bên trong. Tiêu lão nhướng mày một cái, hiện tại tuyệt đối là đánh chết Diệp Thần tốt nhất cơ hội, nếu như buông tha nói. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vẫn có thể kiên trì nửa giờ, ta hai người chúng ta đồng loạt ra tay. Diệt hắn. Còn như trong chúng ta mạnh nhất Hà lão, liền do hắn mang đi Diệp Lạc Nhi, dẫu sao Diệp Lạc Nhi đối với tộc trưởng còn có lớn dùng. Hai người phong môn cường giả ra tay, tuyệt đối có thể ở trong nửa canh giờ đánh chết Diệp Thần. Được. Người trưởng lão kia, nhẹ khẽ gật đầu. Hiện tại Diệp Thần đã người bị thương nặng, bọn họ hai người đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể để cho Diệp Thần chỉ có tới chứ không có về. Một người phong môn tầng 5 thiên cường giả đã để cho Diệp Thần dị thường khó khăn, nếu là lại tăng thêm một cái phong môn tầng 7 thiên cường giả. Coi như Diệp Thần lại nghịch thiên, cũng không dùng. Hai người Thánh Long gia tộc trưởng lão khinh miệt cười một tiếng, đồng loạt ra tay, điên cuồng đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần chật vật đứng lên. Hắn cơ hồ đến cực hạn. Thần hồn cũng có chút bị tổn thương, lúc này như muốn ngàn binh bạo cũng không khả năng. Phong môn cảnh sau đó, một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch lại có thể to lớn như vậy. Dù là hiện tại hắn nhập ma, tựa hồ vậy đền bù không được chênh lệch. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, Diệp Thần vẫn có thể tránh thoát, chỉ bất quá bây giờ hắn, trạng thái cũng không tốt. Cả người trên dưới cũng là lớn nhỏ không đồng nhất vết thương, còn có tí ti máu loãng tràn ra, cả người nhìn qua giống như từ trong ao máu bỏ ra ngoài vậy nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thần cắn chặt răng,
nắm thú hủ kiếm tay vậy không tự chủ dùng sức, thân thể máu theo hắn thân thể lưu trên cánh tay mặt. Loại trạng thái này hạ, Diệp Thần căn bản không có biện pháp chống cự. Một người Thánh Long gia tộc trưởng lão, tay cầm một kiếm rơi xuống, Tiêu lão một trưởng đánh ra. Vô tận sát ý bao quanh Diệp Thần không đường có thể lui. Bọn họ gương mặt dữ tợn, hưởng thụ tàn sát. Cái này hai người cường giả, cũng cầm trong cơ thể năng lượng, toàn bộ đều bộc phát ra. Bọn họ thề tất lôi đình này nhất kích, muốn cho Diệp Thần chết không toàn thây. Oanh oanh oanh, kinh khủng nổ lực, bị đất cát tràn ngập, Diệp Thần sống chết căn bản không người biết. Hắn thân thể cũng sớm đã bị đất cát che giấu, hai người trưởng lão nhìn một cái liền quyết định rời đi trước. Hiện tại bọn họ đã không có thời gian, đi thăm dò xem Diệp Thần sống chết, bất quá bọn họ rất khẳng định, Diệp Thần căn bản không có còn sống hy vọng. Bọn họ hai người đồng loạt ra tay, dù là phong môn cảnh trung kỳ cường giả, cũng không sống nổi, huống chi chính là một cái Diệp Thần. Cái này tạo hóa cảnh tiểu tử. Sợ rằng hiện tại đã chỉ còn lại một chất bụi. Hai vị trưởng lão xoay người mới vừa dự định rời đi, một đạo lười biếng thanh âm đột nhiên vang lên. Này, các ngươi hai ông già cũng quá không biết xấu hổ đi, phong môn cảnh tầng 5 thiên hòa tầng 7 trời, lại liên hiệp đối phó một tên tiểu tử. Chỉ tiếc, thằng nhóc này tu luyện thời gian cuối cùng quá ngắn, nếu không, chết chính là các ngươi. Hai vị trưởng lão thân thể đột nhiên cứng đờ. Tại sao sau lưng sẽ có thanh âm? Thằng nhóc kia không có chết. Bọn họ khó tin xoay người, đột nhiên phát hiện vô tận trong cát vàng, xuất hiện một đạo thân ảnh. Bóng người không phải Diệp Thần, mà là một cái cõng cái hộp kiếm cổ quái thanh niên. Mấu chốt bọn họ căn bản nhìn không thấu thanh niên tu vi. Ngươi là ai? Tiêu lão đột nhiên nói, hắn trong lòng đột nhiên có chút luống cuống. Cái hộp kiếm thanh niên duỗi người, hướng Diệp Thần đi tới, vừa đi vừa lẩm bẩm nói, các ngươi hỏi ta là ai? Đây là một cái tốt vấn đề. Nói tới chỗ này, Phong Thanh Dương đi tới Diệp Thần trước mặt, đưa tay ra, đem Diệp Thần kéo lên. Hắn khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, thằng nhóc, ngươi chuyện hôm nay rất đúng ta khẩu vị, sau này không nên kêu ta Phong tiền bối. Kêu ta sư tôn. Vốn là, kiếm thứ ba muốn chậm một chút dạy ngươi, bởi vì chỉ có ngươi bước vào tinh khiếu, mới miễn cưỡng có tư cách thi triển kiếm thứ ba. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ngươi nhập ma trạng thái, có thể miễn cưỡng thi triển, nếu không sư tôn liền trước thời hạn dạy ngươi đi. Ngươi thân thể đã vết thương chồng chất, ta liền chiếm dụng 3 giây. Có thể chịu đựng ở sao? Diệp Thần nhìn Phong Thanh Dương, miễn cưỡng lộ ra một đạo nụ cười, sư tôn, có thể. Được. Nháy mắt tức thì, Phong Thanh Dương hư ảnh ngay tức thì và Diệp Thần trọng hợp. Diệp Thần nhắm mắt, chung quanh cát vàng bỗng nhiên treo ngừng. Một cổ vắng lặng ý cuộn sạch vạn dặm. Ở giữa thiên địa, tựa như chỉ còn lại Diệp Thần một người. Vậy hai vị Thánh Long gia tộc trưởng lão có chút bối rối. Mới vừa rồi đó là thần niệm, đoạt xác. Ta không biết, bất quá hơi thở này, ta cảm giác được không đúng. Mau, thằng nhóc kia phải chết. Hai người không do dự nữa, cấp tốc hướng Diệp Thần đi. Ở giữa không trung bên trong lại là sử dụng một giọt máu tươi. Tiêm máu bao trùm toàn thân. Long ngâm chấn thiên. Hai cổ lực lượng bỗng nhiên hợp hai là một, lực lượng này, tựa như có thể đánh nát hết thảy. Mà đang ở kinh khủng lực lượng sắp phủ xuống nháy mắt, Diệp Thần mở mắt ra, khóe miệng phác họa một đạo độ cong. Thú hủ kiếm tay khẽ nâng lên. Một kiếm này, tên là, Vạn Cổ Kinh Lôi Kiếm. Dứt lời, trên bầu trời mây đen phân bố. Vô tận lôi kiếp phun trào. Cuồn cuộn thiên lôi thành hơn trăm ngàn hạ xuống. Hội tụ ở thú hủ kiếm bên trên. Thời khắc này Diệp Thần liền là chân chánh lôi đạo chân quân, nắm trong tay thần lôi. Giữa trời đất, đều bị lôi quang bao trùm, chói mắt đến mức tận cùng. Những cái kia còn động thủ võ giả toàn bộ dừng lại. Nhìn một màn này, trong mắt chỉ còn lại kinh hoàng. Ai có thể nghĩ tới một kiếm này là do một cái tạo hóa cảnh tiểu tử thi triển ra. Lực lượng này là triệt triệt để phong môn. Hơn nữa không phải phong môn sơ kỳ, uy thế không kém gì phong môn cảnh tầng 8 thiên. Diệp Thần, nhớ, Vạn Cổ Kinh Lôi Kiếm dẫn động không phải trời sấm, mà là kinh thiên lôi. Đó là con đường võ đạo mạnh nhất nguyên tố một trong. Chỉ tiếc,
Ở người bước vào tinh khiếu trước, không cách nào thi triển, cũng chỉ có hôm nay cơ hội mới có thể miễn cưỡng thi triển một kiếm. Một kiếm này, ta vì ngươi chém trừ thế gian vạn thế địch, liền làm vi sư đưa cho ngươi lễ bái sư. Dứt lời, bí cảnh thương khung bỗng nhiên bị sấm phân chia thành hai nửa. Kiếm kia ý dung hợp sấm lại phá vỡ bí cảnh. Chân thực khủng bố. Mấu chốt đây vẫn chưa kết thúc. Lực lượng cuồng bạo hung hãn đập vào vậy hai cái thánh long gia tộc trưởng lão bên trên. Bọn họ từ lấy là có thể tiêu diệt Diệp Thần nhất kích bỗng nhiên tiêu tán. Bọn họ con người chiếu ngược sợ hãi. Từ sấm ý phá không bắt đầu, bọn họ cũng biết không cách nào cản trở. Căn bản không phải một cái đẳng cấp lực lượng. Sống chết bây giờ, Tiêu lão hoảng sợ nói, đó không phải là Diệp Thần lực lượng. Là, lời nói vẫn chưa nói hết, sấm sét ý giống như một đầu hồng hoang mãnh thú cắn nuốt hai người. Thậm chí liền xương máu cũng không có. Trực tiếp biến mất. Phong môn cảnh tầng 5 thiên hòa tầng 7 thiên hai vị thánh long gia tộc trưởng lão lại tại chỗ chết. Khủng bố như vậy. Tất cả mọi người thấy đờ ra. Đồ nhi, một kích này, vì sự hao phí to lớn, phải nghỉ ngơi một hồi, tiếp theo, người còn có thể thanh tỉnh sao? Phong Thanh Dương lưu lại những lời này, liền trở lại luân hồi mộ địa bên trong. Mà Diệp Thần mất đi khống chế, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, cuối cùng ngồi ở Diệp Lạc Nhi bên người, nặng nề thở hổn hển. Bí cảnh bắt đầu văng tung tóe, chảy loạn phun trào. Hầm giam cường giả thấy một màn này, cũng không đoái hoài được đánh chết thánh long gia tộc cường giả, từng cái điên cuồng rời đi. Cấm địa bí cảnh cũng sớm đã sinh linh đồ thán, vô số cường giả bắt đầu chạy trốn. Thánh long gia tộc nơi này cường giả, từ truyền tống trận bên trong rời đi, hầm giam mọi người theo sát phía sau. Toàn bộ nhà tù cấm địa bí cảnh đều bị thánh long gia tộc cho nắm trong tay, duy nhất lối ra cũng chỉ có truyền tống trận. Đây là bọn họ duy nhất cơ hội. Nhưng mà còn có một người không đi. Đó chính là Thánh Long gia tộc xuất động mạnh nhất một người. Vị kia phong môn cảnh tầng 8 thiên trưởng lão, Hà lão. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 105.